Đại Y Vô Cương, Hứa Thuần Lương. Tập 11. Ngày lễ trong lúc đó SEVENSTA sinh ý nóng nảy, cũng không nhận được tối hôm qua tranh chấp ảnh hưởng. Tạ Xuân Lôi ban ngày đặc địa đi bệnh viện thăm Đường Thiên Nhất, Đường Thiên Nhất bị thương cũng không nặng, nghiệm thương kết quả cho thấy hắn không tạo thành vết thương nhẹ, nói cách khác Hứa Thuần Lương không có xúc phạm hình pháp. Người là tại quán ba xảy ra chuyện, cho nên Tạ Xuân Lôi biểu thị sẽ gánh chịu tất cả tiền thuốc men dùng, hắn cũng không muốn ăn cái này ngậm bồ hòn, rời đi bệnh viện thời điểm, phân phó lái xe đi Hồi Xuân Đường đi một chuyến. Hôm nay Hứa ra toàn thể du lịch, Hứa Thuần Lương lấy cớ viết giai đoạn công việc tổng kết để ở nhà không có đi ra ngoài, chủ yếu là Lục Kỳ bàn giao hắn tốt nhất để ở nhà, tranh thủ hôm nay có thể đạt thành song phương hòa giải. Đã song phương bên nào cũng cho là mình phải, chỉ cần nhượng bộ một bước liền có thể đạt thành thông cảm, Lục Kỳ cho rằng cũng không phải là không thể được, hiện tại mấu chốt liền muốn nhìn Đường Thiên Nhất thái độ. Hứa Trường Thiện quyết định ngày lễ trong lúc đó Hồi Xuân Đường liền nghỉ 7 ngày, thừa dịp mấy ngày nay hảo hảo cùng người nhà đoàn tụ một chút. Hứa Thuần Lương sáng sớm vẫn như cũ rèn luyện không lầm, gần nhất đều đang nghiên cứu Bạch Mộ Sơn còn cho hắn những cái kia bản dập, tướng trước có bản dập tổ hợp lại, thế mà làm rõ một chút mạch lạc. Buổi sáng lúc 10 giờ, Mai Như Tuyết sang đây xem hắn. Hứa Thuần Lương mời nàng tại cửa ra vào ngồi hồ ấm trà ngon, buổi sáng ánh nắng chính. Tốt, xuyên thấu qua đã bắt đầu ố vàng lá cây phóng xuống đến, lưu lại đầy đất pha tạp bóng cây. Mai Như Tuyết đánh giá hắn. Vững tin hắn không bị tổn thương, chuyển du nói, thật nhìn không ra ngươi rất có thể đánh. Hứa Thuần Lương nói, chịu đựng đi, người xấu đem mặt đưa qua đến, ta dù sao cũng phải thỏa mãn một chút người ta. Mai Như Tuyết nói, đã thương 5 cái, 2 cái bị ngươi dùng bình rượu cho u đầu sức chán, 1 cái bị ngươi dùng băng chùy đâm tổn thương, ngươi không có học qua pháp luật. Hứa Thuần Lương lắc đầu, không có học qua. Từ Mai Như Tuyết lời nói này. Liền biết nàng trước thời hạn giải tình tiết vụ án, chứng minh nàng rất quan tâm mình, nếu không cũng sẽ không chuyên đi một chuyến. Mai Như Tuyết nói, đánh người là muốn nhận gánh trách nhiệm, bị người đâm tổn thương Đường Thiên Nhất còn nằm tại bệnh viện. Hắn là mình đem mình cho đâm đả thương, Hứa Thuần Lương nhưng không thừa nhận là mình làm được. Mai Như Tuyết nói, nhiều người như vậy đều chứng minh là người đâm đả thương người ta. Ta bên này người còn chứng minh ta là vô tội đây này. Mai Như Tuyết thở dài nói, ngươi chính là mạnh miệng. Ngươi tin tưởng ta không? Ta tin hay không ngươi không trọng yếu, trọng yếu phải là cảnh sát tin hay không ngươi. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, ta cảm thấy sự tín nhiệm ngươi dành cho ta quan trọng hơn. Mai Như Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, lại không khống chế tốt biểu lộ, rốt cục vẫn là nhìn không được bật cười, nụ cười này người còn yêu kiều hơn hoa, lấy Hứa Thuần Lương định lực đều thấy ngẩn ngơ. Lúc này một chiếc Mercedes GLE dừng ở Hồi Xuân Đường cổng, Tạ Xuân Lôi từ trên xe bước xuống, tháo kính râm xuống, ngẩng đầu nhìn Hồi Xuân Đường chiêu bài. Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết an vị tại cửa ra vào uống trà, Hứa Thuần Lương nhận ra Tạ Xuân Lôi, hướng hắn vẫy vẫy tay, xem bệnh a. Hôm nay không mở cửa. Tạ Xuân Lôi nở nụ cười, hôm qua hắn liền kiến thức đến Hứa Thuần Lương là kẻ hung hãn, hắn đã tra rõ Hứa Thuần Lương tình huống, một cái lão trung y cháu trai. Trường Hưng bệnh viện y tế chỗ phổ thông khoa viên, không có gì cường đại bối cảnh, dạng này người dựa vào cái gì cùng Đường Thiên Nhất khiêu chiến. Trẻ tuổi nóng tính dễ dàng làm ra không lý trí sự tình. Hắn hướng Hứa Thuần Lương đi tới, không xem bệnh, chính là muốn tìm ngươi nói chuyện. Hứa Thuần Lương biểu hiện được ngược lại là phi thường khách khí, ngồi. Tạ Xuân Lôi đi vào Hứa Thuần Lương ngồi xuống bên người, Hứa Thuần Lương cho hắn cầm cái chén, rót chén trà. Tạ ơn. Tạ Xuân Lôi dự định tiên lễ hậu binh, nhìn thoáng qua Mai Như Tuyết, trong lòng thầm khen, tiểu tử này bạn gái thật xinh đẹp. Mở quầy rượu người cái gì cô gái xinh đẹp chưa thấy qua, nhưng là Mai Như Tuyết vẫn làm cho hắn cảm thấy kinh diễm, loại này đẹp cao nhã mà không tầm thường mị, có loại không dính khói lửa trần gian khí chất xuất trần. Tạ Xuân Lôi nhấp một ngụm trà nói, ta vừa mới đi Trường Hưng bệnh viện thăm Đường Thiên Sinh. Hứa Thuần Lương nhíu mày, không nghĩ tới Đường Thiên Nhất tiến vào Trường Hưng. Hôm qua không phải nói hắn bị mang đến trung tâm y viện sao? Liên tưởng tới Cao Tân Hoa trước đây kia lời nói, Hứa Thuần Lương đoán chừng là Trường Hưng bệnh viện vì lấy lòng Hoa Niên tập đoàn, chuyên môn đem Đường Thiên Nhất cho chuyển tới, Triệu Phi Dương a Triệu Phi Dương, người có chút tử rơi giá trị bản thân a. Kỳ thật Đường Thiên Nhất tổn thương không nặng, đi trung tâm y viện khẩn cấp xử lý về sau liền có thể xuất viện, quan sát một đêm, về
về sau là Triệu Phi Dương phái tay lái hắn an bài vào Trường Hưng bệnh viện VIP phòng bệnh. Hứa Thuần Lương nói, bệnh viện chúng ta thật là khéo, vậy ta quay đầu đến đi xem hắn một chút. Mai Như Tuyết nghe ra Hứa Thuần Lương nói bóng gió, hắn 89 phần 10 còn muốn đi tìm Đường Thiên Nhất phiền phức. Tạ Xuân Lôi nói, oan gia nên giải không nên kết hai người các ngươi phát sinh xung đột, ta Tao Ương tối hôm qua cho quán ba tạo thành hơn 4 vạn khối tổn thất, ta vừa đi tìm Đường tiên sinh, hắn coi như thông tình đạt lý, đáp ứng bồi thường một nửa tổn thất. Hắn căn bản chính là ăn nói bịa chuyện, Đường Thiên Nhất loại kia khách hàng lớn hắn mới sẽ không dễ dàng đắc tội. Hứa Thuần Lương biết hắn ý đồ đến, cười tủm tỉm nói, nguyên lai ngươi tìm ta phải bồi thường tới, theo ngươi ý tứ mặt khác kia một nửa hẳn là ta ra. Tạ Xuân Lôi cười nói, đây không phải đặc địa đến thương lượng với ngươi nha, ta trưng cầu ý kiến qua luật sư đề nghị ta cách đi luật chương trình, nhưng ta luôn cảm thấy làm ăn giảng cứu cố hòa khí sinh tài, mọi người dù sao cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không thể bởi vì việc này đả thương tình cảm, ngươi nói có đúng hay không a? Hứa Thuần Lương nói, ta nói ngươi rất lớn một người, có chút không hiểu chuyện. Tạ Xuân Lôi ngẩn ra, tiểu tử này đủ hoành a, ta Tạ Xuân Lôi tại Đông Châu cũng là người có mặt mũi. Trên xã hội ai không được cho ta ba phần chút tình mọn, tiểu tử ngươi thật ngông cuồng đi. Khách nhân ở quán ba của ngươi chơi, ngươi có phải hay không nên phụ trách an toàn của bọn hắn? Biểu muội ta tại ngươi quán ba tiêu phí, thân người an toàn cũng không chiếm được bảo hộ, bị kinh sợ khoản nợ này ta còn không có tính với ngươi đâu, ngươi còn có mặt mũi tìm ta đòi tiền. Tạ Xuân Lôi ha ha cười nói, người trẻ tuổi làm người không nên quá cuồng vọng, xã hội này so trong tưởng tượng của ngươi phức tạp nhiều. Mai Như Tuyết nói, ngươi đây là đe dọa sao? Liền ngươi bây giờ nói chuyện hành động đã sở phạm pháp luật. Tạ Xuân Lôi nhìn một chút hai người bọn họ, ta xúc phạm cái gì pháp luật? Hắn đập rượu của ta không muốn bồi Mai Như Tuyết nghiêm mặt nói, hắn mới vừa nói không sai, quán ba là ngươi, khách nhân ở trong quán ba ra vấn đề gì ngươi đều phải gánh chịu liên quan trách nhiệm, ngươi muốn kiện một mực đi cáo, chúng ta phụng bồi tới cùng, chúng ta cũng có luật sư, ngươi chờ thu luật sư tin đi. Tạ Xuân Lôi vốn cho rằng có thể trấn trụ Hứa Thuần Lương, nhưng cái này hai thanh niên không có một cái nào mua chướng, hắn nhẹ gật đầu đứng dậy, đeo lên kính râm nói, vậy thì tốt, hãy đợi đấy. Hứa Thuần Lương bưng lên hắn uống thừa nửa chén trà chiếu vào dưới chân của hắn dội đi, dọa đến Tạ Xuân Lôi nguyên địa nhảy một cái. Hứa Thuần Lương nhìn qua Mai Như Tuyết nói, ban đêm có thời gian hay không? Ta mời người đi SEVENSTAA chơi. Mai Như Tuyết sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Hứa Thuần Lương ý vị thâm trường nói, nhất định phải chân quý ngày mai khả năng liền phải đóng cửa. Tạ Xuân Lôi còn chưa đi xa, nghe được rõ ràng, tiểu tử này thế mà nguyền rủa mình đóng cửa, hắn chỉ Hứa Thuần Lương ý là ngươi chờ đó cho ta. Tạ Xuân Lôi vốn cho rằng Hứa Thuần Lương chỉ là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới hắn thực có can đảm đến, Hứa Thuần Lương mời Lục Kỳ tới, không có mời Mai Như Tuyết. Mai Như Tuyết cho là hắn nói là cho Tạ Xuân Lôi nghe, làm sao đều sẽ không nghĩ tới hắn ban đêm thật đi. Hứa đại giáo chủ khẩu khí này còn không có thuận đâu, lúc đầu Tạ Xuân Lôi không tìm hắn, hắn đều muốn tìm Tạ Xuân Lôi phiền phức, lần này vừa vặn đem hắn lửa cho bốc cháy. Hứa Thuần Lương mời Lục Kỳ là đánh lấy cảm tạ hắn hỗ trợ cờ hiệu, Lục Kỳ hai ngày này thay phiên nghỉ ngơi, vừa vặn thừa cơ hội này thực địa khảo sát một chút tình huống. Nhìn xem có thể hay không siêu tập đến một chút đối Hứa Thuần Lương có lợi chứng cứ, dù sao chuyện này trước mắt còn không chấm dứt. Hứa Thuần Lương chút rượu nước thời điểm, Lục Kỳ đã đem quán ba trong trong ngoài ngoài dạo qua một vòng, phát hiện bên trong camera không ít, Tạ Xuân Lôi khẳng định là cố ý ẩn giấu đi video theo dõi. Căn cứ chân thuần khẩu cung, tối hôm qua là Đường Thiên Nhất chủ động bắt chuyện Phương mới đưa đến xung đột, về sau bọn hắn dùng sức mạnh bách thủ đoạn đem nàng cho cưỡng ép đến trong phòng. Nếu như tìm tới đoạn video này, lâm vào bị động chính là Đường Thiên Nhất. Tạ Xuân Lôi thủ hạ đem Hứa Thuần Lương tới sự tình thông báo cho hắn, hỏi hắn có phải hay không muốn đem Hứa Thuần Lương mời đi ra ngoài. Tạ Xuân Lôi suy nghĩ một chút vẫn là không cần phải vậy, mở cửa làm ăn, chỉ muốn người ta tiến đến tiêu phí, mặc kệ người nào đều phải tiếp đãi. Bọn thủ hạ rời đi về sau, Tạ Xuân Lôi đi vào trong văn phòng gian phòng, cung cung kính kính dâng hương. Điện thờ bên trên vị này không phải Quan Âm cũng không phải Quan Nhị Gia, mà là Quản Trọng. Điện thờ hai bên đều có một bức chữ, trên viết, ngàn hướng muôn đời nặng thay đổi, chỉ có hoa lan cười thế nhân. Tương truyền Quản Trọng đảm nhiệm Tề Quốc Quốc tướng về sau, tiến hành một hệ liệt cải cách,
trong đó liền bao quát thiết lập quan doanh giải trí cơ cấu. Theo Chiến Quốc sách Đông Chu sách ghi chép, Tề Hoàn công cung trong 7 thị, nữ lư 700, cái gọi là nữ lư chính là ban sơ phong nguyệt hành nghề người. Về sau trên giang hồ có Lan Hoa Môn tướng quản trọng coi là tổ sư gia. Lan Hoa Môn truyền thừa đến nay, cũng nhiều lần biến thiên, đương kim thời đại, cái này một tông môn đã không muốn người biết, nhưng là nó thế lực đã cắm rễ tại nghề giải trí, Tạ Xuân Lôi chính là Lan Hoa Môn truyền nhân, bất kỳ cái gì tổ chức muốn sống sót nhất định phải thích ứng thời đại, Lan Hoa Môn cũng không ngoại lệ. Tạ Xuân Lôi dâng hương kính bái tư thế cũng cùng bình thường khác biệt, ngón giữa cùng ngón cái tướng bóp còn lại ba ngón giao nhau, chỉ hình tựa như hoa lan, cung cung kính kính hướng tổ sư ra bái ba bái. Hắn cũng không phải là quầy rượu đại lão bản, từ khi hắn tiếp nhận SEVENSTAR quản lý về sau, công trạng phát triển không ngừng, đã trở thành Đông Châu sinh ý rượu ngon nhất đi. Đường Thiên Nhất là đồng môn giới thiệu qua tới, tại rượu của hắn A xảy ra chuyện, Tạ Xuân Lôi có phụ nhờ vả, đứng đội Đường Thiên Nhất cũng là chuyện đương nhiên. Hứa Thuần Lương kêu nửa đánh bia, Lục Kỳ cùng hắn đụng đụng bình rượu, một hơi uống nửa bình rượu, Đường Thiên Nhất thái độ tương đối kiên quyết, hắn không đồng ý cân đối, nhất định phải cáo ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, để hắn cáo, hắn không cáo ta ta còn dự định cáo hắn đâu. Lục Kỳ nói, ngươi không có chứng cứ à. Từ Triệu Hiểu Tuệ thu đoạn video kia đến xem, Hứa Thuần Lương đích thật là chủ động xuất thủ một phương, vô luận hắn làm sao cường điệu phòng vệ chính đáng, thụ thương chính là Đường Thiên Nhất phương tóm lại là sự thật. Hiện tại Lục Kỳ lo lắng nhất chính là quán ba phương diện, bọn hắn khẳng định nắm giữ chuyện xảy ra quá trình video thu hình lại, hiện tại cũng không biết Tạ Xuân Lôi có thể hay không tướng bất lợi cho Hứa Thuần Lương video giao ra, nếu như hắn làm như vậy, Hứa Thuần Lương không thể nghi ngờ liền phiền toái hơn. Lúc này Tạ Xuân Lôi đi tới, kéo ghế ngồi xuống, hướng Hứa Thuần Lương cười nói, nha, thật đến rồi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cho rằng ta không dám tới à? Tạ Xuân Lôi nói, bạn gái không đến. Hứa Thuần Lương nói, ngươi chỗ này quá loạn, vạn nhất xảy ra chuyện lại hù dọa nàng. Tạ Xuân Lôi cười ha ha, thương hương tiếc ngọc à? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Tối hôm qua đập bể ta nhiều đồ như vậy, 2 vạn khối cũng không nhiều à? Hứa Thuần Lương nói, ta nếu là không cho đâu. Tạ Xuân Lôi nói, không cho à, ta liền đem người đánh người video cung cấp cho cảnh sát, ngươi chờ ngồi tù đi. Lục Kỳ nói, làm nửa ngày ngươi biết chuyện không báo à. Tạ Xuân Lôi nhìn Lục Kỳ một chút, không mò ra đối phương lai lịch. Lục Kỳ nói, ta còn là tự giới thiệu mình một chút đi, ta gác chuông khu công an phân cục. Tạ Xuân Lôi nhìn thoáng qua trên tay hắn bình rượu, cười nói, cảnh sát à. Ta đặc biệt thích cùng cảnh sát làm bằng hữu, các ngươi nếu là thường xuyên tới chuyện ngày hôm qua liền sẽ không phát sinh. Lục Kỳ nói, video thu hình lại đâu? Tạ Xuân Lôi nói, ta nói đùa, trong phòng làm sao có thể sắp đặt giám sát, khách nhân cũng phải cần tư ẩn, ta làm như vậy, về sau ai còn chịu tới? Bên ngoài có đi, trong lối đi nhỏ, nơi hẻo lánh bên trong có thật nhiều giám sát, chuyện xảy ra tối hôm qua ngươi liền một chút cũng không có đập tới. Đương nhiên là có đập tới. Bất quá khẳng định không phải là các ngươi cần nội dung. Lục Kỳ nhẹ gật đầu. Tạ Xuân Lôi phi thường giảo hoạt, hắn câu nói này rõ ràng là tại nói cho bọn hắn sẽ không cung cấp đối Hứa Thuần Lương có lợi video. Lúc này trên sân khấu DJ bắt đầu kích động bầu không khí, hiện trường nhiệt độ cấp tốc tăng lên, Tạ Xuân Lôi đứng lên nói, hai vị chơi đến vui vẻ, ta còn có việc, liền không cùng các ngươi. Lục Kỳ tướng vỏ chai rượu buông xuống, hướng Hứa Thuần Lương nói, đi thôi. Không có thu hoạch gì. Hứa Thuần Lương lại lắc đầu nói, chờ một chút. Hiện trường vang lên tiết tấu rõ ràng mơ hồ, nặng giọng thấp chấn động đến mặt đất đều run rẩy lên, nam nam nữ nữ nhóm tràn vào sân nhảy, điên cuồng giãy giụa thân thể. Hứa Thuần Lương lại mở 2 chai bia, trong đó một bình đưa cho Lục Kỳ, Hứa Thuần Lương ngửa đầu lúc uống rượu, nghe được trong sàn nhảy truyền đến tiếng thét chói tai. Ở vào tình thế như vậy, thét lên bình thường bị coi là hưng phấn biểu hiện. Chỉ là tiếng thét chói tai liên tiếp, không thiếu nam nữ bầy chuyển động thân thể biên độ đột nhiên liên hồi, bắt đầu có người hướng sân nhảy bên ngoài chạy tới. Lục Kỳ cái này mới phát giác được có chút bất thường, kinh ngạc nói, tình huống như thế nào? Trung tâm trên sân khấu DJ cũng loạn tiết tấu, nàng điên cuồng vuốt thân thể, tựa như giật điện run rẩy, tại trên người nàng bò lên mấy cái nhện. Dưới đài khiêu vũ khách nhân bên trong có không ít người đồng dạng phát sinh tình trạng. Không biết tên côn trùng chui vào y phục của bọn hắn bên trong, đốt người thân thể của bọn hắn.
Lúc này thành quần kết đội con rơi từ nóc phòng bay nhào mà xuống, điên cuồng hướng đám người phát động công kích, những khách nhân cái nào gặp qua trường hợp như vậy, từng cái thất kinh, mất mạng hướng quán ba chạy ra ngoài. Lục Kỳ lớn tiếng gầm rú nói, mọi người đừng hốt hoảng, tuyệt đối không nên hoảng. Hắn lo lắng tại loại tình huống này vạn vừa phát sinh dẫm đạp sự cố cũng dễ dàng nghĩ được. Hiện trường duy nhất không hoảng hốt người chính là Hứa Thuần Lương, người này ổn thỏa điếu ngư đài, cầm một chai bia không nhanh không chậm uống vào. Trong quán rượu một mảnh hỗn độn, đào tẩu đám người đang kinh hoàng bên trong đụng lật không ít cái bàn, rượu rơi xuống đất, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, tiếng âm nhạc, tiếng thủy tinh bể đan vào một chỗ, tại Hứa Thuần Lương trong tai lại tạo thành một khúc vô cùng sảng khoái hòa âm, hắn cảm giác kiềm chế tại thể nội thật lâu tà ác bắt đầu ngo ngoe muốn động. Bên cạnh nến bị người đụng rơi, sàn bố bắt đầu cháy rừng rực, Hứa Thuần Lương đứng dậy đi tới, vừa đi vừa dùng ngón cái ngăn chặn miệng bình, dùng sức lung lay, sau đó tướng miệng bình nhắm ngay thiêu đốt ngọn lửa, bia hóa thành một đạo màu trắng thủy tiễn thổi ra ngoài, tướng thiêu đốt ngọn lửa dập tắt. Mấy chục cái con rơi hình thành đội ngũ hướng hắn đánh tới, Lục Kỳ nhìn thấy một màn trước mắt, lớn tiếng nhắc nhở Hứa Thuần Lương cẩn thận, thế nhưng là Hứa Thuần Lương vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở nơi đó, uy phong lẫm liệt tựa như trên chiến trường chỉ huy tác chiến tướng quân. Đàn rơi tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh về sau cải biến phương hướng, nhào về phía quầy ba điều tử sư, điều tử sư dọa đến cuống quýt ngồi xổm xuống, đàn rơi uyển như cuồng phong lướt qua tủ rượu bên trên bầy đầy rượu tây ào ào rơi xuống. Nghe được động tĩnh Tạ Xuân Lôi từ văn phòng vọt ra, khi thấy tủ rượu bên trên một bình bình quý báu rượu tây tựa như quân bài domino rơi xuống chẳng diện, quán ba đã hoàn toàn lâm vào vô tự trạng thái, ngay tại kinh lịch một trận trước nay chưa từng có hạo kiếp. Có nhiều chỗ đã bị khuynh đảo nến nhóm lửa, một thân ảnh chính cầm bia dập lửa. Tạ Xuân Lôi cơ hồ không thể tin được hết thảy trước mắt đều là hiện thực. Lục Kỳ tìm được bình chữa lửa, gia nhập Hứa Thuần Lương dập lửa hành động bên trong. Lại có mấy tên bảo an gia nhập, còn tốt bọn hắn dập tắt kịp thời, không có ủ thành đại hỏa. Vài phút bên trong, khách hàng đã tất cả đều trốn ra đến bên ngoài, còn tốt không có tạo thành dẫm đạp sự kiện. Ánh đèn sáng rõ, còn có mấy con rơi tại nóc nhà xoay quanh, Tạ Xuân Lôi đi về phía trước một bước, dưới chân phát ra tiếng thủy tinh bể, hắn bộc phát ra gầm lên giận dữ, ai làm? Thanh âm của hắn tại trống rỗng trong đại sảnh quanh quẩn. Hứa Thuần Lương tướng dùng hết bình chữa lửa ném xuống đất, lười biếng nói, không cần cảm ơn. Tạ Xuân Lôi nhìn qua Hứa Thuần Lương, mặc dù hắn rất muốn hoài nghi Hứa Thuần Lương, thế nhưng là đây hết thảy lại không cách nào cùng người là phá hư liên hệ tới. Lục Kỳ nói, người cái quán ba này tồn tại rất lớn an toàn tai họa ngầm. Tạ Xuân Lôi đã thẹn quá hóa giận, người có tư cách gì nói này nói kia. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ Lục Kỳ bả vai, Lục ca, chớ xen vào việc của người khác. Mời phòng cháy bộ môn cùng hắn đàm. Kỳ thật căn bản không cần chờ đến phòng cháy bộ môn truy trách, bên ngoài đã truyền đến những khách nhân thanh âm tức giận, trả lại tiền, trả lại tiền. Có người nắm lên cục gạch đập vào trên cửa sổ, tiếng thủy tinh bể một lần nữa vang lên. Tạ Xuân Lôi nắm chặt song quyền, bên tai bỗng nhiên vang lên buổi sáng nghe được một câu, nhất định phải chân quý A. Ngày mai sẽ phải đóng cửa. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là người vì tạo thành? Không có khả năng, không thể nào. Lục Kỳ cũng trăm mối vẫn không có cách giải, quán bà vận doanh hơn 2 năm giống như chưa từng nghe nói qua đồng loại sự kiện, trong sàn nhảy đột nhiên xuất hiện mấy trăm con nhện cùng con rết, mấy chục con biên phúc tổ đội tập kích nhân loại, những tin tức này hoàn toàn có thể lên hôm nay chuyện lạ. Cùng Hứa Thuần Lương có quan hệ sao? Tiểu tử này có thể thao túng thái hoa xà, có phải hay không cũng có thể thao túng côn trùng cùng con rơi? Làm sao có thể? Con hàng này cũng không phải ngũ độc giáo chủ. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, không trung tung bay mưa nhỏ, SEVENSTAR cổng liền đến một cỗ Toyota Alpha, xe lái vào bãi đỗ xe thời điểm, Tạ Xuân Lôi xuất lĩnh mấy tên thủ hạ dơ dù che mưa liền nghênh đón. Chiếc kia Alpha dừng hẳn về sau, trước từ bên trong xe bước xuống một vị thân mặc Âu phục màu đen đeo kính đen nam tử, sau khi xuống xe cấp tốc mở dù ra. Một vị thân mặc màu đen ba bảo lì áo khoác nữ nhân từ bên trong đi ra, nàng người cao 1,70m tả hữu, đi đường có gió, khí chàng cường đại, bảo tiêu lấy chính xác bộ pháp đuổi theo cước bộ của nàng dùng dù che mưa vì nàng che kín đầu đỉnh mưa phùn. Tạ Xuân Lôi xuất lĩnh một đám người hướng nàng cúi đầu ra hiệu, Tạ Xuân Lôi cung kính nói, hoa tỷ. Được xưng là hoa tỷ nữ nhân căn bản không có phản ứng hắn ý tứ, ngẩng đầu mà bước đi vào một mảnh hỗn độn trong quán rượu. Nàng chính là Lan Hoa môn tả hộ pháp Hoa Trục Nguyệt,
cũng là Hoa Đông khu CEO Lan Tinh Giải trí tập đoàn phó tổng giám đốc, trong tập đoàn danh liệt trước ba nhân vật thực quyền. Quán bar như là kinh lịch một cuộc chiến tranh, tán loạn đồ dùng trong nhà, bình rượu cùng cửa sổ mảnh kiếng bể, còn có thể nhìn tới trên mặt đất con rơi cùng chi bướm thi thể. Một con chưa đều chết hết con rơi trên mặt đất vỗ cánh giãy giụa, Hoa Trục Nguyệt đi tới, gót giày như cùng một thanh mũi nhọn đâm vào con rơi thân thể, con rơi phát ra chi chi tiếng kêu, kiệt lực chấn động cánh, không có hai lần liền một mệnh ô hô. Tạ Xuân Lôi đầu rủ xuống rất thấp, hắn chỉ là một cái nhỏ cổ đông thôi, nói cách khác, lần này tổn thất lớn nhất tuyệt không phải hắn, mà là Lan Tinh tập đoàn. Hoa Trục Nguyệt ánh mắt lãnh khốc xuyên thấu qua kính râm nhìn chăm chú lên Tạ Xuân Lôi. Tạ Xuân Lôi cảm thấy cổ họng có chút phát khô, thấp giọng nói, đi qua chưa hề phát sinh qua tình trạng như vậy, cảnh sát đang điều tra. Hoa Trục Nguyệt ngắt lời hắn, hôm trước xung đột là chuyện gì xảy ra? Tạ Xuân Lôi phủi một chút, Hoa Niên tập đoàn Đường Thiên Nhất cùng một đám nơi đó người trẻ tuổi phát sinh xung đột, cho nên. 3. Hoa Trục Nguyệt bỗng nhiên nâng tay lên hung hăng đánh Tạ Xuân Lôi một cái bạt tai, đánh cho Tạ Xuân Lôi vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể của hắn một cái lảo đảo, suýt nữa ngã ngồi tại tràn đầy pha lê cặn bã trên mặt đất. Tạ Xuân Lôi bụng mặt, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng là hắn không dám, càng không rõ Hoa Trục Nguyệt tại sao muốn đánh chính mình. Hoa Trục Nguyệt giật giật ngón tay, bên người bảo tiêu lấy ra một hộp khói, Hoa Trục Nguyệt từ đó rút một chi, bảo tiêu lập tức giúp nàng đốt. Hoa Trục Nguyệt hít một hơi thuốc lá, đi về phía trước mấy bước, ta đã nói bao nhiêu lần rồi chúng ta làm ăn chỉ vì cầu tài, không muốn tham gia người khác phân tranh ra vấn đề gì, giao cho cảnh sát xử lý, vì cái gì ngươi không chịu cho cảnh sát cung cấp video thu hình lại. Tạ Xuân Lôi nói, Hoa tỷ, Đường Thiên Nhất có phụ thân là Hoa Niên. Hoa Trục Nguyệt trở tay lại rút hắn một cái bạt tai, cái này bàn tay đánh cho so vừa rồi ác hơn, Tạ Xuân Lôi đầu bỗng nhiên lắc lư một cái, hai má nóng bỏng đến đau đớn. Người chung quanh câm như hến, Hoa Trục Nguyệt tại trong tập đoàn uy danh lan xa, thậm chí so Thâm Tàng phía sau màn chủ tịch cơ bộ Diêu càng có lực uy hiếp. Hoa Trục Nguyệt nổi giận nói, ta quản hắn là ai? Bất luận kẻ nào đi vào nơi này, bọn hắn đều là khách nhân của chúng ta, ngươi liền nên đối xử như nhau, mở cửa làm ăn giảng cứu một cái công bằng, ngươi liền cái này cơ bản nhất nguyên tắc đều lo liệu không được, khó trách sẽ rơi xuống trình độ như thế. Tại Hoa Trục Nguyệt xem ra, vô luận quầy rượu cái này trường kiếp nạn có hay không thuộc về tại ngoài ý muốn, Tạ Xuân Lôi đều làm sai, hắn liền không nên chọn một bên đứng đội, tự cho là thông minh, trợ giúp Đường Thiên Nhất, trên thực tế tương đương gia nhập chiến đoàn. Nếu như đối phương không phải Hứa Thuần Lương loại này hắn cái gọi là người bình thường, nếu như đối phương là so Đường Thiên Nhất ác hơn nhân vật, như vậy quán ba, thậm chí cả Yên Lan Tinh tập đoàn đều sẽ bị liệt vào trả thù mục tiêu. Lan Hoa Môn có thể từ Xuân Thu truyền thừa đến nay, cũng là bởi vì một mực lo liệu lấy mở cửa làm ăn, vạn sự hướng tiền nhìn nguyên tắc. Bọn hắn không phải pháp viện, không có tư cách phán đoán người khác đúng sai, càng sẽ không ngu xuẩn đến lựa chọn đứng đội, cuốn vào phân tranh. Thế sự khó liệu, nhân sinh khó dò, hôm nay siêu cấp phú hào nói không chừng ngày nào liền sẽ bởi vì phá sản lưu lạc đầu đường, hôm nay bình thường thiếu niên, ngươi lại làm sao biết hắn sau này sẽ không phong vân hóa rồng nhất phi trùng thiên. SEVENSTAA cái này trường kiếp nạn, cho dù là người vì cũng là bởi vì Tạ Xuân Lôi xảy ra chuyện không làm trêu chọc báo ứng. Video đâu? Đường Thiên Nhất nằm tại trường Hưng 20 lâu VIP trong phòng bệnh, trong đầu vẫn thỉnh thoảng nhớ tới Hứa Thuần Lương tựa như mãnh hổ hạ sơn phóng tới hắn chàng diệt, thân thể cơ bắp tùy theo khẩn trương. Mỗi khi khẩn trương thời điểm, vết thương trên đùi liền bắt đầu ẩn ẩn làm đau, hắn cho là mình tổn thương rất nặng, nhưng là cảnh sát thương thế báo cáo biểu hiện, Hứa Thuần Lương cũng không cấu thành vết thương nhẹ. Luật sư nguyên bản lòng tin tràn đầy nói có thể đem Hứa Thuần Lương đưa vào đi, nhưng là hôm nay từ đồn công an trở về đã không có lạc quan như vậy, đồn công an cho sự kiện lần này định tính là đánh lộn, mà lại bọn hắn gây sự trước đây. Đường Thiên Nhất hơi kinh ngạc, làm sao cảnh sát ý đột nhiên liền thay đổi. Luật sư nói cho hắn biết, SEVENSTAA đã hướng cảnh sát cung cấp video theo dõi, căn cứ video biểu hiện. Là hắn đùa giỡn Chân Thuần trước đây, từ hắn bắt chuyện bị Chân Thuần cự tuyệt, sau đó thẹn quá hóa giận cưỡng ép Chân Thuần đi phòng riêng của hắn tất cả đều đập đến rõ ràng. Về phần Đường Thiên Nhất nói đến Hứa Thuần Lương đâm tổn thương hắn bộ phận, video không có đập tới, quán ba phương diện cho dù có bên trong phòng video theo dõi cũng không có khả năng cung cấp, bởi vì quan hệ này đến người khác tự ẩn, nếu như loại chuyện này bị tuôn ra đến, về sau ai còn đi bọn hắn quán ba chơi.
Hiện tại Đường Thiên Nhất trở thành bị động một phương, nếu như đối phương khởi tố, hắn rất có thể sẽ bị cáo quấy rối cùng hạn chế người khác tự do, luật sư đề nghị là hòa giải. Đường Thiên Nhất mạnh miệng nói, thực hiện liền thực hiện, ai sợ ai. Luật sư thở dài, hắn đối với chuyện này cũng không lạc quan, mà lại nếu như thực hiện, Đường Thiên Nhất quấy rối Chân Thuần sự tình liền sẽ bị tin tức lộ ra ánh sáng. Thanh danh của cá nhân hắn việc nhỏ, Hoa Niên tập đoàn danh dự chuyện lớn, nếu như Hoa Niên tập đoàn chủ tịch nhi tử bê bối bị báo ra đi, khẳng định sẽ khiến một hàng phản ứng dây chuyền, cực có thể đưa tới Hoa Niên tập đoàn giá cổ phiếu ngã xuống. Đến lúc đó cũng không phải là vấn đề của cá nhân hắn, cũng không phải nhà bọn hắn sự tình, mà là toàn bộ Hoa Niên tập đoàn vấn đề, ban giám đốc đám kia đồng sự khẳng định sẽ hướng chủ tịch vấn trách. Luật sư đề nghị Đường Thiên Nhất lựa chọn nhượng bộ, đây cũng là thúc thúc hắn Đường Kinh Luân ý tứ. Đường Thiên Nhất cũng ý thức được sự tình cũng không như hắn tưởng tượng bên trong lạc quan, mặc dù nuốt không trôi một hơi này, nhưng là hắn cũng lo lắng chuyện này vạn nhất làm lớn chuyện, vạn nhất cho tập đoàn mang đến tổn thất, phụ thân cũng sẽ không tha hắn. Luật sư lại nói, kỳ thật trả thù một người chưa hẳn muốn dùng pháp luật thủ đoạn, Hứa Thuần Lương chính là Trường Hưng bệnh viện nhân viên. Đường Thiên Nhất hai mắt sáng lên, thấp giọng nói, thật chứ? Luật sư gật đầu nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lục Kỳ khi biết Đường Thiên Nhất cuối cùng đồng ý hòa giải về sau, trước tiên tướng cái tin tức tốt này thông báo cho Hứa Thuần Lương. Để tất cả người không tưởng tượng được chính là, tình thế xuất hiện đảo ngược mấu chốt là quán Ba Phương cung cấp đêm đó màn hình giám sát. Lục Kỳ luôn cảm thấy Tạ Xuân Lôi chuyển biến là từ tối hôm qua quầy rượu kia trường kiếp nạn bắt đầu, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, Tạ Xuân Lôi đoán chừng là từ ở bên trong lấy được giáo huấn. Hôm nay lái xe trải qua SEVENSTAA thời điểm, phát hiện quán ba đã ngừng kinh doanh chỉnh đốn, phát sinh chuyện lớn như vậy, đã tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tối hôm qua quầy rượu khách nhân nhao nhao yêu cầu bồi thường, có không ít người bị đột phát tràng diện kinh hù dọa, cũng có một số người lúc ấy liền làm ra quá kích cử động, dùng hòn đá bình rượu đập bể quầy rượu bên ngoài sức bột, cửa sổ cũng vỡ vụn nhiều chỗ. Bởi vì tối hôm qua quá hỗn loạn, cũng vô pháp khóa chặt cụ thể người hiểm nghi. Bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng, quán Ba Phương diện chỉ có thể tự nhận không may. Lục Kỳ hỏi tối hôm qua con rơi tập kích người sự tình, Hứa Thuần Lương biểu thị cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Lục Kỳ tự mình trải sửa lại một chút hai người đoạn thời gian gần nhất kinh lịch, dù sao mỗi lần rắn giết tập kích đều có Hứa Thuần Lương cái bóng, mặc dù không có chứng cứ cho thấy những này cùng hắn trực tiếp có quan hệ, nhưng là mỗi lần hắn đều sẽ xuất hiện đây cũng quá trùng hợp đi. Thông qua đối thủ cơ độc quyền bán hàng cửa hàng điều tra, đào ra Hàn Thiên chỉ cầm đầu phạm tội đội, cái này một phe có thể lợi dụng rắn đến gây án, là điển hình động vật phạm tội, hắn biết Hứa Thuần Lương cũng là có thao túng loài rắn năng lực. Mà lại hắn cũng tận mắt thấy qua ong vò vẽ công kích dọn nhà công nhân tràng diệt, kia một trận cảnh cùng tối hôm qua phát sinh ở SEVENSTAA quầy rượu sự tình tính chất có chút cùng loại, rất khó không cho hắn suy đoán ở trong đó có tồn tại hay không liên quan. Hứa Thuần Lương đối với cái này kiên quyết phủ nhận, dựa theo Lục Kỳ thuyết pháp, tất cả mọi người có hiểm nghi. Ngươi chớ hoài nghi ta, ta còn hoài nghi ngươi đây, vì cái gì ta mỗi lần cùng ngươi gặp mặt tổng sẽ xảy ra chuyện. Về sau xem ra cần phải cách ngươi xa một chút. Lục Kỳ nhắc nhở Hứa Thuần Lương, tuyệt đối đừng làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, không phải huynh đệ không có làm, cũng coi là sớm cho Hứa Thuần Lương một cái thiện ý cảnh cáo. Hứa Thuần Lương bên này cùng Lục Kỳ trò chuyện. Bên kia Gia Gia đi tới, hắn tranh thủ thời gian đình chỉ trò chuyện quầy rượu sự tình một mực giấu giếm lão gia tử đâu, nhìn Gia Gia biểu lộ cũng không biết. Hứa Trường Thiện tướng vừa rửa sạch Việt quất đặt ở Hứa Thuần Lương trước mặt, ăn nhiều một chút Việt quất, đôi con mắt có chỗ tốt. Hứa Thuần Lương đưa tay muốn cầm, lại bị Gia Gia trên MU bàn tay vỗ một cái. Rửa tay đi. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở nhẹ gật đầu, trở về tẩy tay ra. Nhìn tới cửa có một chiếc xe vận tải lôi kéo trang trí vật liệu đứng tại sát vách, đẹp vô cùng ngực lớn từ khi xảy ra chuyện về sau từ đầu đến cuối ở vào đóng cửa trạng thái, xem ra là mới chủ xí nghiệp tiến vào chiếm giữ, trang trí lại muốn bắt đầu. Hứa Thuần Lương nói, Gia Gia, có muốn hay không ta đi hỏi thăm một chút bọn hắn làm gì? Hứa Trường Thiện lắc đầu, hắn đối hồi Xuân Đường sinh ý đã càng ngày càng không chú ý, hai cái nữ nhi lần này trở về cũng khuyên hắn. Người có chí riêng. Người trẻ tuổi thích gì liền đi làm cái gì, không cần thiết nhất định phải ép buộc hắn kế thừa hồi Xuân Đường, chỉ cần có thể tay làm hàm nhai, sinh hoạt khoái hoạt là đủ rồi, đối đời sau tuyệt đối đừng làm quá nhiều yêu cầu.
Hứa Thuần Lương tiến vào Trường Hưng về sau, thành trưởng lão gia tử đều nhìn ở trong mắt, liền Cao Tân Hoa đều nói hắn tiền đồ bất khả hạn lượng, xem ra đúng là như thế. Hứa Trường Thiện có chút tiếc nuối nói, hôm qua người một nhà đi du ngoạn, chính là ngươi không tại, biểu ca ngươi bọn hắn đều đọc lấy ngươi đây. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, không phải ngài để cho ta đem công việc đặt ở vị thứ nhất, ta phải đem giai đoạn công việc tổng kết viết xong, tiết sau liền phải cho lãnh đạo xem qua. Hứa Trường Thiện nói, buổi trưa hôm nay vô luận như thế nào không thể lại vắng mặt. Giữa trưa là Cao Tân Hoa mời khách, hắn an bài hai nhà người tại Vạn Hào khách sạn tụ hội, an bài ở nơi đó cũng là cân nhắc đến Hứa Thuần Lương hai cái cô đều ở bên kia, tương đối thuận tiện một chút. Hứa Thuần Lương nói, yên tâm đi Cao Viện mời khách, ta nếu là không đến hắn đến cho ta làm khó dễ. Hứa Trường Thiện cười ha ha nói, tiểu tử ngươi thật biết nhìn dưới người mì sợi. Ta cô các nàng khi nào thì đi. Hứa Trường Thiện thở dài nói, người đại cô một nhà ngày mai buổi sáng liền đi, bọn hắn công việc đều bận bịu, người tiểu cô lần này nhiều ở vài ngày. Hai người chính trò chuyện đâu, Trần Thuần từ trên xe taxi xuống tới, xa xa khô tay nói, ông ngoại, nhỏ biểu ca. Nàng hai ngày này ngược lại là trở nên sáng sủa hứa. Nhiều, cùng bọn hắn cũng thân cận rất nhiều, chạy tới ôm ông ngoại cổ, ở trên mặt hôn một cái. Lại tiến tới tại Hứa Thuần Lương mặt bên trên hôn một cái. Hứa Thuần Lương đưa tay xoa xoa mặt, người cái này nước bọt ào ào, quay đầu mua rễ nuôi heo cho ngươi ngậm lấy. Trần Thuần ôm ông ngoại cổ làm nũng nói, ông ngoại, nhỏ biểu ca ghét bỏ ta. Hứa Trường Thiện vui tươi hớn hở nói, ta đánh hắn. Hứa Thuần Lương nói, biểu ca liền biểu ca, đừng nhỏ biểu ca nhỏ biểu ca, nghe khó chịu. Trần Thuần nói, nhỏ biểu ca, nhỏ biểu ca, nhỏ biểu ca. Hứa Thuần Lương bất đắc dĩ vê lên một viên việt quất thừa dịp nàng há mồm, một chút gảy đi vào, Trần Thuần miệng bị chặn lại, lúc này mới im miệng. Hứa Trường Thiện hỏi nàng vì cái gì chạy hồi xuân đường tới, Trần Thuần nói chính là nghĩ ông ngoại, đặc địa sang đây xem hắn. Hứa Trường Thiện phát hiện cái này ngoại tôn nữ miệng càng ngày càng ngọt, để nàng trước ngồi, đi vào cho nàng lấy thêm ăn chút gì. Hứa Trường Thiện vừa đi, Trần Thuần liền thần thần bí bí hướng Hứa Thuần Lương nói, nhỏ biểu ca, đồn công an tìm ta, cùng ta hòa đàm giải, người nói ta có ký hay không? Hứa Thuần Lương tức giận nói, người người lớn như thế không sẽ tự mình quyết định à? Ta đây không phải tôn trọng ngươi sao? Trong nhà trưởng bối nhiều, người không cần tôn trọng ta, kia chỗ ngồi cũng không phải ta gọi ngươi đi, thực sự không nắm được chú ý ngươi có thể thỉnh giáo biểu ca biểu tỷ. Trần Thuần nói, nhỏ biểu ca, bọn hắn không được. Hai người bọn hắn cộng lại cũng không sánh nổi ngươi, ngươi thật là đẹp trai. Hứa Thuần Lương bị nàng thổi phồng đến mức nhanh ngồi không yên, ngừng lại, tranh thủ thời gian đánh cho ta ở, ngươi lại cho ta nói xấu, ta đem ngươi trêu đến điểm này sự tình tất cả đều nói cho ra ra. Trần Thuần lần này biết sợ hãi, nhìn thấy ông ngoại bưng hoa quả đồ ăn vặt ra, mau chóng tới hỗ trợ, ông ngoại, ngài cho ta làm nhiều như vậy ăn ngon, ngài thật thương ta. Hứa Trường Thiện vui tươi hớn hở nói. Mấy năm mới trở về một chuyến, đến làm cho ngươi ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gầy. Hứa Thuần Lương cười nói, nghe không, lão gia tử trách ngươi không đến thăm hắn. Trần Thuần nói, ông ngoại, về sau ta thường xuyên đến nhìn ngài, nhìn nhỏ biểu ca. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cô nàng này cũng là người chuyên gây họa, đầu trở về liền chọc như thế lớn một rắc rối, vẫn là ít đến vi diệu. Hứa Gia Văn không có gặp nữ nhi. Gọi điện thoại tới hỏi mới biết được nàng thế mà chạy hồi xuân đường tới, nàng lo lắng nữ nhi hồ nói lại ở trong điện thoại bàn giao một phen. Trần Thuần đối với mẫu thân thái độ cũng không thân thiện, không có phiếm vài câu liền đem điện thoại phủ lên, thừa dịp ông ngoại không tại, để Hứa Thuần Lương theo nàng đi lội đồn công an. Hứa Thuần Lương bất đắc dĩ, đành phải hướng ra gia viện cái lý do, Hứa Trường Thiện đến không có đem lòng sinh nghi, căn dặn hai người bọn họ giữa trưa đừng chậm ăn cơm là được. Hứa Thuần Lương bồi tiếp Trần Thuần đi một chuyến đồn công an trực ban cảnh sát đối bọn hắn đều rất khách khí, bên kia Đường Thiên Nhất đại diện luật sư cũng đến. Song phương tại cảnh sát giám sát hạ tiến hành trao đổi, Hứa Thuần Lương để Trần Thuần làm chủ, chỉ cần Trần Thuần cảm thấy phù hợp hắn cũng không có ý kiến, nhưng là hắn kiên trì một điểm, mình không có khả năng hướng Đường Thiên Nhất một phương xin lỗi. Chuyện lần này là Đường Thiên Nhất gây ra, xin lỗi cũng hẳn là hắn hướng Trần Thuần xin lỗi. Trần Thuần lần này tương đối thanh tỉnh, kiên trì Đường Thiên Nhất không cho mình xin lỗi liền không ký hiệp nghị. Đường Thiên Nhất đại diện luật sư cũng không có đối với chuyện này dây dưa, lấy Đường Thiên Nhất còn tại nằm viện làm lý do,
Đại biểu Đường Thiên Nhất hướng Trần Thuần xin lỗi, hắn đưa ra song phương đều từ bỏ tiếp tục đuổi trách, như vậy bắt tay giảng hòa. Trần Thuần nguyên trông cậy vào nhỏ biểu ca làm chủ, nhưng Hứa Thuần Lương căn bản không nói gì ý tứ, nàng chỉ có thể tự mình làm chủ, dù sao hiện tại bọn hắn là chiếm tiện nghi nhìn một chút điều giải sách, điều kiện bên trong coi như công bằng, thế là ký tên. Đường Thiên Nhất luật sư cũng đem chữ ký, hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra, không đánh nhau thì không quen biết, về sau mọi người khẳng định còn sẽ có cơ hội gặp mặt. Hứa Thuần Lương không có cùng hắn nắm tay, người giúp ta cho Đường Thiên Nhất chuyển lời, biểu muội ta tha thứ hắn không có nghĩa là ta tha thứ hắn, về sau nhìn hắn biểu hiện, nếu như hắn còn dám ở bên ngoài làm sằng làm bậy, ta cùng hắn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Luật sư ha ha nở nụ cười, trong lòng tự nhủ ngươi vẫn là tự cầu phúc đi, hắn đem văn kiện cất kỹ rời đi. Đồn công an cảnh sát trong tay cũng có một phần, hắn chuyên môn đem Hứa Thuần Lương đưa ra ngoài cửa, cùng hắn nắm tay, Hứa chủ nhiệm, cho Trần Cục mang cái tốt. Hứa Thuần Lương phủi một chút, Trần Cục, mình không biết a, hẳn là Lục Kỳ phía sau xuất lực. Rời đi đồn công an, hắn cho Lục Kỳ gọi điện thoại, nói cho Lục Kỳ chuyện này đã viên mãn giải quyết, đối Lục Kỳ trượng nghĩa tương trợ biểu đạt cảm tạ, để Lục Kỳ tạ ơn Trần Cục. Lục Kỳ cũng có chút mộng bức, hắn không có tìm Trần Cục. Hắn chính là một cái lính cảnh sát, lấy hắn địa vị bây giờ còn không đủ trình độ người đứng đầu, càng đừng đề cập để Trần Cục hỗ trợ làm việc. Lục Kỳ nói cho Hứa Thuần Lương hắn có phải hay không tính sai, có phải hay không còn tìm khác quan hệ. Hứa Thuần Lương nghĩ nghĩ, Cao Tân Hoa biết chuyện này, nhưng Cao Tân Hoa đối với chuyện này cũng không tiện xuất thủ, coi như hắn xuất thủ cũng chưa chắc có thể cùng Đông Châu hệ thống công an người đứng đầu nhờ vả chút quan hệ, lớn nhất khả năng chính là Mai Như Tuyết. Dù sao giữa trưa lúc ăn cơm liền có thể nhìn thấy Cao Tân Hoa, hỏi một chút hắn liền rõ ràng. Hoạn nạn gặp chân tình, quán ba phòng ba để Trần Thuần đối Hứa Thuần Lương hảo cảm gặp bạo dạp, nàng ra Đông Châu lãnh khốc tất cả đều là giả ra tới, chủ yếu là phụ mẫu ly hôn sau thụ điểm kích thích, tiến về Vạn Hào trên đường đem ba mẹ nàng kia chút chuyện tất cả đều đổ ra. Hứa Thuần Lương thế mới biết cha mẹ của nàng ly hôn nguyên nhân là Trần Quốc Vĩ ở bên ngoài có người, tiểu cô phát hiện về sau vốn còn muốn vãn hồi. Nhưng Trần Quốc Vĩ lại quyết tâm, cuối cùng đi hướng ly hôn kết cục. Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái, rõ ràng là Trần Quốc Vĩ không đúng, vì cái gì Trần Thuần sẽ đối với mẹ của nàng thái độ ác liệt như vậy. Trần Thuần nói cho hắn biết có chỗ không biết phụ mẫu ly hôn cũng là một cây làm chẳng nên non, mẫu thân bề bộn nhiều việc sự nghiệp không để ý đến với người nhà quan tâm cũng là một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân, dù sao chuyện này bị thương tổn lớn nhất chính là nàng đối phụ mẫu cửu thị là đồng dạng. Hứa Thuần Lương phát hiện nàng vẫn là cái tiểu hài tử tính nết, nhìn không được bật cười. Trần Thuần nói, ngươi cười cái gì? Ngươi còn không phải như vậy, cha mẹ ngươi vứt bỏ ngươi sớm hơn, hai ta hiện tại là đồng bệnh tương liên. Hứa Thuần Lương nói, hai ta cũng không đồng dạng, ta ôm cảm ơn chi tâm, ngươi ôm lòng cừu hận như ngươi loại này sinh ra chính là đòi nợ, ta là tới báo ân. Trần Thuần nói, nhỏ biểu ca, ngươi cái này không đúng, ta không có lựa chọn a. Ta cũng không có để bọn hắn đem ta sinh ra, ta không thích cái gia đình này, ta hiện về tâm lý đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn, ta đối yêu đương cùng hôn nhân đều sinh ra sợ hãi chứng, khả năng này sẽ ảnh hưởng ta cả một đời. Cái dám lớn một chút hài tử ngươi nói chuyện gì yêu đương? Thành thành thật thật đem đại học đọc xong, ngày tốt lành ở phía sau đâu dài lắm, ngươi cũng không nên cảm thấy mình đáng thương, càng không nên cảm thấy mất đi gia đình, về sau cha ngươi gây dựng lại gia đình, mẹ ngươi lại tìm một cái. Ngươi liền có hai cái gia đình, có thể được đến gấp đôi tình thương của cha gấp đôi tình thương của mẹ, hạnh phúc cũng liền gấp bội. Ta không muốn, ta muốn nhà của mình. Lùi một vạn bước còn có hồi xuân đường đâu, nếu như ai dám khi dễ ngươi, ngươi đến hồi xuân đường tìm ta, ca cho ngươi xuất khí được không? Trần Thuần nhìn qua Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, đột nhiên nhào tới ôm lấy cánh tay của hắn, nhỏ biểu ca ngươi thật tốt. Hứa Thuần Lương có chút chịu không được nhiệt tình của nàng. Như thế đại nha đầu ngươi không thể thận trọng điểm. Trần Thuần nói, có gì có thể thận trọng, đổi thành cổ đại, hai ta chính là giả Bảo Ngọc cùng Lâm Đại Vũ quan hệ, ta đều phải gả cho ngươi. Hứa Thuần Lương mau đem cánh tay của nàng cho giật ra, nha đầu, hai ta thế nhưng là họ hàng gần ý tưởng này ngàn vạn không thể có. Trần Thuần thổi phù một tiếng nở nụ cười, nhìn ngươi bị hù, ta liền đánh cái so sánh. Lái xe phía trước tài xế xe taxi cũng nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác, đi qua đều là biểu huynh muội thông hôn, chỉ là bây giờ vì yêu sinh yêu dục không được. Trần Thuần nói, chúng ta Hương Giang bên kia biểu huynh muội kết hôn nhiều hơn, thật sự là hiếm thấy nhiều quái.
Còn tốt đã đến Vạn Hào khách sạn, Hứa Thuần Lương đem xe phí thanh toán, tranh thủ thời gian đẩy cửa xuống xe, chân thuần cái bóng một dạng đi theo phía sau hắn, nhanh đi mấy bước kéo lại cánh tay của hắn, nhỏ biểu ca, người tránh cái gì? Hứa Thuần Lương nhìn đến đứng ở cửa biểu ca đi nhanh lên đi qua, biểu ca. Biểu tỷ. Lương Lập Nam cười nói, muộn như vậy à, người đều tới, liền chờ các ngươi. Chân Thuần nói, cái này còn không có đến thời gian sao? Ba người đi vào khách sạn đại sảnh, Lương Lập Nam hướng Hứa Thuần Lương nói, biểu đệ, Cao Thúc Thúc là các ngươi Trường Hưng phó viện trưởng à. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Lương Lập Nam lại nói, ta nghe nói người đi Trường Hưng chính là hắn giúp ngươi an bài công việc. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này nói rất dài dòng, chuyện cụ thể ngươi đi hỏi ra ra. Hắn đi Trường Hưng nhưng thật ra là Cao Tân Hoa cầu hắn đi qua, không phải ra ra cũng sẽ không đồng ý hồi xuân đường phá rỡ. Cái này đại biểu ca nói chuyện có chút không lọt vào tai, Hứa Thuần Lương kỳ thật có chút phiền hắn, cả ngày bày làm ra một bộ tinh anh gương mặt, làm việc lại có chút không chính cống, nếu như không phải xem ở lão gia tử trên mặt mũi, hắn mới không thèm để ý mặt hàng này. Ba người tiến vào thang máy, Lương Lập Nam nói, Cao Thúc Thúc nữ nhi Cao Hiểu Bạch là người đồng học. Hứa Thuần Lương nói, tiểu học sơ chung đều là đồng học, người ta về sau tiến vào lớp 10, ta là học cặn bã, cùng người ta không thể so sánh. Chân Thuần nói, đại biểu ca, lại nhớ thương người ta bạn học a. Người cái này cũng không tốt. Lương Lập Nam bị nàng nói trúng tâm tư, mặt có chút phát nhiệt, người nhà đầu này nói mò gì. Thang máy mở ra về sau, hắn đi xuống trước, Hứa Thuần Lương sau khi rời khỏi đây bị Chân Thuần ngăn chặn ở phía sau, Chân Thuần hạ giọng nói. Ta rất phiền hắn, biết rất rõ ràng Mai Như Tuyết là bạn gái của ngươi, còn mặt dạn mày dày tìm người muốn phương thức liên lạc, ngươi cẩn thận một chút. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, ta biết nữ hài tử phẩm vị cũng rất cao. Chân Thuần hướng hắn dựng thẳng lên ngón cái, nhỏ biểu ca, ta liền thích ngươi khen ta, ngươi nhiều khen ta một cái. Hứa Thuần Lương chiếu nàng chán gảy một cái, trong toilet có tấm gương, ngươi đi chiếu lại tới dùng cơm. Bởi vì là Cao Tân Hoa làm chủ. Cao Tân Hoa một nhà là sớm nhất đạt tới, Hứa Trường Thiện tới cũng thật sớm, đang cùng Cao Hoành Đường nóng trò chuyện, hai lão đầu tính tình hợp nhau, lại là giả bạn đánh cờ, vừa thấy mặt liền có chuyện nói không hết. Cao Tân Hoa cặp vợ chồng bồi tiếp Hứa Gia An vợ chồng nói chuyện phiếm, Hứa Gia Văn cùng Cao. Tân Hoa nữ nhi bảo bối Cao Hiểu Bạch ở bên ngoài sân thượng ngắm phong cảnh. Hứa Thuần Lương vừa tiến đến, tự liên tiếp tạ lỗi, không có ý tứ, Cao Thúc, ta tới chậm. Cao Tân Hoa nói, ngươi còn biết à, hắn đem thê tử giới thiệu cho Hứa Thuần Lương nhận biết, Cao Tân Hoa lão bà Tiếu Sở Hồng tại thị bày nghệ quán công việc, quá khứ là bộ đội văn nghệ binh. Hứa Thuần Lương hô, Tiếu A Di ngài tốt. Tiếu Sở Hồng cười nói, ngươi nếu là không nói cho ta, ta đều không nhận không ra tiểu thông. Cao Tân Hoa cải chính, bây giờ gọi Hứa Thuần Lương. Tiếu Sở Hồng nói, Thuần Lương, danh tự này tốt, đơn thuần thiện lương. Cao Tân Hoa trong lòng tự nhủ cái này hai từ nhi tiểu tử này giống như đều chẳng liên quan, bất quá Hứa Thuần Lương bản tính khẳng định là không xấu, đương kim xã hội này, đơn thuần hài tử hiền lành không phải liền là cái kẻ ngu, tại phức tạp như vậy hoàn cảnh xã hội hạ sống sót cũng khó khăn. Hứa Gia Văn cùng Cao Hiểu Bạch cũng đi đến, Cao Hiểu Bạch người cũng như tên, được không phát sáng, vóc dáng cũng có một thước 67, nàng kế thừa mẫu thân mỹ lệ dung mạo, mặc dù không thuộc về loại kia kinh diễm mỹ nữ. Nhưng là thanh tú nén lòng mà nhìn. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương nàng là thật không nhận ra được, nàng đối Hứa Thuần Lương ấn tượng còn dừng lại tại 5-6 năm trước, khi đó Hứa Thuần Lương thân cao còn không có nàng cao, bản thân vừa gầy yếu lưng còng, mang theo một bộ thật dày kiếng cận, không những cùng anh Tuấn chẳng liên quan một bên, ngược lại có vẻ hơi hèn mọn. Trước mắt lại là một cái cao lớn thẳng tắp dương quang thanh niên, Hứa Thuần Lương cười nói, bạn học cũ, càng ngày càng đẹp. Cao Hiểu Bạch sơ chung thời điểm chính là trong lớp thiên nga trắng, Hứa Thuần Lương khi đó không nói là một con cóc, tại trong lớp cũng bừa bãi vô danh. Cao Hiểu Bạch đối với hắn sâu nhất ấn tượng hay là hắn nhiều lần thi rất sự tình, mình năm thứ ba đại học thời điểm hắn còn tại lớp 12 học lại, hiện tại mình năm thứ tư đại học, Hứa Thuần Lương ngược lại là thực hiện đường rẽ vượt qua, vượt lên trước vào nghề. Cao Hiểu Bạch nói, Hứa Thông, biến dạng A. Hứa Thuần Lương nói. Tại cao viện cải tạo hạ không dám không thay đổi. Tất cả mọi người nở nụ cười. Cao Tân Hoa chào hỏi mọi người nhập tọa, hắn lúc đầu nghĩ an bài Hứa Thuần Lương ngồi tại thân nữ nhi một bên, nghĩ không ra nữ nhi đi Lương Lập Nam cùng Lương Lập Hân hai huynh muội ở giữa ngồi, bọn hắn giống như càng có cộng đồng chủ đề.
Hứa Thuần Lương sát bên biểu tỷ ngồi xuống, Trần Thuần theo sát lấy hắn. Hứa Gia Văn đều có thể cảm giác được nữ nhi biến hóa, đột nhiên trở nên sáng sủa, mà lại cùng biểu ca biểu tỷ ở chung hòa hợp, xem ra chính mình lần này kiên trì mang nàng trở về lựa chọn là đúng. Mọi người nhất trí đề cử Cao Hoành Đường nói chuyện, Cao Hoành Đường cười nói, có thể có cái gì dễ nói, hôm nay Tân Hoa an bài lần này tụ hội, ta cho rằng rất tốt, có trợ giúp xúc tiến hai nhà tình cảm, tăng cường an định đoàn kết cục diện, về sau dạng này tụ hội càng nhiều càng tốt, cách mạng chưa thành công, Tân Hoa đồng chí còn cần cố gắng. Cao Tân Hoa gật đầu nói, cần tuân lãnh đạo chỉ thị, an bài. Đám người cười to, cộng ẩm một chén, Hứa Trường Thiện nói, lần sau tụ hội nên ta đến an bài. Hứa Thuần Lương nói, có ngài chuyện gì a? Lão đồng chí nên thoái vị liền phải thoái vị, loại chuyện tốt này đến làm cho người trẻ tuổi tới trước, đương nhiên là ta đến a. Hứa Trường Thiện một mặt vui mừng, cháu trai trưởng thành, không cho lão Hứa nhà mất mặt, lại nhìn mấy cái ngoại tôn nữ, đều không có điểm phản ứng, đạo lý đối nhân xử thế phương diện so Thuần Lương chênh lệch nhiều lắm. Lương Thụ Đức nói, Thuần Lương nói đúng, loại sự tình này còn cho chúng ta tới trước, lần sau chúng ta tới Đông Châu. Nên chúng ta mời khách. Hứa Trường Thiện bỗng nhiên tới một câu, lần sau các ngươi lúc nào trở về a? Lương Thụ Đức bị đang hỏi nhạc phụ đại nhân trước mặt mọi người đặt câu hỏi có chút không nể mặt mũi, Hứa Gia An rõ ràng có thể cảm thấy được phụ thân không vui, lặng lẽ đá Lương Thụ Đức một cước, Lương Thụ Đức cái này mới hồi phục tinh thần lại, Tết Xuân đi, tranh thủ Tết Xuân trở về. Hứa Gia An biết trượng phu bất thiện ngôn từ, tranh thủ thời gian nói bổ sung, hoan nghênh mọi người đi thân thành làm khách. Đi thân thành thời điểm nhất định phải liên hệ chúng ta. Cao Hoành Đường nói, bọn nhỏ lớn, chúng ta không miễn cưỡng, chỉ muốn các ngươi trôi qua hạnh phúc mỹ mãn, có trở về hay không đến đều là giống nhau. Lão Hứa a, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi, bọn hắn bận rộn công việc về không được, ngươi mình không thể đi qua a. Hứa Gia An cười nói, Cao Thúc Thúc nói đúng, chúng ta vẫn luôn khuyên cha đi qua ở ít ngày, nhưng hắn chính là không chịu. Hứa Trường Thiện nói, ta cũng vội vàng a. Ta phải trông coi hồi xuân đường, ta còn phải chiếu cố cháu trai. Hứa Thuần Lương liên tục gật đầu nói, gia gia của ta đem ta chiếu cố khá tốt, nhìn ta ăn được nhiều béo, bụng nhỏ bụng đều trống đi lên. Cười điểm thấp mấy cái đã nhịn không được bật cười, Trần Thuần cười đến ngửa tới ngửa lui, một bên cười còn vừa dùng nắm tay nhỏ nện Hứa Thuần Lương bả vai, nhỏ biểu ca mới không có bụng nhỏ bụng, hình thể tuyệt hảo, xem xét liền thường xuyên rèn luyện. Cao Tân Hoa tràn ngập khen ngợi nhìn qua Hứa Thuần Lương. Đây chính là năng lực, thời khắc mấu chốt trong nháy mắt hóa giải xấu hổ, những người tuổi trẻ này bên trong ngoại trừ Hứa Thuần Lương còn có người nào năng lực như vậy. Cao Tân Hoa đã biết Đường Thiên Nhất cùng Hứa Thuần Lương đạt thành tha thứ sự tình, theo nghe nói liền Đông Châu giới cảnh sát người đứng đầu đều ra mặt, chứng minh Hứa Thuần Lương còn có không vì mình biết giao thiệp. Hứa Trường Thiện cũng không nhịn được mỉm cười, trong lòng mặc dù đối chúng nữ nhi có chút oán khí, nhưng là cũng không thể để bọn hắn quá mức khó xử, giơ ly rượu lên nói. Vẫn là lão Cao nói đúng, các ngươi cứ yên tâm, nơi này có Thuần Lương chiếu cố ta, hai người chúng ta trôi qua rất tốt. Hứa Trường Thiện tức giận cũng không phải là không có nguyên nhân, bởi vì lần này đại nữ nhi trở về thế mà hỏi tới hồi xuân đường chuyện sách thiên, đối phụ thân trực tiếp dùng chất tử danh tự mua phòng vẫn còn có chút cái nhìn, dưới cái nhìn của nàng ngoại tôn cùng gia tôn không có gì khác nhau, không nên dạng này khác nhau đối đãi, lão gia tử quá bất công một điểm. Hứa Gia Văn mặc dù không nói gì, nhưng là cảm thấy phụ thân chuyện này làm được cũng có chút thiếu cân nhắc. Kỳ thật nhà bọn hắn đình điều kiện đều không kém, Hứa Gia An cũng không phải thật muốn tranh cái gì chính là phát cào nhau, là nhi nữ ôm bất bình, tranh đến không phải tiền, mà là phụ thân đối với mình yêu. Người trên một điểm này phi thường kỳ quái, vô luận giàu nghèo, vô luận địa vị vô luận tri thức trình độ cao thấp, đa số đều đi không ra cái này khảm nhi. Hứa Thuần Lương tại xã giao trên trận lịch luyện lập tức để hắn trổ hết tài năng. Hắn toàn trường chuyển, cho các trưởng bối thay nhau mời rượu, trưởng bối trên cơ bản đều không cho rơi trên mặt đất, trái lại cái khác mấy cái cùng thế hệ liền không có năng lực này, đầy đủ chứng minh xã giao năng lực cùng trình độ không quan hệ. Hứa Trường Thiện cùng Cao Hoành Đường hai vị lão hữu cũng thật lâu không có uống rượu với nhau, liền làm hai chén rượu, Hứa Trường Thiện hỏi hắn lần này trở về có phải hay không không đi. Cao Hoành Đường lắc đầu, nữ nhi bên kia để hắn hỗ trợ đưa đón ngoại tôn tử đi học. Khẳng định vẫn là muốn trở lại kinh thành. Lúc này Cao Hiểu Bạch tới cho Hứa Trường Thiện mời rượu, Hứa Trường Thiện cười tủm tỉm nói, Hiểu Bạch trổ mã thành khuê nữ, thủy mộc cao tài sinh, tốt. Cao Hiểu Bạch là Cao gia kiêu ngạo, Cao Hoành Đường nói, đã bảo đảm nghiên.
Hứa Trường Thiện nói, lợi hại, đứa nhỏ này từ nhỏ mà liền ưu tú. Cao Tân Hoa nói, Thuần Lương cũng rất ưu tú a, hiện tại đã là chúng ta Nguy Sơn đảo phân viện phó viện trưởng. Thật sao, Hứa Trường Thiện cũng không biết chuyện này. Cao Hoành Đường nói, tuổi trẻ tài cao a. Hứa Thuần Lương cười nói, Cao Thúc, ngài cũng đừng hướng trên mặt ta rát vàng, ta cái kia phó viện trưởng là cái trên danh nghĩa, ta hiện tại chính là một khoa viên, liền mục nát tư cách đều không có a. Đám người lại nở nụ cười phát hiện tiểu tử này vẫn rất hài hước. Cao Tân Hoa nói, ta nói chính là chăm chú, Thuần Lương thời gian làm việc mặc dù không dài, nhưng là công việc thành tích cực kỳ đột xuất, chúng ta viện trưởng vừa cho hắn phát 5 vạn khối tiền thưởng. Chuyện này Hứa Trường Thiện cũng không nghe nói, còn có chuyện này. Hứa Thuần Lương nói, không phải tiền thưởng, là ta nên được chia. Biểu ca Lương Lập Nam nói, có thể a, đơn nguyệt chia sao? Đều nhanh gặp phải ta tiền lương, năm nào củi trăm vạn lúc này nói ra rõ ràng có khoe khoang ý tứ. Hứa Thuần Lương cười nói, biểu ca, người tiền lương nhiều ít a? Lương Lập Nam liền đợi đến hắn hỏi câu này đâu, không nhiều, lương một năm hơn 100 vạn đi. Hắn hiểu qua Hứa Thuần Lương tiền lương thu nhập, Hứa Thuần Lương một năm thu nhập cộng lại so ra kém hắn một tháng. Hứa Thuần Lương nói, kia là không nhiều, thân thành giá phòng cao vật giá cao, lương một năm 100 vạn cũng chính là miễn cưỡng hỗn cái ấm no. Lương Lập Nam lời này không có cách nào tiếp, bị biểu đệ một gậy cho môn choáng. Hứa Thuần Lương nói, ta nếu là muốn kiếm tiền trực tiếp kế thừa Hồi Xuân Đường là được rồi, năm nào ít nhất phải kiếm cái sấp xỉ 1.000 vạn. Đầy bàn người đều ngất xỉu, tiểu tử này lúc nào như thế có thể thổi như bức, ra ra ngươi nhưng tại trận a. Cao lão gia tử đều nghe không nổi nữa, hỏi Hứa Trường Thiện, lão Hứa, ngươi như thế có thể kiếm sao? Hứa Trường Thiện dở khóc dở cười, đang lo lắng trả lời thế nào. Hứa Thuần Lương nói, ra ra, ngài không cần khiêm tốn, đều là người một nhà, chúng ta lão Hứa gia tổ truyền bí phương nhiều như vậy, tùy tiện cái nào cái toa thuốc không được gặp cái mấy ngàn vạn. Ngài chính là quá lương tâm, tích đức làm việc thiện không muốn kiếm tiền, ta lại vừa vặn di truyền ngài phương diện này mau bệnh, không phải chúng ta Hồi Xuân Đường đã sớm nên thượng thị. Cao Hiểu Bạch nghe hắn thổi đến thiên hoa loạn trụy, không kềm được nở nụ cười. Hứa Thuần Lương nói, Hiểu Bạch, người còn đừng không tin, đồng nhân đường, phiến tử hoàng không phải liền là dựa vào bí phương đưa ra thị trường vòng tiền sao? Chúng ta Hồi Xuân Đường bí phương không so với bọn hắn ít, hiệu quả cũng không so với bọn hắn chênh lệch. Nếu như không phải gia gia của ta không màng danh lợi, chúng ta Hồi Xuân Đường hiện tại cũng phải thị gặp trên trăm ức. Hứa Trường Thiện nghe lúc này, chính hắn đều có chút tin tưởng, gật đầu nói, vậy cũng đúng. Trần Thuần nghe được lai kình, ông ngoại, ngài cũng quá bất công, nhà chúng ta nhiều như vậy đồ tốt đều truyền cho ta nhỏ biểu ca, liền không có chúng ta phần a. Hứa Trường Thiện cười nói, ngươi là cái nữ hài tử. Lương Lập Hân cũng đi theo ồn ào, ông ngoại của ta trọng nam khinh nữ. Anh ta là Nam A. Hứa Trường Thiện nhìn Lương Lập Nam một chút, Hứa gia lão tổ tông đặt quy củ, lịch đại đều là truyền tử không truyền nữ, các ngươi cứu cứu bất tranh khí, hiện tại ta chỉ có thể trông cậy vào Thuần Lương. Cao Hoành Đường hướng Hứa Trường Thiện giơ ngón tay cái lên, lão Hứa ta liền bội phục ngươi, trọng nam khinh nữ nói đến như thế lý trực khí tráng cũng chính là ngươi. Cao Tân Hoa nói, cha, ngài nhiều cùng ta Hứa thúc thúc học tập lấy một chút, người ta trọng nam khinh nữ. Ngài là trọng nữ khinh nam. Cao Hoành Đường nói, ta liền thích khuê nữ sao thế? Ta nếu là trọng nam khinh nữ, hai người các ngươi lỗ hổng không còn phải muốn hai thai a. Cao Hiểu Bạch nói, ta đồng ý. Tiếu Sở Hồng mắng, có ngươi cái gì vậy? Kỳ thật nàng phi thường rõ ràng, công công kỳ thật cũng giống như nhau trọng nam khinh nữ. Lúc trước nàng sinh hạ Cao Hiểu Bạch thời điểm, công công liền ám chỉ qua để cái đôi này tái sinh một cái. Tiếu Sở Hồng kiên quyết không chịu, đương nhiên cũng có lúc ấy chính sách nguyên nhân. Từ lúc khi đó khởi giữa bọn hắn liền có u cục, hiện tại Tiếu Sở Hồng ngược lại là thật có chút hối hận, nữ nhi mặc dù ưu tú, có thể đi nơi khác, cả ngày không tại bên cạnh mình, xem ra về sau đại khái suất là sẽ không về Đông Châu phát triển, có thể nghĩ sinh hai thai cũng không kịp, chính mình cũng đã tắt kinh. Buổi trưa bữa cơm này tổng thể bầu không khí không tệ, Lương Lập Nam lại lập lại chiêu cũ, đề nghị thành lập một cái bầy. Đem tất cả mọi người kéo vào đi, về sau thuận tiện liên lạc, kỳ thật hắn là muốn thông qua loại phương thức này thêm Cao Hiểu Bạch phương thức liên lạc. Chỉ là hắn không nghĩ tới nhảy ra phản đối là Trần Thuần lý do là mình không có WeChat, làm loại kia mặt ngoài công phu làm gì. Lương Lập Nam cũng liền không lại kiên trì,
dù sao muội muội nơi đó đã có Cao Hiểu Bạch phương thức liên lạc, quay đầu tìm nàng muốn tới chính là. Buổi trưa yến kết thúc về sau, đám người rời đi phòng ăn, tại cửa ra vào nói lúc khác, vừa vặn gặp được Mai Như Tuyết xách hành lý Dương gia, nhìn thấy Hứa Trường Thiện, chủ động lên tiếng chào. Hứa gia gia tốt. Hứa Trường Thiện nhìn thấy nàng lập tức mặt mày hớn hở, Tiểu Tuyết a, ngươi ở chỗ này. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương đang bồi Cao Hoành Đường nói chuyện phiếm, lúc này không phân thân nổi. Lương Lập Nam tìm tới cơ hội, chủ động tiến lên phía trước nói, Mai Tiểu Thư, ta giúp ngươi. Mai Như Tuyết không có phản ứng hắn, Hứa Trường Thiện kêu một tiếng Thuần Lương, để Hứa Thuần Lương giúp Mai Như Tuyết tướng cái dương đưa trên xe đi. Lương Lập Nam thật sự là im lặng, người ta là gia tôn, mình là ngoại tôn, ông ngoại bất công đều không mang theo che giấu, bất quá lần này mình là thật lòng muốn giúp. Hứa Thuần Lương mang theo Mai Như Tuyết cái dương hướng nàng úy đến đi đến. Chân Thuần dùng bả vai đụng Lương Lập Nam một chút, Lương Lập Nam nhìn nàng một cái, Chân Thuần nhắc nhở hắn nói, ngươi có thể đánh thắng nhỏ biểu ca không? Lương Lập Nam nhớ tới Hứa Thuần Lương đêm hôm đó tại quầy rượu biểu hiện, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mai Như Tuyết mặc dù rất đẹp, nhưng là trêu chọc nàng phong hiểm rất lớn, cái này nhỏ biểu đệ cũng không phải cái gì tốt tính. Nếu quả thật chọc giận hắn đánh mình một trận đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi, hắn ngượng ngùng cười cười nói, ta chính là muốn giúp đỡ không có ý tứ gì khác. Chân Thuần nói, nhỏ biểu ca thật là đẹp trai, người có hay không cảm thấy hắn đặc biệt man. Lương Lập Nam chua xót nói, giới tính phương diện còn cần ngươi nói. Chân Thuần nói, thích hắn nữ hài tử khẳng định rất nhiều. Lương Lập Nam nói, hai người bọn hắn giống như không phải tình lữ quan hệ. Ngươi ánh mắt gì? Còn không phải chuyện sớm hay muộn. Cao Tân Hoa nhìn qua Mai Như Tuyết đi xa bóng lưng có chút mộng, hắn giả ra điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ hướng Hứa Trường Thiện nghe ngóng, vốn còn muốn thông qua bữa cơm này giúp nữ nhi giật dây đâu, không nghĩ tới Hứa Thuần Lương trong lòng đã có người. Kỳ thật nhà bọn hắn cũng chỉ một mình hắn loại suy nghĩ này, nữ nhi Cao Hiểu Bạch căn bản liền không có nghĩ tới phương diện này. Biết phu chi bằng vợ, Tiếu Sở Hồng đã sớm đoán được trượng phu đang có ý đồ gì. Nàng cũng không cho rằng đây là ý kiến hay. Mặc dù thừa nhận Hứa Thuần Lương tuấn tú lịch sự, khẩu tài cao minh, nhưng là hắn dù sao chỉ là một cái tốt nghiệp trung học, nữ nhi là thủy mộc cao tài sinh, giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn, nàng trong lý tưởng con rể ít nhất phải giống Lương Lập Nam một dạng thanh niên tài tuấn. Cao Hiểu Bạch cùng Lương Lập Hân tương đối hợp ý, hai người trò chuyện rất cởi mở tâm cũng lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Hứa Thuần Lương tướng Mai Như Tuyết hành lý chuyển vào dương phía sau, làm sao? Cái này liền trở về rồi. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu, ngày mai có khảo sát đoàn sẽ đi qua, mà lại trong thành phố lập tức liền muốn quan tuyên, công việc thật sự là quá bận rộn. Hứa Thuần Lương nói, tạ ơn a. Mai Như Tuyết biết hắn nói đúng cái gì, lại cố ý giả bộ hồ đồ nói, tạ cái gì? Là chính ngươi vận khí tốt. Hứa Thuần Lương nói, tích đức làm việc thiện tất có phúc báo. Hắn đem thùng đằng sau đóng lại. Mai Như Tuyết nói, tối hôm qua ngươi không có đi SEVENSTAAA. Đi. Mai Như Tuyết nói, hy vọng với ngươi không quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, ta nào có lớn như vậy năng lực. Mai Như Tuyết ý vị thâm trường nói, ngươi sự tình gì làm không được. Đừng quên, ngươi thiếu ta một lần SEVENSTAAA. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, tùy thời an bài. Nói xong lại nghĩ tới rượu kia a đã ngừng kinh doanh chỉnh đốn, lúc nào mở cửa còn khó nói. Mai Như Tuyết nói, ta liền không đi theo bọn hắn từng cái tạm biệt, gặp lại. Hứa Thuần Lương hướng nàng phất phất tay, đưa mắt nhìn Mai Như Tuyết lái xe đi xa, bỗng nhiên cảm giác đi Nguy Sơn đảo làm cái viện trưởng cũng không tệ. Hứa Trường Thiện giữa trưa uống nhiều rượu, Hứa Thuần Lương đem ra ra đưa về nhà, đem hắn đỡ lên giường nghỉ ngơi. Trịnh Bồi An lại gọi điện thoại tới. Biểu thị hắn nghĩ ban đêm an bài một chút, Hứa Thuần Lương để hắn đừng an bài, tiếp tục như vậy nữa, lão gia tử thân thể đều chịu không được, ngày mai đại cô liền đi, để bọn hắn một nhà người tốt sum vầy. Trịnh Bồi An nói bóng nói gió hỏi Hứa Gia Văn có phải hay không cũng muốn đi, Hứa Thuần Lương từ vừa mới bắt đầu liền biết hắn mục đích, nói cho hắn biết tiểu cô sẽ chờ ngày nghỉ kết thúc mới rời khỏi. Trịnh Bồi An cao hứng trở lại, đưa ra hai ngày này dẫn bọn hắn cùng đi phụ cận chơi đùa. Hứa Thuần Lương nhưng không hứng thú giúp hắn, để Trịnh Bồi An mình nhiều cố gắng. Cúp điện thoại, chuẩn bị đi sát vách nhìn xem thời điểm, một cỗ Toyota Alpha ngừng tại cửa ra vào. Từ trên xe bước xuống một vị thân mặc áo khoác màu đen mang theo kính râm khí chất nữ lang,
Nàng chậm rãi đi vào Hồi Xuân Đường trước cửa, nhìn qua Hồi Xuân Đường chiêu bài nói, Hồi Xuân Đường. Hứa Thuần Lương nói, vị tiểu thư này ngài có việc. Thân thể ta có chút không thoải mái, nghe nói Hồi Xuân Đường phi thường nổi danh, cho nên đặc địa tới cầu y. Hứa Thuần Lương nói, không có ý tứ, chúng ta hai ngày này nghỉ ngơi, không xem bệnh. Là thầy thuốc không phải nên lấy bệnh nhân làm đầu sao? Vì cái gì không xem bệnh, là lo lắng ta trả tiền không nổi sao? Hứa Thuần Lương nở nụ cười, không phải ý tứ này, gia gia của ta tuổi tác đã cao, không có khả năng lâu dài ngồi xem bệnh. Hồi Xuân Đường liền không có những người khác, người nhất định là Hứa lão tiên sinh truyền nhân, người giúp ta nhìn. Nàng nói xong cũng hướng Hồi Xuân Đường bên trong đi đến. Hứa Thuần Lương nói, không cần đi bên trong, hắn chỉ cổng ngoài trời cái bàn, biểu thị ngồi ở chỗ này là được. Người tới chính là Lan Tinh tập đoàn phó tổng giám đốc Hoa Trục Nguyệt. Từ khi nghe nói SEVENSTAR tao ngộ, nàng liền đối Hứa Thuần Lương một thân sinh ra hứng thú nồng hậu. Nàng quyết định tự mình đến nhà mở mang kiến thức một chút người này là thần thánh phương nào, phán đoán một chút hắn cùng quầy rượu trận kia bay tới kiếp nạn đến tột cùng có không quan hệ. Hứa Thuần Lương mời Hoa Trục Nguyệt ngồi xuống, đi trước cho nàng rót chén trà, sau đó bắt đầu hỏi bệnh, tính danh. Tuổi tác. Hoa Trục Nguyệt, năm nay 29 tuổi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Người cảm giác chỗ nào không tốt. Hoa Trục Nguyệt tháo kính râm xuống, nàng có được một phần tư Bắc Âu huyết thống, con mắt hiện lên màu lam xám, cũng không phải là đeo kính sát tròng, ta nghe nói cao minh trung y căn bản không cần hỏi xem bệnh liền có thể đánh giá ra bệnh tình của con bệnh, ngươi nhìn ta đến cùng là bệnh gì. Hứa Thuần Lương đã nhìn ra, đối phương căn bản không phải sang đây xem bệnh, nàng là đến tìm phiền toái. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, tốt. Trung y giảng cứu vọng văn vấn thiết. Lúc trước Biển Thước gặp Thái Hoàn Công, liền vẻn vẹn dùng một cái nhìn xem bệnh liền đánh giá ra Thái Hoàn Công bệnh tình biến hóa. Trung y nhìn xem bệnh, vừa miệng chia làm chỉnh thể nhìn xem bệnh, cục bộ nhìn xem bệnh cùng nhìn bài tiết vật. Hứa Thuần Lương không phải cái gì lương tâm bác sĩ, cũng không có đặc thù đam mê, vô luận Hoa Trục Nguyệt dung nhan như thế nào mỹ lệ, hắn cũng không có quan sát cái sau hứng thú. Chỉnh thể nhìn xem bệnh lại có thể chia nhỏ là nhìn thần, nhìn tư thái, nhìn hình thể. Nhìn thần chính là quan sát người bệnh trạng thái tinh thần cùng cơ năng trạng thái, Hoa Trục Nguyệt thần trí rõ ràng, mồm miệng lanh lợi, sắc mặt trong trắng lộ hồng. Biểu lộ phong phú tự nhiên, hai mắt linh động, động tác linh động, thân thể tự nhiên, hô hấp đều đặn, căn bản không có tật xấu gì. Tư thái ưu nhã thoải mái dễ chịu, vận động tự nhiên, phản ứng nhạy bén. Hình thể tuyệt hảo, không mập không ốm, nên lớn thì lớn nên nhỏ thì nhỏ. Chỉnh thể nhìn xem bệnh không có phát hiện tật xấu gì. Cục bộ nhìn xem bệnh. Tròng đen nhan sắc mặc dù phát lam, nhưng là quang trạch độ rất tốt, cùng mạc khiết bạch vô hà, tại sao giờ ngọ dưới ánh sáng, Hoa Trục Nguyệt tròng đen nhan sắc sẽ còn sinh ra biến hóa, nguyên bản màu lam xám biến thành xanh đậm, mèo ba tư đồng dạng. Mũi cao thẳng, hai lỗ tai hình dáng hoàn mỹ không một tì vết, bờ môi hơi lớn một chút, nhưng là môi hình rất tốt, môi thịt phong phú trơn bóng, màu da trắng nõn. Hẳn là bởi vì được bảo dưỡng nương, 29 tuổi làn da tính chất tinh tế tỉ mỉ trình độ có thể cùng 18 tuổi tiểu cô nương so sánh. Hứa Thuần Lương để nàng đem le lưỡi ra, đây là muốn quan sát lưỡi của nàng rêu. Bình thường bữa lưỡi là từ dạ dày khí bên trên trưng đưa đến, cho nên dạ dày khí thịnh suy, có thể từ bữa lưỡi bên trên phản ứng ra, quan sát bữa lưỡi cũng muốn từ bữa lưỡi nhan sắc cùng tính chất hai phương diện tiến hành đánh giá, từ bữa lưỡi độ dày, nhuận khô. Mục nát dính, có hay không bong ra từng màng, có dễ không có dễ tổng hợp bình phán. Hoa Trục Nguyệt đầu lưỡi phấn hồng kiều nột, lưỡi của nàng rêu cũng không vấn đề gì. Hứa Thuần Lương hít mũi một cái khoảng cách như vậy hạ có thể nghe được Hoa Trục Nguyệt khí tức, phi thường tươi mát, hắn đã có thể kết luận Hoa Trục Nguyệt căn bản không có bệnh, là cố ý đến khảo giáo mình, không bài trừ gây chuyện khả năng. Hứa Thuần Lương lục soát ký ức, tốt như quá khứ căn bản không biết nàng, chẳng lẽ nàng cùng Hồi Xuân Đường có khúc mắc? Hoa Trục Nguyệt tướng đầu lưỡi rụt trở về, ta bị bệnh gì? Hứa Thuần Lương chỉ tay của nàng, ý là còn muốn giúp nàng bắt mạch. Hoa Trục Nguyệt trong lòng cười thầm, mình thể chất không biết tốt bao nhiêu, lại nhìn hắn như thế nào giả thần giả quỷ. Bởi vì tự thân huyết thống nguyên nhân, Hoa Trục Nguyệt càng tin tưởng Tây Y, nàng chú trọng khỏe mạnh, hàng năm đều sẽ làm kiểm tra sức khỏe, bình thường lại là cái người vận động nhiều. Tình trạng cơ thể tuyệt hảo, người này nếu là có thể giúp mình nhìn ra bệnh ngược lại là kỳ quái.
Nàng đưa tay cổ tay đảo ngược đặt lên bàn, Hứa Thuần Lương cũng không vội lấy vì nàng bắt mạch, nhấp một ngụm trà nói, Hoa tiểu thư xử lý công việc gì? Hoa Trục Nguyệt nói, nghề giải trí. Hứa Thuần Lương nói, bạo lợi ngành nghề A. Hoa Trục Nguyệt mỉm cười nói, đều có các khó xử. Hứa Thuần Lương ngón tay rơi vào Hoa Trục Nguyệt tay phải tất thước chuẩn bên trên, theo nếp nộp thuế sao? Hoa Trục Nguyệt trong lòng khẽ giật mình, nội tâm biến hóa tự nhiên phản ứng tại mạch tượng bên trên, nàng nhíu mày, cái này cùng ngươi xem bệnh có quan hệ sao? Hứa Thuần Lương nói, tự nhiên có quan hệ A, nếu là trốn thuế lậu thuế, tất nhiên tâm thần có chút không tập trung, cứ thế mãi, tích lũy thành hoán. Hoa Trục Nguyệt nói, vậy ngươi từ ta mạch tượng đến xem, phải chăng làm qua trốn thuế lậu thuế sự tình? Hứa Thuần Lương nói, tha thứ ta nói thẳng, ngươi có tâm bệnh A. Hoa Trục Nguyệt ha ha cười nói, tâm ta công năng rất tốt. Hoa tiểu thư trình độ là Đế quốc Lý Công Học Viện Xí nghiệp Quản lý. Trách không được, người ngữ văn không tốt, tâm công năng cùng tâm bệnh là hai việc khác nhau. Hoa Trục Nguyệt nói, nghe vua nói một buổi, không bằng không đọc sách, người nói hai chuyện ta phân rõ ràng. Hứa Thuần Lương nhắm hai mắt, uyển như lão tăng nhập định, tại Hoa Trục Nguyệt xem ra, tiểu tử này căn bản chính là cố lộng huyền hư. Cắt bao quát mạch xem bệnh cùng theo xem bệnh hai bộ phận, mạch xem bệnh chính là bắt mạch đọ sức, ấn xem bệnh là tại người bệnh trên thân đặc biệt bộ vị tiến hành chạm đến nén, lấy hiểu rõ hoán bệnh bên trong đang biến hóa cùng bên ngoài thân phản ứng, trên một điểm này bên trong Tây Y ở giữa lại có dị khúc đồng công chỗ. Hứa Thuần Lương cường điệu dò xét Hoa Trục Nguyệt mạch tượng, nhân thể mạch tượng hình thành cùng tạng phủ khí huyết mật thiết tương quan, nếu như tạng phủ khí huyết phát sinh bệnh biến huyết mạch vận hành liền sẽ chịu ảnh hưởng. Mạch tượng tùy theo phát sinh biến hóa. Tu luyện người căn cứ tu vi cấp độ khác biệt tại mạch tượng bên trên cũng sẽ có điều thể hiện, chân chính đỉnh cấp cao thủ sẽ đạt tới phản pháp quy chân cấp độ, đến cấp độ kia, cùng người bình thường mạch tượng cơ bản không có gì khác nhau. Hai tay tất thước chuẩn đều có đối ứng, tay trái tất thước chuẩn phân biệt đối ứng tâm can thận, tay phải tất thước chuẩn đối ứng phổi tỳ mệnh môn. Thông thường bắt mạch không thua kém 50 động, Hứa Thuần Lương chỉ cắt 10 động. Liền từ Hoa Trục Nguyệt vững vàng hữu lực mạch đập phán đoán nàng hẳn là tu võ người, lấy đương kim thời đại tiêu chuẩn để cân nhắc, nàng còn là một vị cao thủ. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi sờ lâu như vậy, phải chăng cha ra ta bị bệnh gì? Hứa Thuần Lương mở ra hai mắt chừng nàng một chút, nữ thí chủ, chú ý ngươi tìm từ, ta là vì ngươi bắt mạch, không phải sờ. Hoa Trục Nguyệt thế mà có chút muốn cười, phát hiện tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ, ta nghe nói bác sĩ bên trong cũng có bại hoại. Đánh lấy xem bệnh cờ hiệu thừa dịp cơ khai du, còn có phi lễ người nữ mắc bệnh. Hứa Thuần Lương giả bộ không vui nói, ngươi nếu là muốn nhìn bệnh liền quy củ đừng nói lung tung, nếu là không muốn xem bệnh mời ngươi lập tức rời đi, không muốn cố ý quấy nhiễu phán đoán của ta. Hoa Trục Nguyệt nói, hứa ngươi quấy nhiễu tâm thần của ta, thì không cho nhiễu phán đoán của ngươi, ngươi vị này nhỏ đại phu giá đỡ rất lớn nha. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có bệnh. Ôi, ta có cái gì bệnh? Không mang thai chứng. Hoa Trục Nguyệt trợn mắt hốc mồm, coi như nàng cơ quan tính toán tường tận cũng không nghĩ đến Hứa Thuần Lương sẽ nói ra như thế một cái tên bệnh, mắng, nói hưu nói vượt. Ta đều không có kết hôn làm sao sinh con, ngươi đơn giản chính là cái lang băm. Hứa Thuần Lương nói, ngươi coi như kết hôn cũng không sinh ra hài tử. Biết Hoa Trục Nguyệt là cố ý gây chuyện, Hứa Thuần Lương tự nhiên muốn nghĩ một cái cách đối phó. Ngươi có kế trương lương ta có thang trèo tường. Liền biết ngươi không có sinh qua hài tử, cho nên mới sẽ nói như vậy, nữ nhân chưa từng có sản xuất kinh lịch trước đó đương nhiên không biết mình là không phải không mang thai. Hoa Trục Nguyệt cho rằng Hứa Thuần Lương là đang cố ý chọc giận mình, ngươi nguyền rủa ta. Hứa Thuần Lương nói, ngươi bên trong có thất tình chi trí, ngoài có sáu dâm chi cảm, âm dương tăng theo cấp số nhân lại sông đảm nhiệm không đủ. Hoa Trục Nguyệt không nhịn được nói, ngươi ít cùng ta túm những này vẻ nho nhã y điển. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không tin ta cũng không sao, chờ ngươi ngày sau kết hôn liền minh bạch ta nói đến tất cả đều là lời nói thật. Hoa Trục Nguyệt cười lạnh nói, ngươi nhất định có phương pháp tướng ta chữa khỏi có đúng hay không? Hứa Thuần Lương gật đầu nói, kia là tự nhiên. Phương thuốc của ngươi nhất định không rẻ có đúng hay không? Hoa Trục Nguyệt quyết định người này là lường gạt, nói nhiều như vậy chính là vì lừa gạt tiền. Giang hồ lang chung đều là cái này xáo lộ, nàng quyết định mở một cái toa thuốc. Ngay tại hồi xuân đường bốc thuốc, những này tất cả đều là chứng cứ, chỉ cần ta tay cầm chứng cứ để ngươi không chết cũng phải cởi lớp ra. Hứa Thuần Lương nói, người bệnh này căn bản không cần dùng thuốc,
chỉ cần ta vì ngươi thôi cung quá huyết liền có thể để ngươi phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Hoa Trục Nguyệt nói, thần kỳ như vậy à, vậy ngươi cho ta chỉ trị. Nàng ngược lại muốn xem cái này tiểu lừa gạt tiếp xuống còn có thủ đoạn gì nữa. Hứa Thuần Lương nói, ở chỗ này. Hoa Trục Nguyệt gật đầu nói, có vấn đề gì không? Nàng đối thôi cung quá huyết nhiều ít vẫn hơi hiểu biết, nói trắng ra không phải liền là xoa bóp nha. Hứa Thuần Lương nói, nhân sinh tồn gốc dễ, lý ở chỗ khí huyết điều hòa âm dương hòa hợp. Khí cùng máu là nuôi mệnh chi nguyên, tuần hành toàn thân, mà trải qua hành chi nói cũng có ý đã định, trải qua hành chi lúc cũng có nhất định chi tự. Khí phía trước đi máu ở phía sau đi, cùng lúc tại máu so sánh giao cùng chỗ, dài ngắn phân tấc, không kém chút nào. Nhân sinh 12 trải qua, khí huyết xuôi theo kinh lạc tuần hoàn một tuần, khí huyết tất có một lần, trải qua đi bên cạnh lấy 12 lúc làm chuẩn. Hoa Trục Nguyệt đánh gãy hắn, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Ta cũng không hiểu. Hứa Thuần Lương nói, ngươi làm giải phẫu thời điểm có phải hay không muốn trước lấp giải phẫu xác nhận đơn? Chỉ cần nhà ngươi thuộc ký xác nhận đơn, tại trên bàn giải phẫu xảy ra vấn đề gì, vậy liền. Ta chưa làm qua giải phẫu, đi, ta trách nhiệm tự phụ tổng được rồi. Hứa Thuần Lương nói miệng không bằng chứng, ta chỉ liệu cho ngươi không mang thai chứng là muốn xoa bóp ngươi bắp chân huyệt đạo. Vạn nhất ngươi phản cắn ta một cái, nói ta chiếm tiện nghi của ngươi làm sao bây giờ? Hoa Trục Nguyệt phát hiện tiểu tử này niên kỷ không tính lớn tâm nhãn nhưng thật không ít, thật muốn để hắn mắc lừa nhưng không dễ dàng như vậy, cho ta theo chân, làm ta chưa làm qua đủ liệu a. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể sử dụng hoa dạng gì. Hoa Trục Nguyệt từ trong sắc tay lấy giấy bút, ở phía trên viết xuống là mình đồng ý để hắn hỗ trợ xoa bóp. Hứa Thuần Lương đem tờ giấy cất kỹ. Để Hoa Trục Nguyệt chờ một lát, mình hơi làm chuẩn bị, trong lòng cười thầm, Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Là chính ngươi tìm tới cửa đến, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hoa Trục Nguyệt thừa dịp cái này biết công phu cho Bảo Tiêu phát cái tin, để hắn chờ một lúc đem Hứa Thuần Lương cho mình theo chân chàng diện vỗ xuống đến, có câu tục ngữ nói thế nào, mặc ngươi nữ làm giống như quỷ, cũng muốn uống lão nương nước rửa chân. Hứa Thuần Lương từ hồi xuân đường cầm một cái băng ngồi nhỏ một cái phương băng ghế. Để Hoa Trục Nguyệt trừ bỏ vớ giày tướng hai cái chân đặt ở phương trên ghế. Hoa Trục Nguyệt một đôi chân ngày thường cực kỳ đẹp đẽ, trắng trắng mềm mềm, bàn chân hiện ra màu hồng phấn, gót chân liền tí xíu vết chai đều không có, ngón chân hình dạng rất tốt, như là cánh hoa, chân chính mỹ nữ nhất định phải từ đầu đẹp đến chân. Hứa Thuần Lương nói, chân ngươi không nhỏ. Hoa Trục Nguyệt tức giận nói, ta thân cao 1m thất nhất, 38 mã chân không tính lớn. Hứa Thuần Lương nói, thế mà không có bệnh phù chân. Hoa Trục Nguyệt nói, không có. Cũng không thối a. Hoa Trục Nguyệt lạnh lùng nhìn qua Hứa Thuần Lương, ngươi là xem bệnh đâu vẫn là nhìn chân. Hứa Thuần Lương nói, vọng văn vấn thiết ta phải trước xem đi. Ngươi có phải hay không còn chuẩn bị nghe? Hứa Thuần Lương cười nói, khoảng cách như vậy nghe được, chân không thối. Hoa Trục Nguyệt tâm trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng tự nhủ ngươi nhìn cũng nhìn, nghe cũng ngửi. Hỏi cũng đã hỏi, người còn có cái gì xáo lộ. Hứa Thuần Lương cũng không phải muốn cho nàng làm đủ liệu, trước tuyển huyệt thái khê chính là đủ thiếu âm nguyên huyệt. Ở vào hai chân bên trong, mắt cá chân hậu phương cùng gót chân xương gân kiện ở giữa chỗ lõm xuống, tại chân mắt cá chân cùng gân nhượng chân ở giữa chỗ lõm xuống. Tại trung y bên trong, có quyết sinh tử, chỗ bách bệnh tác dụng, quá là lớn ý tứ, suối, bản ý dòng suối. Thái khê là chỉ thận trải qua nước ở đây hình thành khá lớn dòng suối. Nén huyệt này, thanh nhiệt sinh khí, nữ nhân chỉ được liệu kinh nguyệt không đều, tiểu nhi chỉ được liệu tiểu són, nam nhân chỉ được liệu mộng tinh. Hoa Trục Nguyệt mặc dù nhận định mình không có bệnh, Hứa Thuần Lương căn bản chính là mù theo, nhưng khi Hứa Thuần Lương nén thái khê huyệt về sau, nàng lập tức cảm giác một loại chua xót cảm giác dọc theo gân nhượng chân ngược lên. Hứa Thuần Lương nén vừa đúng. Loại này chua xót cảm giác vừa vặn tại nàng trong phạm vi chịu đựng, theo Hứa Thuần Lương đối huyệt đạo nhào nặn lại có loại cảm giác sảng khoái. Hoa Trục Nguyệt dựa vào ghế, đem kính râm đeo lên, trong xe Bảo Tiêu lặng lẽ tiến hành thu hình lại, thông qua ống kính thấy, Hoa Trục Nguyệt tựa như cung trong thái hậu, Hứa Thuần Lương tựa như hầu hạ thái hậu tiểu thái giám. Hứa Thuần Lương nén thái khê huyệt sau 3 phút, lấy huyệt phục lưu. Phục lưu phục đại biểu lặp đi lặp lại, trượt đại biểu thịnh phóng, phục lưu chỉ phải là thận trải qua nước ẩm ướt chi khí ở đây huyệt lần nữa hút nóng bốc hơi ngược lên. Phục lưu huyệt vị tại bắp chân bên trong, mắt cá chân bên trong trung ương bên trên hai đầu ngón tay vị trí,
Mát xa phục lưu huyệt chính là tư âm bổ thận thuốc đông y 6 vị, đối nữ tính hạ tiêu lạnh, đau bụng kinh, tay chân sưng vù hữu hiệu, có thể trị thời mãn kinh hội chứng. Hoa Trục Nguyệt mặc dù tiếp cận tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng là nàng khoảng cách thời mãn kinh còn sớm đây, Hứa Thuần Lương không phải không biết, mà là cố ý gây nên, đồng dạng huyệt đạo, thủ pháp khác biệt sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau, nhưng là đồng dạng mấy cái lục đạo sắp xếp tổ hợp trình tự khác biệt, cũng sẽ sinh ra khác biệt hiệu quả trị liệu. Hứa Thuần Lương cuối cùng mới nén Hoa Trục Nguyệt bàn chân huyệt dũng tuyền, Trục Nguyệt vốn là cảm giác một đôi bắp chân chua thoải mái vô cùng, Hứa Thuần Lương chống đỡ nàng bàn chân sát vậy. Vậy loại chua thoải mái cảm giác trong nháy mắt xông phá chân trời, sống lưng của nàng trong nháy mắt thẳng băng, 10 cái ngón chân vô ý thức cuộn tròn gấp, song tay nắm lấy cái ghế lan can, gắt gao chống cự lại loại cảm giác kỳ quái này. Rốt cục vẫn là không cách nào khống chế cái này khó mà chịu được sảng khoái. A, à, Hoa Trục Nguyệt đều bị tiếng kêu của mình dọa sợ, gương mặt xinh đẹp nóng lên, ngừng. Dừng lại, ai u, a. À. Ngồi ở trong xe Bảo Tiêu cùng lái xe đều nghe được. Hai người trợn mắt hốc mồm, đây chính là uy phong bá khí Hoa tỷ A, kia là coi trời bằng vung Hoa tỷ A, tình huống như thế nào, nàng không phải làm đủ liệu sao? Làm sao nghe có chút để cho người ta tai nóng? Nhanh, 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 a, dừng lại ngừng. Hoa Trục Nguyệt là muốn cho hắn dừng lại, nhưng nói ra liền đi dạng, người này mỗi một cái đều đặt tại mình khó mà chịu được đốt. Hoa Trục Nguyệt hai chân run lên, bụng dưới nắm chặt. Cảm giác từ mình bàn chân một cỗ nhiệt khí nghịch hành, thận trải qua nước từ huyệt dũng tuyền tuôn ra bên ngoài thân. Hai cỗ nhiệt khí hội tụ vào một chỗ, bằng tốc độ kinh người xông lên phía trên đi. Hứa Thuần Lương nén thủ pháp cùng thông thường đủ liệu khác biệt, hắn tính tạm thời phong bế Hoa Trục Nguyệt huyệt dũng tuyền, thận trải qua nước không cách nào trào ra ngoài, ngược lại nghịch hành chảy trở về. Trước đây hắn trước hết đi nén phục lưu huyệt cùng thái khê lục, dẫn đến thể nội thận trải qua nước ẩm ướt chi khí hút nóng ngược lên. Có thể nói trước hai cái huyệt đạo nén chỉ là đặt vững cơ sở, phong huyệt dũng tuyền mới là mấu chốt một kích. Thận trải qua nước ngược dòng, nhiệt độ cao áp nước ẩm ướt chi khí trong thời gian ngắn xông lên phía trên quan, bằng tốc độ kinh người xông quan thái khê, phục lưu, trúc tân, theo túc thiếu âm thận kinh, thẳng đến hoành xương, đại hách, tụ tập tại khí huyệt. Khí huyệt bên trong vật tư là trạng thái khí. Đại hách huyệt cấp tốc truyền thâu mà đến nhiệt độ cao áp hơi nước đến bản huyệt về sau lập tức yếu thế chạy chậm, cũng mở rộng là ấm áp tính chất trạng thái khí vật chất. Tại Hứa Thuần Lương xảo diệu thủ pháp dưới, dẫn đến trong thời gian ngắn khí huyệt nội thủy ẩm ướt chi khí đại lượng tụ tập. Hoa Trục Nguyệt cảm giác phần bụng, quan nguyên huyệt tả hữu rộng chừng một ngón tay độ địa phương, đột nhiên nóng rực dị thường, cái này nóng rực cảm giác kịch liệt bành trướng, bắt đầu phảng phất có người nhét vào một cái trái bóng bàn. Cấp tốc bành trướng là tennis, đến cuối cùng lại có loại bị người nhét vào một cái đầu lâu cảm giác. Đau đớn, chua xót, bành trướng, mấy loại khác biệt cảm giác đan vào một chỗ. Hoa Trục Nguyệt muốn tránh thoát, lại bị Hứa Thuần Lương gắt gao bắt lấy hai chân, không thể động đậy. Nàng chỉ có thể hai tay tóm chặt lấy chỗ ngồi lan can, thân thể ngửa ra sau, toàn thân đều đang run rẩy, hai gò má ửng hồng, hai mắt mê ly, cắn chặt phong môi, hơi thở trở nên càng ngày càng gấp rút. Rốt cục nhìn không được vẫn là phát ra một tiếng rung động đến tâm can ai ngâm, a, à, dừng lại, ta, chịu không được. Hứa Thuần Lương nhưng không có ý bỏ qua cho nàng, hai tay ngón cái chế trụ nàng huyệt dũng tuyền, dùng sức hướng vào phía trong chống đỡ một chút. Chớ có ấn, Hoa Trục Nguyệt cảm giác trong bụng phảng phất đạn hạt nhân bạo tạc, trong đầu trong nháy mắt trống rỗng, trước mắt sao vàng bay loạn, chợt lại trở nên ngũ thải tân phân, một dòng nước nóng phun ra ngoài, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng. Như trong gió thu run lẩy bẩy cánh hoa, tùy thời đều có thể bị cỗ này gió thổi thất linh bát lạc. Cái này là như thế nào cảm giác? Nàng không cách nào hình dung, thống khổ, sỉ nhục, hạnh phúc, khoái hoạt, đầu não thanh tỉnh như nàng vậy mà không phân rõ thời khắc này cảm thụ. Thậm chí quên đi thân ở chỗ nào, phảng phất thăng vào trong mây, thân là Lan Hoa Môn hộ pháp, tại Lan Hoa Môn quyền cao chức trọng, nàng trước mặt người khác không giờ khác nào không tại kinh doanh cao tại thượng coi trời bằng vung hình tượng. Lan Hoa Môn bên trong ngư long hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn, nhưng là nàng vẫn là bằng vào thủ đoạn tàn nhẫn để bọn hắn ở trước mặt mình tất cung tất kính, người trước người sau ai không được tôn xưng nàng một tiếng hoa tỷ, nàng làm sao đều sẽ không nghĩ tới mình vậy mà lại đưa tại tiểu tử này trong tay. Chỉ là làm bàn chân xoa bóp trước đó lại không phải là không có qua dạng này kinh lịch, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này có thể có bản lãnh gì, hiếu kỳ hại chết mèo, Hoa Trục Nguyệt phát hiện chính mình là con mèo kia. Cái này kinh lịch trước nay chưa từng có,
mà lại chung thân khó quên, tiếng thét chói tai của nàng còn ở bên tai quanh quẩn. Bảo Tiêu cùng lái xe đều không dám tới, bởi vì bọn hắn cũng cho rằng Hoa tỷ là tại nhục nhã Hứa Thuần Lương, lúc đầu dựa theo Hoa tỷ phân phó, vỗ xuống cái này mở mày mở mặt tràng cảnh, thế nhưng là ai cũng không ngờ rằng từ trước đến nay cao lạnh Hoa tỷ phản ứng sẽ mạnh như vậy liệt, nàng thế mà còn có dụ người như vậy một mặt. Bảo Tiêu cả kinh há to miệng, kính dâm đều từ mũi nhiễm lên trượt xuống, hắn lấy lại tinh thần thời điểm, bàn chân xoa bóp đã kết thúc. Hoa tỷ nằm ở nơi đó, Hứa Thuần Lương đi rửa tay, dưới ban ngày ban mặt, người này đến tột cùng đối Hoa tỷ làm cái gì? Căn cứ hắn tận mắt nhìn thấy, giống như không làm cái gì, nhưng nhìn Hoa tỷ dáng vẻ tốt như cái gì đều đã làm. Bảo Tiêu cùng lái xe liếc mắt nhìn nhau, đều do dự có phải hay không muốn xông đi ra xem một chút tình huống. Nhưng bọn hắn lại từ ánh mắt của đối phương bên trong ý thức được nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lái xe phụ trách lái xe, Bảo Tiêu phụ trách Hoa tỷ an toàn, từ trước mắt đến xem, Hoa tỷ thân người an toàn cũng không nhận uy hiếp. Thừa dịp Hứa Thuần Lương đi hồi xuân đường rửa tay công phu, Hoa Trục Nguyệt lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút mình bây giờ bộ dáng, sắc mặt ửng hồng, hai mắt còn ngập nước, đâu chỉ hai mắt, trên thân cũng đồng dạng là ngập nước tồn tại. Hoa Trục Nguyệt thậm chí hoài nghi mình vừa mới bài tiết không kiềm chế, trực giác cũng không phải, toàn thân mềm nhũn bất lực, tay chân tê tê loại cảm giác này trước nay chưa từng có. Hứa Thuần Lương bưng khay trà ra, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, cười tủm tỉm hướng Hoa Trục Nguyệt nói, nếm thử chúng ta hồi xuân đường bí chế bách thảo trà, có thể ấm cung khu lạnh, điều trị khí huyết. Hoa Trục Nguyệt ngửi thấy hương trà, trong đó còn kèm theo hương hoa cùng mùi thuốc, phi thường mê người. Nhưng là nàng trong lúc nhất thời lại do dự mình có phải hay không hẳn là bưng lên cái này chén trà, có trời mới biết uống hết sẽ là phản ứng gì, Hứa Thuần Lương đã vừa mới đem mình khổ tâm kinh doanh cao lạnh lọc kính đều cho nhu toái. Hứa Thuần Lương nói, Hoa tiểu thư, ngươi không cần cảm thấy xấu hổ, ta ngay từ đầu nói qua ngươi là tâm bệnh, ta mặc dù cùng ngươi là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng là từ ngươi mạch tượng đến xem, ngươi bình thường nhất định giỏi về che giấu mình. Trước mặt người khác cùng ngầm biểu hiện hoàn toàn là hai cái hoàn toàn khác biệt ngươi. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi nói là ta dối trá vẫn là nói ta nhân cách phân liệt. Thanh âm của nàng đều có chút cải biến, Hoa Trục Nguyệt mặt lại nóng lên, mình hôm nay thế mà đưa tại một người trẻ tuổi trên tay. Phát giác được tiếng nói dị dạng, Hoa Trục Nguyệt bưng lên bách thảo trà, uống một ngụm, dùng để che giấu bối rối của mình. Hứa Thuần Lương nói, mỗi người từ xuất sinh khởi liền bắt đầu học được ức chế thiên tính của mình. Bản thân năng lực khống chế càng mạnh người, tâm tư tương đối cũng lại càng nặng, hoạn tâm bệnh khả năng cũng lại càng lớn. Hoa Trục Nguyệt ổn định một hạ cảm xúc, chiếu ngươi nói như vậy, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có tâm bệnh. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Hoa tiểu thư thật sự là thấu triệt. Vậy ngươi vì sao nói ta là không mang thai chứng? Hoa Trục Nguyệt cảm xúc cuối cùng bắt đầu một chút xíu khôi phục được trạng thái bình thường, tư duy cũng theo đó bình thường. Bắt đầu ý thức được từ hắn nói mình là không mang thai chứng bắt đầu liền đã thiết tốt cái bẫy, liền dẫn nàng chui vào bên trong. Hứa Thuần Lương nói, tâm tư nặng người rất khó mang thai, tha thứ ta nói thẳng, Hoa tiểu thư cảnh giác cực nặng, không đơn thuần là đối ta, mà là với cái thế giới này đều tràn đầy lòng đề phòng, tâm lý sẽ ảnh hưởng đến sinh lý. Hôm nay ta giúp ngươi tướng động lại cảm xúc phóng xuất ra, nếu như về sau ngươi không thể chính xác điều cả tâm tình của mình. Hứa Thuần Lương lắc đầu. Lời kế tiếp không nói cũng hiểu. Hoa Trục Nguyệt cho là hắn tại tin miệng hồ thuyết, thế nhưng là nàng lại cảm thấy có loại khả năng này, lạnh nhạt cười nói, ta là độc thân chủ nghĩa người, thậm chí đều không nghĩ tới kết hôn. Hứa Thuần Lương nói, không muốn kết hôn chưa hẳn không muốn hài tử, nếu như ngươi cái gì đều không nghĩ, vừa mới lại vì sao tìm ta trị liệu. Hoa Trục Nguyệt bị hắn hỏi khó, cũng không thể nói cho hắn biết mình là cố ý gây chuyện, muốn lợi dụng chuyện này tìm hắn xúi quẩy. Hứa Thuần Lương nói, người đã không muốn hài tử, lại không tin ta, nhưng vẫn là tìm ta trị liệu, vậy liền chứng minh động cơ của ngươi không thuần, đối ta khuyết thiếu thiện ý. Hoa Trục Nguyệt nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt, lúc này nàng thực đã không tại đem Hứa Thuần Lương xem như một cái bình thường người trẻ tuổi, khó trách Tạ Xuân Lôi sẽ trên tay hắn thất bại, khó trách Đường Thiên Nhất cũng không thể chiếm được chút nào tiện nghi. Người trẻ tuổi này không đơn giản, vô luận đầu não vẫn là can đảm đều không phải bình thường. Mà lại thật sự là hắn người mang tuyệt kỹ, vừa mới cho mình theo kia mấy lần. Hoa Trục Nguyệt bỗng nhiên vô ý thức kẹp chặt hai chân, khí huyệt dư sóng gió, lại có một dòng nước nóng rò rỉ chảy ra, đây mới là nàng ngồi ở chỗ này chậm chạp không có đứng dậy nguyên nhân thực sự, quần đều ẩm ướt cộc cộc. Hứa Thuần Lương lại cho Hoa Trục Nguyệt rót chén bách hoa trà,
Hoa Trục Nguyệt nhìn qua ly kia màu hổ phách nước trà, lại lần nữa trở nên cảnh giác lên, người trà này bên trong thứ gì? Không có thứ gì à? Ngươi làm sao không uống? Hoa Trục Nguyệt phát hiện Hứa Thuần Lương uống đến là chính hắn trong chén trà. Hứa Thuần Lương nói, cái này bách thảo trà là cho nữ nhân uống, ta là nam nhân à, ta lại không cần sinh con. Hoa Trục Nguyệt cười lạnh nói, ngươi có phải hay không cũng có không mang thai chứng? Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà nói, cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng, ta còn là cái đồng nam tử đâu. Hoa Trục Nguyệt nhìn qua hắn, đột nhiên khanh khách nở nụ cười, nàng cười một tiếng, Hứa Thuần Lương cũng đi theo cười, Hoa Trục Nguyệt không cười còn tốt, nụ cười này cảm giác khí huyệt liên tục không ngừng nhiệt lực hướng phía dưới chuyển vận, phải chết, tiếng cười của nàng đột nhiên ngừng lại. Còn tốt lúc này Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, hắn đứng dậy đi nghe. Hoa Trục Nguyệt có chút hốt hoảng nhìn một chút mặt đất, còn tốt không có ẩm ướt, nàng ý thức được không thể tiếp tục ở lại nơi này, đứng dậy rời đi, hai cái đùi giặt dẹo không nghe sai khiến. Hứa Thuần Lương thanh âm từ phía sau vang lên, Hoa tiểu thư, ngài còn chưa giao tiền đâu. Hoa Trục Nguyệt kinh hoàng bên trong một cước đạp hụt, mắt cá chân tuổi một chút, chân mặc dù không có việc gì, gót giày lại bị uy đoạn mất. Bảo Tiêu lúc này mở cửa xe trước tiên vào tới bên cạnh nàng, đỡ lấy cánh tay của nàng, Hoa tỷ. Hoa Trục Nguyệt hai mắt nhắm lại dùng sức hít vào một hơi, cấp tốc từ trong sắc tay lấy ra túi tiền, từ đó rút ra một xấp tiền mặt đưa cho Bảo Tiêu, để hắn cho Hứa Thuần Lương đưa qua. Hứa Thuần Lương điểm một cái tổng cộng 1.000 khối, Hoa Trục Nguyệt xuất thủ ngược lại là trà đại phương. Bảo Tiêu lúc trở về, Hoa Trục Nguyệt đã lên xe. Hứa Thuần Lương nhìn lướt qua Hoa Trục Nguyệt vừa mới ngồi qua cái ghế, phía trên rõ ràng giữ lại một khối nước đọng ấn ký, hắn thở dài, phản ứng như thế lớn. Hoa Trục Nguyệt ngồi ở trong xe hướng Hồi Xuân Đường nhìn thoáng qua, phát hiện Hứa Thuần Lương chính cầm điện thoại đối với mình ngồi qua cái ghế chụp ảnh, tưởng tượng liền biết người này đang quay cái gì, xấu hổ đến hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Bảo Tiêu đưa điện thoại di động đưa cho nàng, lấy lòng nói, Hoa tỷ, vừa mới đều vỗ xuống tới. Hoa Trục Nguyệt nhìn thoáng qua, nội tâm vô danh lửa cháy lên, nàng quay kiếng xe xuống, dùng sức đưa điện thoại di động ném ra ngoài. Bảo Tiêu ngạc nhiên nói, Hoa tỷ. Hoa Trục Nguyệt trở tay rút hắn một cái bạt tai, cả giận nói, lăn xuống đi, đưa di động kiếm về. Ngày nghỉ trong lúc đó, Đông Châu Chính phủ thành phố quan tuyên Nguy Sơn đảo cấp quốc gia nghỉ phép khu công trình chính thức khởi động, đồng thời ký kết hạng mục cũng không bao gồm Trường Hưng chữa bệnh dưỡng lão hạng mục cùng Đại Hằng chủ đề nhạc viên hạng mục. Chuyện này trước mắt còn không công khai, bất quá Đại Hằng đã nhất định phải tại Nguy Sơn đảo cầm 2.000 mẫu. Trường Hưng Bệnh viện viện trưởng Triệu Phi Dương cùng Đại Hằng tập đoàn địa khu người phụ trách Trương Hằng Dương đều có mặt toàn diện nghi thức khởi động. Hứa Trường Thiện bình thường đối bản tin tức phi thường chú ý, hắn từ TV tin tức bên trên thấy được Mai Như Tuyết, tranh thủ thời gian gọi Hứa Thuần Lương sang đây xem. Hứa Thuần Lương đang bận nghiên cứu Bạch Mộ Sơn cho hắn những cái kia giáp cốt văn. Nghe được Gia Gia triệu hoán chỉ có thể đi qua. Ngày nghỉ tới gần kết thúc, Hứa Gia Văn hai mẹ con xế chiều hôm nay cũng muốn đi, hành lý đều mang về Hồi Xuân Đường, dự định Bồi lão gia tử ăn xong cơm trưa liền đi. Trịnh Bồi An trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đâu, với hắn mà nói có thể vì Hứa Gia Văn làm một chuyện gì đều là vui vẻ. Hứa Gia Văn hai mẹ con bồi tiếp lão gia tử xem tivi, chân thuần tựa như phát hiện đại lục mới, nhỏ biểu ca, Mai Như Tuyết lại là cái quan viên. Hứa Thuần Lương từ mâm đựng trái cây bên trong cầm quả táo, cắn một cái nói, cũng không phải cái gì đại quan, chính là cái khoa cấp cán bộ. Chân thuần đối nội cán bộ cấp bậc không có khái niệm gì, nhưng là Hứa Gia Văn hay là vô cùng hiểu rõ, sợ hãi than nói, còn trẻ như vậy liền lên làm trưởng trấn, về sau tiền đồ vô lượng a. Chân thuần nói, anh ta vẫn là viện trưởng đâu. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi tha cho ta đi, viện trưởng của ta chính là chuyện Tiếu Lâm. Trịnh Bồi An bưng đồ ăn ra, làm sao cũng là viện trưởng, ta cũng là làm qua viện trưởng người, hiện tại xem như minh bạch, thà làm đầu gà vô vi châu về sau, còn là quá khứ nhận thầu bệnh viện thời điểm tự do. Chân Thuần nói, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ tình yêu giá cao hơn, nếu vì tự do cho nên, cả hai đều có thể ném. Hứa Thuần Lương nói, bài thơ này không thích hợp tại Trịnh Thúc trên thân, Trịnh Thúc người này tình yêu trí thượng, hắn yêu ngươi độc thân đi ngõ tối, yêu ngươi không quỳ bộ dáng. Chân Thuần cùng hắn cùng một chỗ hát lên. Hứa Gia Văn trên mặt có chút phát nhiệt, cười trách cứ hai người bọn hắn đừng làm rộn, để Chân Thuần đi hỗ trợ bưng thức ăn, Hứa Thuần Lương cũng đi qua hỗ trợ. Trịnh Bồi An vui tươi hớn hở nói, giữa trưa liền đơn giản điểm,
ăn no rồi ta đưa các ngươi hai mẹ con đi sân bay. Trân Thuần nói, nhỏ biểu ca ngươi cũng đưa chúng ta sao? Hứa Thuần Lương nói cho nàng mình buổi chiều có việc, bệnh viện vừa thông chi hắn về đi tham gia một cái hội nghị khẩn cấp, về thời gian có xung đột, cho nên lần này liền không thể đưa các nàng. Trân Thuần rõ ràng có chút thất vọng. Hứa Trường Thiện nói, Tống Quân Thiên Lý trung tu nhất biệt, chỉ cần Kiện Kiện khang khang còn sống, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp mặt. Hứa Gia Văn nghe ra phụ thân trong lời nói thương cảm, kêu một tiếng cha, cái mũi ê ẩm lại có chút muốn khóc, nàng cuộc sống bây giờ trạng thái cũng không tốt, có thể nói là ở vào nhân sinh cơn sóng nhỏ kỳ, nhưng là nàng từ đầu đến cuối không dám tướng mình ly hôn sự tình nói cho phụ thân. Nhìn qua phụ thân già nua khuôn mặt nàng cảm thấy áy náy, những năm này về bây giờ tới quá ít, chỉ có nhận được ngăn trở thời điểm mới phát hiện nhà mẹ đẻ mới là tránh gió cảng. Hứa Trường Thiện nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, có Thuần Lương đâu. Hứa Gia Văn ôm phụ thân bả vai, bỗng nhiên liền khóc lên, Trịnh Bồi An cùng Hứa Thuần Lương liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết Hứa Gia Văn vì cái gì khóc. Bây giờ trong nhà chỉ có lão gia tử không biết nàng ly hôn. Hứa Trường Thiện nhẹ nhàng vuốt ve một chút nữ nhi tóc, nhà đầu ngốc, nữ nhi đều lớn như vậy còn khóc nhè, để nàng cho cười, người a, cả một đời không có khảm qua không được, sự nghiệp ngươi có thành tựu, nữ nhi lớn như vậy, còn có cái gì không biết đủ. Bị ủy khuất liền cùng cha nói, ta nhà mẹ đẻ cũng không phải không ai. Hứa Thuần Lương nói, tiểu cô, gia gia nói rất đúng, ở bên ngoài ai dám khi dễ ngươi, ta cho ngươi xuất khí. Còn có ta, Trịnh Bồi An liên tục không ngừng mặt đất bạch rất sợ lạc hậu. Trân Thuần lườm hắn một cái, có ngươi chuyện gì a? Trịnh Bồi An nói, ta không phải bằng hữu nha. Trân Thuần nói, mẹ ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi có phải hay không đem mẹ ta làm bằng hữu cũng khó mà nói. Ngươi đứa nhỏ này, Trịnh Bồi An bị nghẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mọi người lại đều nở nụ cười. Sau bữa cơm chưa đưa tiễn Hứa Gia Văn mẫu nữ, Hứa Thuần Lương bản nghĩ thu dọn đồ đạc, Hứa Trường Thiện để hắn không cần, chờ một lúc Lâm Mụ liền đến quét dọn vệ sinh, ngày mai hồi xuân đường cũng muốn mở cửa. Hứa Trường Thiện hít một hơi thuốc lá nói. Thuần Lương a, người tiểu cô có phải hay không ly hôn? Hứa Thuần Lương ngây ra một lúc, ra ra làm sao mà biết được. Không đợi hắn trả lời, Hứa Trường Thiện lại nói, ta đoán được, nhiều ngày như vậy, Trần Quốc Vĩ liền điện thoại cũng không đánh qua, không bình thường. Các ngươi không cần lo lắng cho ta cái gì đều nghĩ thoáng, đã qua không đến cùng đi, tách ra cũng là chuyện tốt. Lão gia tử xoay người yên lặng hướng vườn hoa đi đến. Trường Hưng Bệnh viện hội nghị khẩn cấp cùng Nguy Sơn đảo khỏe mạnh dưỡng lão hạng mục có quan hệ. Lần này hội nghị từ Triệu Phi Dương tự mình chủ trì, mấy vị phó viện trưởng đều có mặt hội nghị, Hứa Thuần Lương thân là Nguy Sơn đảo phân viện phó viện trưởng cũng bị thông chi tham dự. Hội nghị ngay từ đầu, Triệu Phi Dương long trọng giới thiệu Hoa Niên tập đoàn CFO Đường Kinh Luân. Hứa Thuần Lương hỏi một chút Kim Vĩnh Hạo, mới biết được CFO là thủ tịch tài vụ quan, cùng bọn hắn Trường Hưng tài vụ khoa trưởng không sai biệt lắm. Hội nghị nội dung chủ yếu quay chung quanh Nguy Sơn đảo khỏe mạnh dưỡng lão hạng mục tiến hành. Sở dĩ hạng mục này không có tiến vào Nguy Sơn đảo cấp quốc gia du lịch khu nhóm đầu tiên ký kết hạng mục, chủ nếu là bởi vì Nguy Sơn đảo bệnh viện quyền tài sản vấn đề chưa minh xác. Bất quá, Trường Hưng cùng Hoa Niên tập đoàn hợp tác đã là bắt buộc phải làm. Triệu Phi Dương trước phát biểu một phen đầy nhiệt tình nói chuyện, ngay sau đó là Đường Kinh Luân. Đường Kinh Luân đang đọc diễn văn bên trong đối Trường Hưng phát triển trường kỳ xem trọng, nguyện ý cùng Trường Hưng thành lập tầng sâu quan hệ hợp tác. Tại đương kim cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt chữa bệnh trên thị trường, chỉ có hợp tác mới là đường ra, so sánh Triệu Phi Dương nhiệt tình, Đường Kinh Luân liền tỉnh táo rất nhiều, rõ ràng là chương trình tính phát biểu, khiến người ta cảm thấy hắn đối cùng Trường Hưng hợp tác cũng vô hạn đợi. Dạng này hội nghị bên trong, giống Hứa Thuần Lương loại này cấp bậc tiểu nhân vật là không có phát biểu tư cách, hắn cũng không có hứng thú gì. Đường Kinh Luân phát biểu không lâu về sau liền rời đi, hội nghị biến thành Trường Hưng bệnh viện nội bộ hội nghị. Triệu Phi Dương tuyên bố một tin tức tốt, lãnh đạo thành phố chú ý Nguy Sơn đảo phân viện sự tình, bối rối Trường Hưng bệnh viện thật lâu phân viện quyền tài sản vấn đề đã giải quyết, nếu như thuận lợi, tháng này liền có thể hoàn thành Nguy Sơn đảo bệnh viện quyền tài sản thủ tục chuyển nhượng. Hứa Thuần Lương đã sớm từ Mai Như Tuyết nơi đó đạt được tin tức, chuyện này cũng không tính được kinh hỉ. Mai Như Tuyết thuyết pháp là Triệu Phi Dương ở trong thành phố hạ không ít công phu, nhưng Hứa Thuần Lương cho là mình cũng không thể bỏ qua công lao. Trong thành phố tại làm ra quyết định trước đó khẳng định sẽ tôn trọng nơi đó chính phủ ý kiến, ở trong đó Hồ Sơn trấn chính phủ ý kiến rất là trọng yếu,
nếu như Mai Như Tuyết không giúp đỡ nói chuyện, đoán chừng Nguy Sơn Đảo Bệnh viện quyền tài sản 89 phần 10 muốn không kết quả. Mai Như Tuyết vì sao giúp bọn hắn, còn không phải xem ở trên mặt của mình. Triệu Phi Dương hôm nay tâm tình không tệ, lớn tiếng nói, lần này giải quyết Nguy Sơn Đảo phân viện quyền tài sản quá trình bên trong, Hứa Thuần Lương đồng chí làm ra tác dụng rất lớn, cho chúng ta thắng được nơi đó chính phủ lý giải cùng ủng hộ. Ở đây ta đặc địa đưa ra khen ngợi, hy vọng Thuần Lương đồng chí tại về sau trong công việc không kiêu không ngạo, không ngừng cố gắng, tiếp tục là Trường Hưng phát triển làm ra vốn có cống hiến. Cao Tân Hoa dẫn đầu vỗ tay, hắn một vỗ tay hiện trường không ít người cũng đuổi theo, chỉ là tiếng vỗ tay không có nóng như vậy liệt, người khác cũng không cho rằng Hứa Thuần Lương lớn bao nhiêu cống hiến. Đợi đến tiếng vỗ tay lắng lại về sau, Triệu Phi Dương nói, xét thấy Hứa Thuần Lương đồng chí ưu dị công việc biểu hiện, cùng tương quan công tác cần, tổ chức bên trên quyết định, từ Hứa Thuần Lương đồng chí phụ trách phân viện quyền tài sản thủ tục bàn giao, ngay trong ngày khởi không còn phụ trách y tế chỗ công việc. Hứa Thuần Lương nghe rõ đây là muốn tiếp tục xung quân chính mình ý tứ, kỳ thật tại Tằng Hồng Lâm đến về sau, là hắn biết mình khẳng định sẽ rời đi y tế chỗ, cho nên cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Kỳ thật Nguy Sơn Đảo quyền tài sản chuyển nhượng vấn đề đã cơ bản giải quyết. Để cho mình phụ trách thủ tục bàn giao, đó chính là xem như cán sự sử dụng. Hội nghị kết thúc về sau, viện xử lý chủ nhiệm Lâm Nham Sinh thông chi Hứa Thuần Lương đi một chuyến phòng làm việc của viện trưởng, Triệu Phi Dương muốn nói với hắn nói. Phòng làm việc của viện trưởng mở cửa, Hứa Thuần Lương vẫn là gõ một cái, Triệu Phi Dương chính đứng ở cửa sổ nhìn qua phía ngoài hai kỳ công trường, nghe được tiếng đập cửa, quay người nhìn thoáng qua, để Hứa Thuần Lương đóng cửa lại. Triệu Việt, ngài tìm ta có dặn dò gì? Triệu Phi Dương cười nói, cuối năm cạnh mời ngươi có phải hay không phải chuẩn bị từ sớm một chút, phó khoa cấp vấn đề là thời điểm giải quyết một cái. Hứa Thuần Lương tâm nói mình nghĩ thăng môn phụ trừ phi đặc biệt, thay lời khác tới nói không phải hắn chuẩn bị sự tình, chỉ cần Triệu Phi Dương nghĩ sách hắn, cái gì chướng ngại đều không tồn tại, bất quá tại mình đánh hoa niên tập đoàn thái tử ra đường thiên nhất về sau làm sao phát triển còn khó nói, Triệu Phi Dương là trước cho hắn vẽ lên cái bánh. Hứa Thuần Lương cũng làm xong dự tính xấu nhất, ngươi Triệu Phi Dương dám cho ta tiểu hài xuyên, cùng lắm thì lão tử vỗ mông rời đi, gia gia của ta vẫn chờ ta kế thừa hồi xuân đường đâu. Triệu Phi Dương nói, ngồi, đứng ngốc ở đó làm gì? Hứa Thuần Lương nói, ngài là lãnh đạo, ngài đều đứng đấy, ta làm sao có ý tứ ngồi. Triệu Phi Dương nở nụ cười, vậy liền cùng một chỗ ngồi. Vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai, hai người đều đến trên ghế salon ngồi xuống. Dĩ nhiên không phải ngồi tại cùng một trên ghế salon. Triệu Phi Dương ngồi tại một mình vị, Hứa Thuần Lương ngồi tại ba người vị bên trên, hai người hay là duy trì khoảng cách nhất định. Triệu Phi Dương thói quen nhếch lên chân bắt chéo, lúc đầu a, ta muốn cho ngươi về đến cho ta làm phụ tá, thế nhưng là Nguy Sơn Đảo phân viện chuyện bên kia, ta lại có chút yên lòng không dưới, một ngày quyền tài sản thủ tục chuyển nhượng không có xong xuôi, liền tồn đang biến hóa khả năng, Kim Vĩnh Hạo người kia lại không có tác dụng lớn. Ngươi yên tâm, quyền tài sản thủ tục chuyển nhượng hoàn thành, nhiệm vụ của ngươi cũng liền kết thúc. Hứa Thuần Lương đối cái này an bài cũng không bài xích, từ Đông Châu thì tiến về Nguy Sơn Đảo, dưới tình huống bình thường cũng chính là không đến 2 giờ, cũng không phải để cho mình cả ngày ngốc tại đó, từ mặt khác góc độ đến xem, mình tại về thời gian ngược lại tự do, chí ít không cần mỗi ngày đều đến bệnh viện báo đến. Triệu Viện yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Phi Dương cười nói. Đối người ta mãi mãi cũng là yên tâm, đúng, người mời ta chuyện ăn cơm, ta xin tâm lĩnh. Hứa Thuần Lương để Cao Tân Hoa giật dây mời Triệu Phi Dương ăn cơm, chuyện này nguyên nhân gây ra vẫn là bọn hắn ban sơ tại cục vệ sinh tổ chức huấn luyện bên trên lần thứ nhất quen biết. Hứa Thuần Lương hứa hẹn qua có một ngày Triệu Phi Dương trở thành y tế chỗ chủ nhiệm thời điểm hắn mời khách, nhưng trên thực tế khi đó người ta đều là phó viện trưởng. Theo lý thuyết Triệu Phi Dương đối với hắn nói hoang, không nên do hắn mời khách. Nhưng là Triệu Phi Dương hiện tại là Trường Hưng người đứng đầu, tự nhiên không thể cùng người ta nói dóc đạo lý này, người khác nghĩ xin trả mời không đến đâu, Hứa Thuần Lương làm việc chú trọng thành tín, đáp ứng rồi sự tình liền nhất định sẽ xử lý. Triệu Phi Dương khéo lời từ chối bữa cơm này cũng là có lý do, hắn hiện tại bữa tiệc rất nhiều, đối với hạ cấp mở tiệc chiêu đãi hắn là phi thường bắt bẻ. Mặc dù hắn thưởng thức Hứa Thuần Lương, nhưng là hắn cũng không cho rằng dạng này bữa tiệc có ý nghĩa gì. Hắn thừa nhận Hứa Thuần Lương hữu dụng, nhưng là cũng không cho rằng Hứa Thuần Lương đối tầm quan trọng của mình không có thể thay thế. Hứa Thuần Lương kỳ thật cũng không muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm, loại địa vị này chênh lệch quá lớn, bữa tiệc bắt đầu ăn rất khó chịu,
hắn không muốn làm oan chính mình. Triệu Phi Dương rốt cục vẫn là hỏi tới Đường Thiên Nhất sự tình, tiểu Hứa a, ta nghe nói ngươi hồi trước đánh người. Lời này Hứa Thuần Lương cũng không dễ nghe, có chuyện này, một cái mắt không mở tiểu lưu manh quấy rối biểu muội ta, ngài nói có đáng đánh hay không? Một câu liền đem Triệu Phi Dương phía dưới cho phong bế, hắn cũng không thể nói không nên đánh, nếu như nói như vậy chẳng phải là không phải là không phân biệt. Triệu Phi Dương nở nụ cười, người a, cuối cùng vẫn là trẻ tuổi nóng tính, rất nhiều chuyện cũng không phải là chỉ dựa vào nắm đấm liền có thể giải quyết vấn đề, muốn cân nhắc ảnh hưởng, gặp được sự tình đầu tiên muốn tìm cảnh sát nhân dân. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện yên tâm, ta có thể xử lý tốt chính mình sự tình, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến bản chức công việc. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vốn còn muốn nói lời không có thể nói ra. Hắn ý thức được Hứa Thuần Lương khẳng định đoán được mình muốn nói cái gì, tiểu tử này đủ thông minh. Hắn để Hứa Thuần Lương mau chóng tướng y tế chỗ công việc giao tiếp một chút, về sau công việc trọng điểm phải đặt ở Nguy Sơn đảo bệnh viện quyền tài sản chuyển nhượng bên trên, chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết. Hứa Thuần Lương rời đi về sau, Triệu Phi Dương lại đem Cao Tân Hoa gọi đi qua. Cao Tân Hoa lúc đầu đều muốn đi, hôm nay phụ thân hắn cùng nữ nhi muốn trở về kinh. Triệu Phi Dương trận này hội nghị khẩn cấp khiến cho hắn kế hoạch đều bị làm rối loạn, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể an bài thê tử đi đưa. Triệu Phi Dương nói cho hắn biết Đường Thiên Nhất còn ở tại VIP phòng bệnh đến nay không đi sự tình. Cao Tân Hoa ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại cho rằng Triệu Phi Dương căn bản liền không nên đem tên hoàn khố tử đệ này nhận lấy, khả năng Triệu Phi Dương bản ý là muốn lấy lòng Hoa Niên tập đoàn, nhưng là ngươi càng là như thế, người khác càng là coi thường ngươi. Từ hôm nay trong hội nghị Đường Kinh Luân biểu hiện liền có thể nhìn ra, hắn tự nhận là Trường Hưng thần tài, mặc dù kiệt lực che giấu, vẫn không thể nào khống chế lại hắn cao cao tại thượng tâm tính, có thể nói hắn sâu trong đáy lòng là xem thường Trường Hưng. Hội nghị nửa đường liền rời đi hội trường, đơn từ một điểm này liền có thể nhìn ra hắn đối Trường Hưng cấp lãnh đạo khiếm khuyết tôn trọng, Cao Tân Hoa cho rằng song phương hợp tác chưa chắc là một mảnh đường bằng phẳng. Triệu Phi Dương nói, Tân Hoa ca. Người cảm thấy Đường Thiên Nhất chuyện này ứng nên xử lý như thế nào? Bằng tâm mà nói, Triệu Phi Dương vô luận người trước người sau đối Cao Tân Hoa hay là vô cùng tôn trọng, đây là bởi vì Cao Tân Hoa cùng quan hệ của phụ thân hắn. Cao Tân Hoa nói, bình thường cách làm là cho hắn hạ xuất viện giấy thông báo. Triệu Phi Dương biết hắn là cố ý nói như vậy, thở dài nói, đều không phải là đèn đã cạn dầu a. Cao Tân Hoa nhíu mày, Triệu Phi Dương cái này đều chữ bao gồm Hứa Thuần Lương. Hắn nhưng không tán đồng. Sự kiện kia hắn đã kỹ càng hiểu qua toàn bộ quá trình, Đường Thiên Nhất nên đánh, đổi thành mình cũng phải đánh hắn, nếu như lúc ấy không phải Hứa Thuần Lương, đổi thành người khác chẳng phải là tùy ý cô bé kia bị Đường Thiên Nhất đám người kia khi dễ rồi. Triệu Phi Dương trong lúc vô tình một câu lại bại lộ hắn thị phi xem có chút vấn đề. Cao Tân Hoa nói, Đường Thiên Nhất loại này ăn chơi thiếu gia là hẳn là ăn chút đau khổ, coi là trong tay có mấy cái tiền liền lão tử thiên hạ đệ nhất. Tại địa phương khác đi đến thông, tại chúng ta Đông Châu không thể được. Triệu Phi Dương ý thức được mình vừa rồi câu nói kia nên khơi dậy Cao Tân Hoa phản cảm, hắn lập tức bổ cứu nói, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn là hắn, Hoa Niên tập đoàn là Hoa Niên tập đoàn, chúng ta cũng không thể bởi vì Đường Thiên Nhất phẩm hạnh vấn đề liền ảnh hưởng đến cùng Hoa Niên tập đoàn hợp tác. Cao Tân Hoa trong lòng tự nhủ một cái liền con trai mình đều giáo dục không tốt tổng giám đốc lại lấy cái gì lãnh đạo tốt một cái tập đoàn. Triệu Phi Dương tựa hồ quá khẩn trương Hoa Niên tập đoàn hợp tác. Kỳ thật hiện tại không chỉ là Hoa Niên tập đoàn, lớn khỏe mạnh sản nghiệp là một cái mới lợi nhuận tăng trưởng điểm, rất nhiều tập đoàn đều để mắt tới cái phương hướng này, chưa hẳn nhất định phải tại trên một thân cây treo cổ. Cao Tân Hoa nói, Đường Kinh Luân hôm nay trong hội nghị nói sẽ đối với chúng ta Trường Hưng tiến hành tài sản ước định. Triệu Phi Dương gật đầu nói, đây là hợp tác tất đi quá trình, bọn hắn ước định chúng ta. Chúng ta cũng tương tự muốn điều tra bọn hắn, ta đã phái Văn Tú đồng chí phụ trách đối Hoa Niên tổng hợp ước định, tại loại thời khắc mấu chốt này, chúng ta song phương vẫn là phải bảo trì một cái quan hệ tốt đẹp. Hắn dừng lại một chút nói, ta hôm qua đi thăm Đường Thiên Nhất, hắn đối Hứa Thuần Lương oán niệm rất lớn. Cao Tân Hoa móc ra một điếu thuốc đốt, hít một hơi thuốc lá nói, cho nên ngươi liền đem Hứa Thuần Lương an bài vào phân viện phụ trách quyền tài sản chuyển nhượng. Triệu Phi Dương nở nụ cười. Phòng ngừa mâu thuẫn kích thích phương pháp tốt nhất chính là lựa chọn né tránh nha. Cao Tân Hoa cũng không tán đồng lối nói của hắn, lựa chọn né tránh vẫn không cải biến được mâu thuẫn tồn tại hiện thực, chỉ cần mâu thuẫn tồn tại, sớm tối sẽ còn bộc phát xung đột.
Ta an bài như vậy cũng là vì bảo hộ Tiểu Hứa, hắn trẻ tuổi nóng tính, vạn nhất lại làm ra cái gì không lý trí sự tình, liền không dễ thu thập. Cao Tân Hoa dùng sức hút một hơi thuốc nói, Triệu Viện an bài như vậy cũng rất chu đáo, Hứa Thuần Lương đích thật là cái không chịu thua tính tình. Triệu Phi Dương nói, một người đã thương người ta 5 cái, đi qua ta cũng không biết hắn lợi hại như vậy. Cao Tân Hoa ý vị thâm trường nói, chúc mừng Triệu Viện dưới trướng thêm một viên hổ tướng, không cho chúng ta Trường Hưng mất mặt a. Là hổ tướng vẫn là lão hổ còn không biết đâu. Triệu Phi Dương cũng không cho rằng đánh thắng là một kiện ánh sáng môn đình hành vi, hắn nhớ tới nuôi hổ gây họa, rõ ràng có thể cảm giác được Hứa Thuần Lương thực chất bên trong kiêu ngạo, cho dù là đối với mình cung kính cũng nên là giả vờ ra, người này nếu là nổi cơn giận, khả năng đối với mình đều không thèm chịu nể mặt mũi. Hôm nay hắn vốn muốn cho Hứa Thuần Lương đi thăm viếng một chút Đường Thiên Nhất, tốt nhất có thể biểu đạt một chút áy náy, hòa hoãn một chút quan hệ của song phương, nhưng Hứa Thuần Lương trước tiên liền phát hiện ý đồ của hắn. Đem hắn cho phong bế, tiểu tử này chẳng những gan lớn, mà lại đầu não khôn khéo. Cao Tân Hoa cười ha hả, người quản hắn là hổ tướng vẫn là lão hổ, chỉ cần không cắn chúng ta, hắn yêu cắn ai cắn ai. Triệu Phi Dương cười khổ nói lên chuyện này, Đường Thiên Nhất hoàn toàn chính xác không hiểu chuyện, vừa rồi ngay trước ta cùng Đường Tổng bột vậy mà kêu gào muốn để ta khai trừ Hứa Thuần Lương, người nói có thể hay không cười. Cao Tân Hoa cũng không cho rằng buồn cười. Triệu Phi Dương ở ngay trước mặt chính mình nói ra câu nói này liền không bài trừ hắn từng có ý nghĩ như vậy. Nếu như coi là thật bởi vì Hứa Thuần Lương chuyện này phá hủy Trường Hưng cùng Hoa Niên tập đoàn hợp tác, không bài trừ hắn đem Hứa Thuần Lương lôi ra đến tế cờ khả năng, Cao Tân Hoa tâm tình trở nên có chút nặng nề, ý thức được vô luận Trường Hưng cùng Hoa Niên tập đoàn hợp tác có thể thành công hay không, Hứa Thuần Lương về sau đường cũng sẽ không thuận lợi. Cao Tân Hoa hướng trong cái gạt tàn thuốc gõ gõ khói bụi, hổ phụ khuyển tử a. Nói xong câu đó, hắn ý thức được mình lỡ lời. Nghe được câu này về sau, Triệu Phi Dương ánh mắt có một cái biến hóa vi diệu, mặc dù hắn biết rất rõ ràng Cao Tân Hoa câu nói này tuyệt không phải nhắm vào mình, nhưng là vẫn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Bên cạnh hắn trưởng bối đều gọi tán hắn là tướng môn hổ tử, hắn là phụ thân kiêu ngạo, từ nhỏ đã lấy siêu việt phụ thân làm mục tiêu, hòa bình niên đại, hắn không là quân nhân, không cách nào tại chiến công bên trên siêu việt phụ thân. Nhưng là hắn có thể tại sự nghiệp bên trên, tại quan chức bên trên thực hiện đối phụ thân siêu việt, hắn muốn trở thành phụ thân kiêu ngạo. Triệu Phi Dương nói, nhưng đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân a, Hoa Niên tập đoàn là một cái gia tộc xí nghiệp. Cao Tân Hoa âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hy vọng Triệu Phi Dương không có mơ tưởng, Đường Kinh Luân cũng hướng người tạo áp lực rồi. Triệu Phi Dương lắc đầu, hắn cách cục đương nhiên sẽ không như thế nhỏ, nhưng là chuyện này khẳng định đã truyền đến Đường Kinh Vĩ trong lỗ tai. Nhi tử bảo bối bị đánh, coi như Đường Thiên Nhất lại không phải thứ gì, hắn lão tử cũng sẽ đau lòng. Cao Tân Hoa đối với chuyện này là nhận đồng, mình hài tử lại hỗn mình có thể đánh, người khác chửi một câu đều không vui, đây là phổ biến phụ mẫu tâm thái. Triệu Phi Dương nói, Tiểu Hứa mặc dù chiếm lý, nhưng ra tay cũng quá độc ác, ngươi là không thấy được, trực tiếp dùng băng chùy đem Đường Thiên Nhất đùi đâm cái lỗ máu, may mắn không có thương tổn cùng mạch máu cùng thần kinh, không phải tiền đồ của hắn đều hủy. Cao Tân Hoa cải chính, nhưng cảnh sát kết án trong báo cáo viết là Đường Thiên Nhất mình đem mình cho đâm đả thương. Có sao, Triệu Phi Dương cũng không hiểu rõ tình huống thực tế, bởi vì hắn đối chân tướng như thế nào cũng không chú ý, hắn chân chính chú ý phải là Hoa Niên tập đoàn phản ứng. Cao Tân Hoa cảm thấy có cần phải nói rõ chân tướng, băng chùy bên trên không có Hứa Thuần Lương vân tay, tra được chỉ có Đường Thiên Nhất mình, căn cứ Hứa Thuần Lương nói, là Đường Thiên Nhất trước dùng băng chùy đâm hắn. Kết quả thất thủ đâm vào trên đùi mình. Triệu Phi Dương chưa nghe nói qua mình đâm mình, Đường Thiên Nhất cũng không phải cái bị ngược cuồng, thích tự mình hại mình, sự tình như là đã phát sinh, tận lực vẫn là không cần tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Bọn hắn tại cảnh sát nơi đó đạt thành hòa giải, cũng không có nghĩa là song phương thực sự buông xuống chuyện này, Triệu Phi Dương có ý tứ là để Cao Tân Hoa khuyên nhủ Hứa Thuần Lương, đi thăm viếng một chút Đường Thiên Nhất, nói vài lời mềm lời nói. Dạng này mình đối Hoa Niên tập đoàn phương diện cũng liền có bàn giao. Cao Tân Hoa cho rằng Triệu Phi Dương cho mình ra cái nan đề, Hứa Thuần Lương coi như làm sai chuyện đều chưa hẳn chịu nhận, huống chi lần này hắn hoàn toàn chiếm lý, ngươi để hắn cúi đầu làm sao có thể. Nhưng Triệu Phi Dương đã mở miệng, Cao Tân Hoa cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể qua loa vài câu, hắn có thể đối Hứa Thuần Lương nói, về phần người ta có nguyện ý hay không hắn cũng không thể cam đoan. Hứa Thuần Lương còn không hề rời đi bệnh viện. Đã bổ nhiệm đều xuống tới,
hắn cũng không có ỷ lại y tế chỗ không đi đạo lý, thừa dịp hôm nay còn không có chính thức đi làm, tới phòng làm việc đem vật phẩm tư nhân thu thập một chút. Hắn vốn cho rằng không có bao nhiêu thứ, nhưng thu thập lại tràn đầy hai đại thùng giấy, bỗng nhiên ý thức được sau này mình tại bản bộ không có làm việc điểm rồi. Triệu Phi Dương chỉ an bài mình đi phân viện, không có cho mình an bài tại bản viện làm việc địa điểm, nghĩ lại mình chỉ là một cái nho nhỏ khoa viên, cấp bậc còn không đủ trình độ có được đơn độc văn phòng. Chính suy nghĩ có phải hay không tướng đồ vật trước đặt ở y tế chỗ thời điểm, Cao Tân Hoa đến tìm hắn. Cao Tân Hoa trải qua y tế chỗ thời điểm nhìn thấy mở cửa, đoán được hắn không đi, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Cao Tân Hoa cười nói, thế nào, cái này liền thu thập bên trên. Một khắc đều không muốn chờ đợi. Hứa Thuần Lương nói, cùng chờ người ta đem ta đuổi đi, không bằng chính ta thức thời đi trước, cái này kêu là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cao Tân Hoa tại chỗ ngồi của hắn ngồi xuống, Triệu Viện an bài ngươi đi ngoại liên bộ làm việc, ngươi không cần phải gấp gáp thu thập, ngày mai chính thức sau khi vào sở, tìm công nhân cho ngươi rời qua đi là được rồi. Ngoại liên bộ là mỗi nhà bệnh viện thường trực cơ cấu, chủ yếu phụ trách chữa bệnh thị trường mở rộng cùng đối ngoại liên lạc công việc, dựng nên bệnh viện hình tượng, tăng lên bệnh viện nổi tiếng, phụ trách bệnh viện ba chiêu ba dẫn, tổ chức xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện cùng khỏe mạnh tri thức tiến cộng đồng các loại công ích hoạt động. Ngoại liên bộ thì tương đương với bệnh viện bộ ngoại giao cửa, mới thời kỳ giao phó mới công năng, chiêu thương dẫn tư, chiêu mới dẫn trí, chiêu khoa dẫn kỹ. Mặc dù khẩu hiệu lộ ra cao đại thượng, nhưng là ngoại liên bộ thực tế công việc lại không làm nhiều ít, càng nhiều đều là đang cùng hạ cấp bệnh viện cùng xí nghiệp đơn vị liên hệ. Hứa Thuần Lương ít nhiều biết một chút ngoại liên bộ tình trạng, trên cơ bản đám người kia cả ngày đều ở bên ngoài chạy, tại không ít bản viện công nhân viên chức trong mắt, ngoại liên bộ người đều là không làm việc đàng hoàng lưu manh. Hứa Thuần Lương chủ yếu là quan tâm mình có phải hay không về ngoại liên bộ quản, Cao Tân Hoa nói cho hắn biết không cần thao lòng này, hắn hiện tại là viện trưởng đặc biệt trợ lý, phân viện phó viện trưởng, trực tiếp đối viện trưởng phụ trách. Nghiêm Hồi Ý tiến về bệnh truyền nhiễm viện đảm nhiệm viện trưởng về sau, trước mắt hắn phân quản bộ môn tạm thời do Cảnh Văn Tú người quản lý, nói cách khác Hứa Thuần Lương có chuyện gì có thể hướng Cảnh Văn Tú báo cáo. Hứa Thuần Lương nghe xong lãnh đạo cấp trên là Cảnh Văn Tú cũng có chút nhức đầu, này nương môn cũng không phải cái gì người tốt. Cao Tân Hoa đề nghị hắn trước an tâm làm tốt phần bên trong công việc, Nguy Sơn Đảo phân viện quyền tài sản thủ tục chuyển nhượng xong xuôi suy nghĩ thêm bước kế tiếp hướng đi, Triệu Phi Dương như thế thưởng thức hắn, khẳng định sẽ ủy thác trách nhiệm. Cao Tân Hoa lời nói này càng giống là đang an ủi Hứa Thuần Lương, Triệu Phi Dương đến cùng thái độ gì, hắn hiện tại cũng đắn đo khó định. Nhớ tới Triệu Phi Dương nhắc nhở, Cao Tân Hoa có chút do dự, có phải hay không hẳn là khuyên Hứa Thuần Lương thích hợp nhượng bộ. Trước đây không phải là không có dạng này kinh lịch, hồi Xuân Đường cùng Đẹp Vô Cùng Ngực Lớn phát sinh tranh chấp thời điểm, Triệu Phi Dương liền ủy thác Cao Tân Hoa khuyên Hứa Thuần Lương tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Hứa Thuần Lương cũng không cho hắn mặt mũi, tiểu tử này khái niệm, không bỏ đá xuống giếng coi như lòng mang từ bi. Hứa Thuần Lương nhìn ra hắn có việc, cười nói, Cao Viện, ngài không có việc gì không sẽ chủ động đến chỗ của ta, nói đi, đến cùng chuyện gì. Cao Tân Hoa nói, Triệu Viện có ý tứ là, không cần thiết đem quan hệ huyên náo như vậy cương, đề nghị ngươi tư thái cao một chút, đi xem một chút Đường Thiên Nhất. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, hắn là muốn cho ta cho Đường Thiên Nhất nói xin lỗi đi. Hắn cũng không có nói. Cao Tân Hoa tranh thủ thời gian phủ nhận. Hứa Thuần Lương nói, hắn ý tứ ta minh bạch, hắn lo lắng bởi vì ta sự tình ảnh hưởng tới hắn cùng Hoa Niên tập đoàn hợp tác, cho nên để cho ta nhượng bộ, cho Đường Thiên Nhất bồi cái không phải, bắt tay giảng hòa. Ngươi nói hắn có phải hay không thông minh quá mức, cảnh sát đều định tính sự tình, hắn mạo xưng cái gì đầu to. Cao Tân Hoa vô ý thức nhìn thoáng qua cửa phòng, vững tin cửa phòng đóng kỹ, trách cứ nhìn Hứa Thuần Lương một chút, ngươi nói nhỏ chút. Hứa Thuần Lương nói, thật muốn ta đi cũng được, nhưng là ta không có thể bảo chứng có thể khống chế lại tâm tình của mình, vạn nhất ta nhìn thấy cháu trai kia ôm không ở lửa, lại đem hắn đánh một trận, đến lúc đó sự tình coi như thật náo lớn. Cao Tân Hoa dở khóc dở cười, liền tiểu tử này nước tiểu tính, thật đúng là không thể loại trừ khả năng này. Người ta Triệu Viện lại không bức ngươi, ngươi thích đi hay không? Hứa Thuần Lương nói, ta hiện tại có chút minh bạch ngươi vì sao nghĩ giả bệnh. Cao Tân Hoa nói, ta thật không nghĩ giả bệnh a, là ngươi đề nghị ta giả bệnh. Hứa Thuần Lương cười nói ngươi sợ hắn cái gì a? Nếu là hắn đắc tội ngươi, ta giúp ngươi bắt hắn cho làm xuống đài, ngươi đến đương viện trường. Cao Tân Hoa giơ tay lên làm bộ muốn đánh hắn,
tiểu tử này lời gì cũng dám nói, nhưng nghe thế nào cứ như vậy dễ nghe đây này. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở trốn đến một bên, Cao Việt, người bại lộ, người bại lộ. Cao Tân Hoa ho khan hai tiếng, lại lấy ra một điếu thuốc đốt, Hứa Thuần Lương đem hắn giữ ấm chén nối liền nước nóng, bất hút một chút khói, nghe người cái này tiếng ho khan, phổi đều có mau bệnh. Cao Tân Hoa nói, ta vừa tra xong bộ ngực CT, khỏe mạnh cực kỳ, nhấp một ngụm trà nói, hôm nay này lại mở, ta liền nữ nhi đều không có đưa thành. Hứa Thuần Lương nói, đều do lão Triệu. Cao Tân Hoa nói, còn không phải sao, nói xong cũng ý thức được bị tiểu tử này cho mang trong khe, nhắc nhở hắn nói, tiểu tử ngươi không thể cõng sau nói như vậy người ta, hắn đối ngươi cũng không tệ. Hứa Thuần Lương nói, người khác không hiểu rõ ta, ngài còn không hiểu rõ ta, con người của ta vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, ai đối ta càng tốt, ta càng nghĩ hại ai. Cao Tân Hoa nở nụ cười, vậy ta phải chừa chút thần, đừng ngày nào bị ngươi bán còn giúp ngươi kiếm tiền. Là đến chừa chút thần, bất quá ngài hiện tại niên kỷ lưu ý cũng vô dụng. Tiểu tử ngươi nói ta lão niên si ngốc. Hứa Thuần Lương cũng cười, ngài cũng không phải lão niên si ngốc, ngài là cáo giả, nên làm gì, không nên làm gì trong lòng ngài rộng thoáng đây. Cái này mông ngựa vỗ dễ chịu, Cao Tân Hoa ngon lành là hít một hơi thuốc lá, tiểu tử này nếu là ta con rể thì tốt biết bao, dáng dấp anh tuấn, thân thể khỏe mạnh, đầu não thông minh. Có năng lực bảo hộ ta khuê nữ, tốt như vậy hài tử thắp đèn lồng cũng khó tìm a. Cao Tân Hoa lúc đầu muốn đem hai hài tử hướng cùng một chỗ thích hợp một chút, nhưng bọn hắn hai giống như không quá điện báo, lẫn nhau liền cái phương thức liên lạc đều không có lưu. Ngày đó mở tiệc chiêu đãi qua đi, Cao Tân Hoa còn bị lão bà cho quở trách một trận, dụng ý của hắn bị Tiếu Sở Hồng thấy rõ ràng, cảnh cáo Cao Tân Hoa đừng ở không đi gây sự, loạn chút gì uyên ương phổ. Bọn hắn khuê nữ là thủy mộc thạc sĩ, Hứa Thuần Lương là cái tốt nghiệp trung học, hai người trình độ chênh lệch quá xa, căn bản không có bất luận cái gì khả năng, lại nói lấy khuê nữ điều kiện dạng gì thanh niên tài tuấn tìm không thấy, làm sao có thể coi trọng Hứa Thuần Lương. Cao Tân Hoa là Hứa Thuần Lương biện bạch vài câu, cho rằng trình độ cũng không thể đại biểu tố chất, càng không thể đại biểu một người về sau thành tựu, kết quả cặp vợ chồng liền dùm beng, đến bây giờ Tiếu Sở Hồng còn đang hờn dỗi. Cao Tân Hoa kỳ thật cũng cơ bản đoán mất tưởng niệm. Vô luận hắn nhiều thích Hứa Thuần Lương, cuối cùng còn phải nhìn người trẻ tuổi chính mình ý tứ. Cao Tân Hoa đối Mai Như Tuyết có chút hiếu kỳ, thừa cơ hội này hỏi thăm một chút. Thuần Lương a, ngày đó tại Vạn Hào cửa tửu điếm gặp phải nữ hài tử rất xinh đẹp, nàng là bạn gái của ngươi. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Hồ Sơn Trấn Mai Trấn trưởng ngươi không biết. Cao Tân Hoa đi Nguy Sơn đảo mấy ngày nay cũng không cùng Mai Như Tuyết đã gặp mặt, nhưng là nghe qua tên của nàng, trải qua Hứa Thuần Lương nói chuyện mới đem người đối đầu hào. Hắn cũng nở nụ cười, ta đã sớm nghe nói Hồ Sơn Trấn có vị mỹ nữ trưởng trấn, nguyên lai là nàng a, còn trẻ như vậy, ta thật không nghĩ tới. Hứa Thuần Lương nói, 23 tuổi liền lên làm trưởng trấn, ta đoán chừng nàng 30 tuổi trước đó có hy vọng xử cấp cán bộ. Cao Tân Hoa cảm khái nói, nhìn xem người ta, đời ta sống vô dụng rồi. Hứa Thuần Lương nói, ngài chớ cùng đời sau dựng lên, ngươi liền cùng Triệu Phi Dương so, hắn so ngươi nhỏ nhiều như vậy. Còn không phải cưỡi tại trên đầu ngươi. Cao Tân Hoa nhíu mày, lời này của ngươi ta nhưng không thích nghe, cái gì gọi là cưỡi tại trên đầu ta. Mặc dù tại trên chức vụ hắn cao hơn ta nửa cấp, nhưng là tại làm người bên trên chúng ta là bình đẳng. Chính ngươi tin không? Cao Tân Hoa nói, ta cái này không phải nói cho ngươi nghe nha, người trẻ tuổi, cố gắng lên, đời ta phó phòng đến đỉnh. Trường Hưng bệnh viện bản bộ bởi vì trang trí, rất nhiều phòng lâm thời di chuyển. Phòng khám bệnh lâu 3 đến 6 tầng lâm thời an bài cho nội khoa hệ thống. Hành chính phòng căn cứ cho phòng khám bệnh lâm sàng nhường đường nguyên tắc, bộ phận di chuyển đến nhà ăn bên cạnh cũ kỹ ký túc xá, nơi này quá khứ là một bộ phận hậu cần phòng sở tại địa, Hứa Thuần Lương vừa đi Trường Hưng bệnh viện dạo qua khoa điện công phòng ngay ở chỗ này. Hiện tại ngoại liên bộ, máy tính phòng, lây nhiễm khoa, thiết bị khoa tất cả đều bị chuyển đến nơi này, tòa này ký túc xá khởi công xây dựng tại thế kỷ trước những năm 80. Mặc dù ở vào Trường Hưng bệnh viện phía nam nhất, nhưng là lại hướng nam chính là Đông Châu xưởng thuốc lá hùng vĩ song từ ký túc xá, cho nên lâu dài ở vào đại lâu bóng ma dưới, bị gọi đùa là ánh nắng chiếu không tới nơi hẻo lánh. Hứa Thuần Lương cũng không có phiền phức công nhân, một người ôm hai thùng giấy đi tới ngoại liên bộ. Ngoại liên bộ chủ nhiệm Phan Hoành Vĩ đối với hắn không phải thường khách khí, cho Hứa Thuần Lương an bài một cái gần cửa sổ làm việc vị, còn đặc địa cho hắn đằng một cái ngăn tủ. Hứa Thuần Lương cũng không có khả năng mỗi ngày đều tới đây làm việc,
chủ yếu là tìm một chỗ tướng trong khoảng thời gian này góp nhặt phải làm công cộng phẩm buông xuống, ngoại liên bộ bình thường phòng cũng không có cái gì người, tất cả mọi người đánh lấy chạy ngoài liên cờ hiệu ở bên ngoài, đối với đi làm không có quy định nghiêm chỉnh, đơn nhìn từ điểm này ngược lại là rất thích hợp Hứa Thuần Lương. Phan Hoành Vĩ cho hắn bên trên một điếu thuốc, Hứa Thuần Lương biểu thị mình sẽ không. Thế là Phan Hoành Vĩ mình đốt lên, tướng cửa sổ mở ra, tựa ở cửa sổ bên cạnh quất, chủ động bắt chuyện nói, tiểu Hứa, Nguy Sơn bên hồ kia công việc tiến triển còn thuận lợi sao? Thuận lợi à, công việc bây giờ trên cơ bản quỹ đạo, bình thường cũng không có chuyện gì. Phan Hoành Vĩ nói, nghe nói nơi đó muốn kiến thiết cấp quốc gia nghỉ phép khu. Hứa Thuần Lương cười nói, có chuyện này, hôm qua trong thành phố đã chính thức quan tuyên, Phan chủ nhiệm về sau có thời gian có thể qua bên kia chơi, ta đến an bài. Làm một đoạn thời gian hành chính, Hứa Thuần Lương đã đối trong đó sáo lộ rất quen thuộc. Phan Hoành Vĩ cười nói, có thời gian nhất định đi. Lúc này sát phách lây nhiễm khoa Trần Quang Minh đến đây, hắn đi qua từng tại y tế chỗ ngốc qua một đoạn thời gian, Hứa Thuần Lương đi y tế chỗ chính là vì đỉnh hắn chống chỗ. Hai người cũng không chính thức cộng sự qua, nhưng là Trần Quang Minh rời đi về sau cũng một mực chú ý y tế chỗ, đối Hứa Thuần Lương sở tác sở vi là hiểu rõ vô cùng. Chính là bởi vì hiểu rõ hắn mới biết được y tế chỗ công tác không dễ dàng, mới bội phục Hứa Thuần Lương năng lực. Trần Quang Minh một lần cho rằng Hứa Thuần Lương muốn được phá cách để thăng làm y tế chỗ chủ nhiệm, lúc ấy hắn thậm chí còn có điểm tâm bên trong không công bằng, cho là mình rời đi quá sớm, bây giờ mới biết trong nội viện đối y tế chỗ chủ nhiệm chức vị có an bài khác, Hứa Thuần Lương cũng rời đi y tế chỗ, xem ra Hứa Thuần Lương chính là xung làm một cái đội viên cứu hỏa nhân vật. Trần Quang Minh cùng Phan Hoành Vĩ quan hệ cá nhân rất tốt, hai người phòng liền nhau, bình thường không có việc gì liền đến nói chuyện phiếm. Phan Hoành Vĩ nói, hai người các ngươi không cần ta giới thiệu đi. Trần Quang Minh nói, ta cùng tiểu Hứa là lão đồng sự. Mặc dù Hứa Thuần Lương hiện tại là Nguy Sơn Hồ phân viện phó viện trưởng, nhưng mọi người trong lòng đều hiểu hắn vẫn là cái nhân viên văn phòng nho nhỏ. Trần Quang Minh là môn phụ, Phan Hoành Vĩ là chính khoa. Vô luận từ cấp bậc vẫn là tuổi tác bên trên bọn hắn đều muốn vượt qua Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương cười nói, hai ta cộng sự qua tốt mấy mươi phút đâu. Trần Quang Minh cũng nở nụ cười, hắn là đến mời Phan Hoành Vĩ ban đêm ăn cơm, thuần túy tư nhân bữa tiệc, đã gặp Hứa Thuần Lương, hắn cũng có chủ động trèo giao ý tứ, thế là mời Hứa Thuần Lương cùng một chỗ. Phan Hoành Vĩ đưa ra từ tự mình làm đông, dù sao Hứa Thuần Lương hôm nay vừa tới ngoại liên bộ, hắn muốn biểu đạt một chút hoan nghênh. Là Hứa Thuần Lương đón tiếp. Hứa Thuần Lương đối loại này ý nghĩa không lớn, rượu cục bản không có hứng thú gì, nhưng là người ta có ý tốt cũng không tiện cự tuyệt, thế là liền đáp ứng. Phan Hoành Vĩ thích ăn nhất thịt dê, thường đi khu công nghệ cao một nhà lão tứ nói đường phố thịt dê quán, lúc này liền mua vị trí. Trần Quang Minh cho Trình Tiểu Hồng gọi điện thoại, mời nàng cùng một chỗ, có cái nữ đồng sự ở đây có thể sống vọt bầu không khí, mà lại Trình Tiểu Hồng không uống rượu. Có thể cho bọn hắn đường miễn phí lái xe, người này đánh cho một tay tính toán. Đem Thiên Hạ ban về sau, ba người cùng nhau lên Trình Tiểu Hồng xe. Trình Tiểu Hồng chờ bọn hắn lên xe liền bắt đầu oán trách, Trần Quang Minh, ngươi mời khách cũng không lên điểm cấp bậc, không phải thịt dê quán chính là đồ nướng, ta muốn ăn hải sản. Trần Quang Minh cười nói, là Phan chủ nhiệm mời khách. Trình Tiểu Hồng nói, kia liền càng hẳn là ăn bữa ngon, người nào không biết các ngươi ngoại liên bộ có tiền. Phan Hoành Vĩ bắt đầu khóc than, chúng ta ngoại liên bộ nào có tiền gì, bệnh viện loại tình huống này, nghiệp vụ phí cho đều gấp căng thẳng, cái này quý tiền ăn còn không cho ta báo đâu. Trình Tiểu Hồng nói, ngươi liền đừng than nghèo, dù sao ngươi ăn cơm có thể ký tên. Phan Hoành Vĩ nói, ta tuyên bố a, hôm nay bữa cơm này là ta tự móc tiền túi, ta chưa từng chiếm bệnh viện tiện nghi. Mọi người lòng dạ biết rõ, hắn khẳng định đến thanh lý. Ngoại liên bộ chủ nhiệm ký tên ăn cơm vẫn là không thành vấn đề. Trình Tiểu Hồng chuẩn bị đi, Phan Hoành Vĩ để nàng chờ một chút, hắn còn hẹn kiểm tra sức khỏe trung tâm chủ nhiệm Ngô Thủy Anh. Trình Tiểu Hồng biết hắn mời khách thói quen, tuyệt đối thuộc về côn quét một mảng lớn, quan hệ tốt có thể hô đều sẽ kêu lên. Hứa Thuần Lương ngược lại là không có gì ý kiến, dạng này trường hợp có thể nhận biết không ít bệnh viện trung tầng cán bộ. Phan Hoành Vĩ gọi điện thoại, Ngô Thủy Anh để bọn hắn đi trước. Nàng còn có chút việc muốn chậm chút, quay đầu tự mình lái xe đi qua. Phan Hoành Vĩ nghe xong liền không vui, để Ngô Thủy Anh mở ra cái khác xe, quay đầu còn phải uống rượu đâu. Ngô Thủy Anh biểu thị mình có thể gọi trở dùm, nhà nàng liền ở tại khu công nghệ cao.
Trình Tiểu Hồng kỹ thuật lái xe so với lần trước Hứa Thuần Lương nhờ xe thời điểm thuần thục rất nhiều, bất quá thích nhấn loa thói quen vẫn là không có đổi. Trên đường Trần Quang Minh nhắc lên Chu Văn Bân, đi qua cảm thấy Chu Văn Bân lá gan thật nhỏ, không nghĩ tới người ta thật làm chuyện thật, thừa dịp đi tỉnh thành họp đem bạn học cũ cho ngủ. Phan Hoành Vĩ cảm thán Chu Văn Bân cũng đủ xui xẻo, bệnh viện yêu đương vụng trộm nhiều hơn, hết lần này tới lần khác hắn liền bị người ta bắt lại cái hiện hình, khiến cho y tế chỗ chủ nhiệm đều bị lột, lão bà hắn cũng đang cùng hắn náo ly hôn, đoán chừng Chu Văn Bân về sau là không có hy vọng gì. Hứa Thuần Lương đối vị này tiền nhiệm cấp trên cảm giác cũng không tệ lắm, mặc dù Chu Văn Bân không có gì năng lực, nhưng là dù sao cũng là người ta tuệ nhãn thức tài, đem mình cho làm tiến vào y tế chỗ. Phía sau chớ luận người khác không phải là, từ một điểm này bên trên đó có thể thấy được Trần Quang Minh làm người chẳng ra sao cả, rõ ràng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Trình Tiểu Hồng mở bốn hơn 10 phút mới tới phương, lại tốn 5 phút đồng hồ dừng xe, nàng chuyển xe trình độ không được, Phan Hoành Vĩ ở một bên chỉ huy nửa ngày. Ngừng phía sau xe một khối lớn đất trống đã vây lại, Phan Hoành Vĩ nói cho bọn hắn, mảnh đất này chính là Trường Hưng tương lai mới bệnh viện địa chỉ chỗ. Hứa Thuần Lương xích lại gần khe hở bên trong nhìn một chút, bên trong cỏ hoang mọc thành bụi, bất quá địa phương là thật to lớn. Trần Quang Minh nói, như thế khối lớn cũng không biết có thể hay không đóng. Trình Tiểu Hồng nói, không tới phiên ngươi quan tâm, không phải nói muốn dẫn vào dân doanh vốn liếng, Hoa Niên tập đoàn đều đến khảo sát, người ta đưa ra thị trường công ty là có tiền. Trần Quang Minh khịt mũi coi thường, đưa ra thị trường công ty không nhất định đều có tiền. Cái này Hoa Niên tập đoàn liền chẳng ra sao cả, sớm nhất làm máy tính lập nghiệp, về sau học người ta làm lên thương nghiệp địa sản, trước đây ít năm hoàn toàn chính xác ăn một đợt tiền lãi, nhưng là hai năm này không được, không phải sao, để mắt tới lớn khỏe mạnh sản nghiệp. Trình Tiểu Hồng nói, ta nhớ được bọn hắn tại châu Âu thu mua rất nhiều khách sạn cùng uy tín lâu năm bách hóa cửa hàng. Lão Hoàng Lịch, từ năm trước bắt đầu tiền mặt lưu căng thẳng, quốc gia nghiêm tra lợi dụng hải ngoại đầu tư chuyển di tài sản hành vi. Ngân hàng cho vay nắm chặt, bọn hắn hải ngoại những cái kia thu mua trên cơ bản đều bán sạch, có không ít hạng mục đều thua lỗ tiền, những này đưa ra thị trường xí nghiệp lòng dạ hiểm độc xí nghiệp không ít, tiền của bọn hắn đều là từ ngân hàng cho mượn tới, đưa ra thị trường xí nghiệp tổng giám đốc nói không chừng so chúng ta còn nghèo. Phan Hoành Vĩ nở nụ cười, người ta so ngươi nghèo, biệt thự lớn ở, máy bay tư nhân du thuyền ngồi, nữ minh tinh ngâm, ngươi loại nào so ra mà vượt người ta. Đang khi nói chuyện đã đến thịt dê quán, Phan Hoành Vĩ đặt trước đến số 201 phòng, thịt dê quán trong không khí tràn đầy nồng đậm dê mùi khí, Trình Tiểu Hồng phát hiện nơi này thế mà còn có đồ nướng. Phan Hoành Vĩ đem menu cho Hứa Thuần Lương, để Hứa Thuần Lương gọi món ăn, Hứa Thuần Lương để hắn nhìn xem an bài, liền Phan Hoành Vĩ đến cùng mời mấy người cũng không biết, nhìn gian phòng có thể ngồi 10 người, đoán chừng người khẳng định không ít. Phan Hoành Vĩ vừa đem đồ ăn điểm tốt, lúc này người lần lượt đến. Trên cơ bản đều là bản viện người quen, bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông, hộ lý bộ chủ nhiệm Đường Minh Mị, mua sắm xử lý chủ nhiệm Hoàng Liên Thành, còn kém một cá thể kiểm trung tâm chủ nhiệm Ngô Thụy Anh. Phan Hoành Vĩ mời Hoàng Liên Thành ngồi thủ vị, Hoàng Liên Thành là tân tấn hồng nhân, hiện tại thiết bị mua sắm dược phẩm mua sắm một tay bắt, tuyệt đối là Trường Hưng thực quyền phái. Hoàng Liên Thành 32 tuổi, xuất thân từ thiết bị khoa, đột nhiên bị cất cao đến vị trí này rõ ràng có chút lâng lâng. Hắn liền khiêm nhượng đều không nói, liền yên tâm thoải mái ngồi xuống, kỳ thật ở đây người bên trong tư cách già nhất chính là Vu Hướng Đông, coi như để Vu Hướng Đông ngồi thủ vị cũng nói còn nghe được. Hoàng Liên Thành chào hỏi mọi người ngồi, ngoài miệng nói bàn tròn không có cái gì chủ thứ phân chia, Vu Hướng Đông cùng Đường Minh Mị tại hắn hai bên ngồi xuống, Hứa Thuần Lương sát bên Đường Minh Mị ngồi. Đường Minh Mị trong lòng có chút mất tự nhiên, dù sao nàng cùng Hứa Thuần Lương trước đây không lâu bị người truyền qua nhàn thoại. Hứa Thuần Lương không biết tránh hiểm nghi. Hứa Thuần Lương ý nghĩ là mình đi đến đang ngồi đến thẳng, cùng Đường Minh Mị vấn đề gì đều không có, vì sao muốn tránh hiểm nghi. Tránh hiểm nghi mới chứng minh trong lòng mình có quỷ, chủ động hô, Đường tỷ, ngài cũng tới. Đường Minh Mị cười nói, Phan chủ nhiệm mời khách, không dám không nể mặt mũi. Phan Hoành Vĩ nói, hôm nay cho tiểu Hứa đón tiếp, ta chuyên môn mời được đều là người quen thuộc người. Kỳ thật cho Hứa Thuần Lương đón tiếp chính là lý do, bữa cơm này vốn là muốn ăn. Hoàng Liên Thành cười nói, tiểu Hứa, chúng ta đều dính ngươi chỉ riêng a. Hắn vừa nói liền không tự chủ được nắm lên giọng quan. Vu Hướng Đông nói, khó được Phan chủ nhiệm hào phóng như vậy, chúng ta hôm nay nhất định phải nể tình, gọi món ăn
Phan Hoành Vĩ nói, tại khoa trưởng yên tâm, người thích nhất bồi bổ ba kiện bộ đều cho ngươi điểm đủ. Một đám người hống cười lên, Trình Tiểu Hồng chỉ coi không nghe thấy, đám người này chỉ cần cùng một chỗ liền thích giảng câu đùa tục, liền biết bọn hắn sẽ ở món ăn bên trên làm văn chương. Sau trộn vừa mới dâng đủ, kiểm tra sức khỏe trung tâm chủ nhiệm Ngô Thủy Anh đã đến, nàng vừa vào cửa đã đưa xin lỗi, không có ý tứ, không có ý tứ, ta tới chậm, hôm nay đi đấu thầu, vừa mới kết thúc. Nàng đi qua cũng là hộ lý bộ xuất thân, cùng Đường Minh Mị là cùng thời kỳ tiến vào Trường Hưng, hai người quan hệ kỳ thật chẳng ra sao cả, Đường Minh Mị quang mang quá thắng. Ngô Thủy Anh xuất thân nông thôn, luận tướng mạo luận nghiệp vụ cũng không bằng Đường Minh Mị, nhưng là nàng gả thật tốt, lão công là gác chuông khu bộ giáo dục phó cục trưởng, rất nhiều bản viện công nhân viên chức con cái đi học vấn đề bên trên đều tìm qua nàng hỗ trợ. Ngô Thủy Anh phương diện này danh tiếng không phải quá tốt. Trải qua nàng làm tiến vào trọng điểm tiểu học trên cơ bản đều sẽ nỗ lực một bút không nhỏ kinh phí hoạt động, nhưng một người muốn đánh một người muốn bị đánh, người khác cũng nói không nên lời cái gì. Phan Hoành Vĩ nói, đừng không có ý tứ, quy củ cũ phạt ba chén rượu. Ngô Thủy Anh tọa hạ cười nói, các ngươi đều còn chưa bắt đầu uống chén thứ nhất rượu đâu, dựa vào cái gì phạt ta. Một đại nam nhân cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Đường Minh Mị giúp đỡ nói chuyện, đúng đấy, Thủy Anh ngươi đừng nghe hắn. Hứa Thuần Lương cùng Ngô Thủy Anh cũng là lần đầu tiên gặp mặt, ba chén rượu qua đi, Phan Hoành Vĩ vì mọi người giới thiệu một chút, chủ yếu là giới thiệu Hứa Thuần Lương. Ngô Thủy Anh nói, ngươi không cần giới thiệu, Hứa chủ nhiệm đại danh như sấm bên tai. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra trước thêm WeChat. Từ cử động của nàng, Hứa Thuần Lương liền đánh giá ra đó là cái mưu cầu danh lợi xã giao nữ nhân, Ngô Thủy Anh tử lượng không tệ, cùng Hứa Thuần Lương uống hai chén rượu nói, Hứa chủ nhiệm. Về sau có nghiệp vụ gì hoan nghênh liên hệ ta, chúng ta kiểm tra sức khỏe trung tâm khẳng định sẽ làm đến xem như ở nhà phục vụ. Trần Quang Minh nói, Ngô chủ nhâm cường đem dưới tay không yếu binh, kiểm tra sức khỏe trung tâm tiểu hộ sĩ kia là cái đỉnh cái xinh đẹp. Ngô Thủy Anh nói, Trần khoa trưởng, lời này của ngươi có chút động cơ không tốt ha. Hoàng Liên Thành cười nói, hắn đi các ngươi kiểm tra sức khỏe trung tâm kiểm tra người thời điểm già kích động. Mẫu thân hắn là người Đông Bắc. Cho nên tiếng phổ thông mang một ít Đông Bắc khẩu âm. Phan Hoành Vĩ nói, hắn đâu chỉ già kích động, gà con cũng động. Vu Hướng Đông cười điểm thấp, cười lên ha hả. Ngoại trừ Trình Tiểu Hồng cùng Hứa Thuần Lương, đang ngồi đều là người đã kết hôn, đều lái nổi trò đùa, Trình Tiểu Hồng sớm thành thói quen loại tràng diện này, Hứa Thuần Lương càng không quan trọng, quyền đương nghe giải buồn. Ngô Thủy Anh nói, vậy nhưng không chừng, nhìn Trần Khoa cũng không giống cách mạng ý chí rắn như thép người. Hoàng Liên Thành thực chất bên trong cũng là lãng hóa, hưng phấn lên liền hiện nguyên hình, làm công tác liền muốn hai tay bắt, nên rắn như thép thời điểm muốn rắn như thép, nên mềm như bùn thời điểm liền nên mềm như bùn. Lúc này Toàn Dương Tạp đi lên Phan Hoành Vĩ dùng công đũa cho Hoàng Liên Thành kẹp một cây giái dê, Hoàng chủ nhiệm, món ăn này ăn hết, người nhất định phải rắn như thép. Vu Hướng Đông cười nói, Hoàng chủ nhiệm còn trẻ như vậy căn bản không cần. Hoàng Liên Thành nói, làm sao không cần. Càng là tuổi trẻ tiêu hao đến càng nhiều, đúng không Tiểu Hứa? Hứa Thuần Lương cười cười, vẫn là Hoàng chủ nhiệm có kinh nghiệm, phương diện này người chậm tiến phải hướng tiên tiến nhiều học tập, càng là bên trong thể chế uống rượu càng thích trò chuyện loại chủ đề này, đoán chừng cũng là cùng bình thường ở đơn vị giả vờ giả vịt nghiêm trang kiềm chế đã quen có quan hệ, đến loại này tự mình tụ hội trường hợp từng cái hiện nguyên hình. Mọi người lại nở nụ cười, Hứa Thuần Lương đáp đến xảo rượu. Đường Minh Mị nói, người ta Tiểu Hứa cùng Tiểu Trình đều không có kết hôn, các ngươi đừng dậy hư mất tiểu hài tử. Hoàng Liên Thành ý vị thâm trường nói, Đường chủ nhiệm đau lòng. Đám người lần này cười đến có chút qua loa, dù sao đều nghe nói Đường Minh Mị cùng Hứa Thuần Lương chuyện xấu, cho nên tất cả mọi người tại né tránh phương diện này, không nghĩ tới Hoàng Liên Thành bật thốt lên nói ra, có chút hết chuyện để nói, đồng sự ở giữa có chút trò đùa có thể mở, có chút trò đùa không thể lái, vạn nhất qua giới, có trở mặt tại chỗ khả năng. Đường Minh Mị cười nói, Tiểu Hứa là đệ đệ ta, ta đương nhiên đau lòng, ta cảnh cáo các ngươi a, các ngươi ai đều không cho khi dễ hắn ta đem ai uống gục. Hứa Thuần Lương nửa thật nửa giả nói, Đường tỷ, Hoàng chủ nhiệm khi dễ ta. Đường Minh Mị kỳ thật đã sớm nhìn Hoàng Liên Thành không vừa mắt, bưng ly rượu lên nói, Hoàng chủ nhiệm, ta cùng ngươi cả một cái. Hoàng Liên Thành cũng là hảo tử chi nhân, cả liền cả, Đường chủ nhiệm muốn chỉnh mấy cái ta bồi mấy cái. Một bên đám người nhao nhao ồn ào, Đường Minh Mị cùng Hoàng Liên Thành làm tràn đầy một ly pha lê, nghênh đón một mảnh tiếng vỗ tay.
Đường Minh Mị lại tới cái hảo sự thành xong, hai chén rượu uống hết, Hoàng Liên Thành liền ỉu xìu, một cái bệnh viện ai có thể uống bao nhiêu mọi người tâm trong cơ bản bên trên đều nắm chắc. Hoàng Liên Thành loại này là thuộc về chủ động tìm tai vạ hình, đây vẫn chỉ là Đường Minh Mị xuất động, Hứa Thuần Lương đều không có xuất thủ đâu, con hàng này liền không sai biệt lắm, nói chuyện liền lưỡi đau cả đầu. Vừa gặp cái thứ nhất món ăn nóng liền đã uống nhiều, tất cả mọi người là người biết chuyện, biết Hoàng Liên Thành không lựa lời nói đắc tội Đường Minh Mị, ai cũng không muốn nhiều chuyện, dù sao cũng là Hoàng Liên Thành miệng mình phạm tiện. Người là Phan Hoành Vĩ mời tới, hắn đương nhiên không muốn Hoàng Liên Thành tại chỗ khó coi, giúp đỡ hòa giải nói, Hoàng chủ nhiệm khác ta không rõ ràng, đầu lưỡi lúc này đã rắn như thép. Hoàng Liên Thành nói, ta, không có việc gì, tới, lại cả một chén. Đường Minh Mị cân nhắc đến dù sao cũng là một cái bệnh viện, không có tiếp tục đuổi giết, nếu thật là lại cả một chén, con hàng này đến ủi đến dưới mặt bàn đi. Lúc này nhân viên phục vụ đưa ra một trái trứng hoàng ngọc mét, là đặc địa cho nữ sĩ điểm đồ ăn. Bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông nhìn thấy có chút tẻ ngắt, bắt đầu trò chuyện lên tiết mục ngắn, trước mấy ngày ăn cơm ta nghe được một cái bắp ngô cố sự, ta giảng cho mọi người trợ trợ tử hứng. Ngô Thủy Anh nói, sẽ không phải lại là liễn tiết mục ngắn đi. Trần Quang Minh nói, cái này ngài cứ yên tâm, tại khoa trưởng từ không ăn chay. Đường Minh Mị nói, liền đếm tiểu tử ngươi xấu nhất. Trình Tiểu Hồng đi theo bổ đao, hắn không phải xấu, hắn là muộn tao, mọi người nở nụ cười. Sen, nghe được đầu cúi tại mặt bàn thanh âm, lại là Hoàng Liên Thành đã không chịu nổi, nằm sấp ở trên bàn tại chỗ ngủ thiếp đi. Phan Hoành Vĩ nói, Hoàng chủ nhiệm thật giảng cứu, món ăn nóng đều không ăn, cho ta tiết kiệm tiền, đám người cười ha ha. Hơn phân nửa đều là cười trên nỗi đau của người khác. Vu Hướng Đông mượn nói chuyện xưa của hắn, có hai cái bắp ngô hạt kết hôn, sáng ngày thứ hai, nam bắp ngô hạt tỉnh lại phát hiện bên người nằm bắp giang hắn kỳ quái hỏi, ai, ngươi là ai a? Vợ ta đâu, nói đến đây hắn cố ý dừng lại một chút. Kiểm tra sức khỏe trung tâm chủ nhiệm Ngô Thủy Anh coi là đoán được nguyên nhân, đốt mét hoa dã là bắp ngô làm, hắn có phải hay không ngốc? Thay cái đầu hình liền không nhận ra. Vu Hướng Đông cười tủm tỉm nói, bắp giang thẹn thùng nói, một pháo để người ta sụp ra, liền không biết người ta. Ngô Thủy Anh cười phun ra, xoay mặt đem một ngụm nước phun trên mặt đất. Những người khác cũng cười ngửa tới ngửa lui. Phan Hoành Vĩ nói, tại khoa, ta thật đồng tình tẩu tử. Lời không thể tế phẩm, quả thực là cười không sống được. Hứa Thuần Lương không có cười đến khoa trương như vậy, phát hiện cơ quan đơn vị bữa tiệc bên trên, không ăn mặn không thành thịt. Nhập ra tùy tục, nghe một chút giải buồn. Vu Hướng Đông chỉ vào Ngô Thủy Anh nói, miệng ngươi đỏ đều bỏ ra. Ngô Thủy Anh từ trong sắc tay rút ra một chương khăn ướt lau miệng. Vu Hướng Đông lại nói đi qua a có vị mỹ nữ phát hiện miệng của mình đỏ quá nặng, cầm ẩm ướt khăn tay lau sau ném tới trên đường. Bị đằng sau một lão đại gia nhặt lên, tường tận xem xét nửa ngày mới nhớ tới là cái gì, đuổi kịp nói, cô nương, cái này mỏng dính chính là dễ dàng rơi nha. Đường Minh Mị nước mắt đều bật cười, Trình Tiểu Hồng cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Vu Hướng Đông thật là một cái già. Chỉ có Hoàng Liên Thành không có cười, hắn hẳn là nghe được động tĩnh, lẩm bẩm nói, ta không uống nhiều. Đường Minh Mị nói, Hoàng chủ nhiệm, không uống nhiều lên tiếp tục uống. Hoàng Liên Thành khoát tay áo, ta, không được, hắn đứng dậy hướng mặt ngoài chạy tới. Vu Hướng Đông thở dài nói, Hoàng chủ nhiệm bền bỉ tính không được a, lại đưa tới một mảnh tiếng cười. Phan Hoành Vĩ nói, Hoàng chủ nhiệm uống nhiều quá, ta đi xem một chút. Hắn tổ đến cục, có người xảy ra chuyện luôn luôn không tốt. Trần Quang Minh để hắn ngồi biểu thị mình đi qua nhìn một chút, hắn cách cửa tương đối gần, ra vào cũng thuận tiện một chút. Đường Minh Mị chủ động tìm Hứa Thuần Lương uống chén rượu, Hứa chủ nhiệm, chúc mừng ngươi a, đạt được triệu viện trọng dụng. Vu Hướng Đông nói, hiện tại phải gọi Hứa viện trưởng. Hứa Thuần Lương cười nói, tại khoa trưởng ngài cũng đừng bắt ta trêu đùa, đang ngồi cái nào không thể so với ta quan lớn. Vu Hướng Đông nói, người bây giờ là uy chấn một phương đại tướng nơi biên cương a. Những người khác đi theo phụ họa, Hứa Thuần Lương uốn nắn, đại tướng nơi biên cương là Kim Vĩnh Hạo, mình là phân viện phó viện trưởng vẫn là cái trên danh nghĩa, triệu viện trưởng an bài cho hắn nhiệm vụ chính là làm quyền tài sản thủ tục chuyển nhượng, chuyện này xong xuôi, hắn liền hoàn thành lịch sử sứ mệnh. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng mắng chửi, Hứa Thuần Lương cảm giác có chút không đúng, đứng dậy đi ra cửa nhìn xem, ra ngoài xem xét, lại là Hoàng Liên Thành trước khi đến toilet nửa đường liền phun ra,
kết quả nôn văng đến một vị trải qua khách nhân ống quần bên trên, đối phương phát hỏa, bắt lấy Hoàng Liên Thành liền muốn đánh hắn. Trần Quang Minh tranh thủ thời gian ngăn cản, liên tục hướng đối phương chịu tội, Hoàng Liên Thành nôn ra cũng tỉnh rượu, nhìn thấy đối phương hung thần ác sát bộ dáng, dọa đến mặt mũi trắng bệch. Hứa Thuần Lương đi qua xem xét, vị khách nhân kia hắn nhận biết, liền là quá khứ tại Mân Nam Hải Tiên Thành bị hắn trừng trị Đinh Tứ. Đinh Tứ nhìn thấy Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, mới biết được Hoàng Liên Thành là cùng hắn cùng nhau, Đinh Tứ mặc dù quá ngang ngược, nhưng là hắn tại Hứa Thuần Lương trên tay cắm qua té ngã, đối Hứa Thuần Lương đến bây giờ đều trong lòng còn có e ngại, khí lập tức liền tiêu tan, tranh thủ thời gian hô, Hứa chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương cười nói, Đinh Tổng A, làm gì phát như thế đại hỏa A. Kỳ thật hắn tới liền thấy rõ, muốn nói Hoàng Liên Thành thật sự là ai gặp cũng ghét, loại người này ở trong xã hội không thể thiếu bị đánh. Trần Quang Minh đem tình huống nói một lần, lúc này Đinh Tứ ngồi cùng bàn bằng hữu cũng nghe tiếng đến đây, tất cả đều là đâm rồng hỏa hổ xã hội người. Hoàng Liên Thành dọa đến đầu rũ cục lấy cùng phạm sai lầm học sinh tiểu học, vừa mới bắt đầu trên bàn rượu thần khí không có chút nào gặp, Hứa Thuần Lương cười thầm người này là cái sợ hàng, hướng Đinh Tứ nói, Đinh Tổng, không có ý tứ A, chúng ta Hoàng chủ nhiệm uống nhiều quá, nếu không ngươi cởi quần áo ra chúng ta cho ngươi tìm một chỗ giặt đi. Đinh Tứ nào dám để hắn cho mình giặt quần áo, cười nói, Hứa chủ nhiệm ta không biết là bằng hữu của ngươi A, đều là người một nhà, không có việc gì, không có việc gì. Hắn phất phất tay, ra hiệu ngồi cùng bàn những người kia đi, Hứa Thuần Lương để Hoàng Liên Thành hướng Đinh Tứ xin lỗi, đúng sai đều rõ ràng, Hứa Thuần Lương cũng không cần thiết hướng về hắn. Chuyện này thật là Hoàng Liên Thành thất lễ trước đây, như thế nào đi nữa cũng không thể nôn người ta trên thân, hôm nay chỉ có thể nhận xui xẻo. Bởi vì cái này nhạc đệm, mọi người uống rượu tâm tình cũng thụ chút ảnh hưởng, Đường Minh Mị đề nghị sớm một chút kết thúc. Phan Hoành Vĩ đi tính tiền thời điểm, lại nghe người ta nói Hứa chủ nhiệm bằng hữu Đinh Tổng đem chứng kết qua. Phan Hoành Vĩ hướng Hứa Thuần Lương nói, ngươi nhìn, nói xong ta mời khách, làm sao còn để bằng hữu của ngươi trả tiền. Hứa Thuần Lương cùng Đinh Tứ nhưng không tính là bằng hữu, lúc ra cửa, nhìn thấy Đinh Tứ tại cửa ra vào tặng người, Hứa Thuần Lương đi theo hắn lên tiếng chào. Mặc dù quá trình quen biết không thoải mái, nhưng là người ta như thế tôn trọng mình, tại nhiều như vậy đồng sự trước mặt cũng cho đủ hắn mặt mũi. Đinh Tứ có việc hướng trưng cầu ý kiến, đem Hứa Thuần Lương mời đến rời xa đám người địa phương. Đinh Tứ thấp giọng nói, Hứa chủ nhiệm, ta gần nhất thời gian có chút ngắn. Hứa Thuần Lương biết rõ còn cố hỏi, cái gì có chút ngắn? Đinh Tứ có chút thẹn thùng, liền phương diện kia, ta đi qua đều có thể hơn nửa giờ, hiện tại chơi đùa mấy lần liền nghỉ cơm. Hứa Thuần Lương nói, ngươi ý gì? Trách ta đi. Đinh Tứ tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không phải quái ngài, ta nào dám quái ngài a. Lần trước ngài mở cho ta thuốc kia rất linh nghiệm, chính là tiêu chảy, ta lại dựa theo kia đơn thuốc bắt mấy uống thuốc, uống xong tình huống có chuyển biến tốt, nhưng hậu kinh mà quá lớn. Hứa Thuần Lương cố nén cười, đây cũng là cái mãng hóa, ta lúc đầu là cố ý trêu cợt ngươi, ngươi nhà còn dám uống, nhiều khi nam nhân vì phương diện này không tiếc lấy thân thử độc. Hứa Thuần Lương nói, người đây không phải lung tung dùng thuốc nha, thời điểm đó tình huống cùng ngươi bây giờ khác biệt, không thể dùng cùng một phó thuốc. Đinh Tứ nói, Hứa chủ nhiệm, ta biết các ngươi hồi xuân đường có bí phương, ngươi nhìn có phải hay không có thể giúp một chút ta. Hứa Thuần Lương nói, không phải có thuốc tây nha. Đinh Tứ thở dài nói, ta đi xem qua nam khoa phòng khám bệnh, bọn hắn mở cho ta lưỡi mát cùng yêu đình cửu, không hiệu quả rõ rệt, ta cũng không phải không cứng nổi, ta là... Ngươi hiểu. Hứa Thuần Lương nói, như vậy đi, ta đi về hỏi hỏi gia gia của ta, nhìn hắn có biện pháp nào. Đinh Tứ nói, vậy liền quá cảm tạ ngài, Hứa chủ nhiệm, ta có thể thêm ngài sao? Quay đầu ta đem cụ thể triệu chứng phát cho ngài. Hứa Thuần Lương thêm hắn. Hứa Thuần Lương sau khi lên xe, Trình Tiểu Hồng ức chế không nổi lòng hiếu kỳ, hỏi hắn cùng Đinh Tứ trò chuyện cái gì trò chuyện lâu như vậy. Hứa Thuần Lương đương nhiên không thể nói cho nàng lời nói thật. Lấy cớ Đinh Tứ có người quen nghĩ nằm viện tìm hắn hỗ trợ an bài. Trình Tiểu Hồng cũng không nghĩ ra Hứa Thuần Lương cùng Đinh Tứ thế mà lại không đánh nhau thì không quen biết, hiện tại Đinh Tứ đều chủ động thay hắn tính tiền, nàng nào biết được nguyên nhân chân chính là Đinh Tứ có việc cầu người. Đinh Tứ rất nhanh liền đem tự thân triệu chứng phát đi qua, hắn không chỉ có riêng là thời gian ngắn vấn đề, có thể là bên trên tốt hơn giao lưu, hắn đem bối rối mình thật lâu vấn đề nói ra. Hắn vấn đề lớn nhất là không mang thai. Cùng lão bà kết hôn hơn 10 năm, đến bây giờ không có hài tử Đinh Tứ vẫn cho rằng mình không có vấn đề,
về sau bởi vì vợ kiên trì hắn mới đi bệnh viện nhìn, chẩn bệnh là sức sống thấp. Lần này lão bà hắn có thể chiếm lý, nói bị hắn oan uổng nhiều năm như vậy, hiện tại cuối cùng làm rõ ràng vấn đề ra ở trên người hắn, cũng là bắt đầu từ lúc đó, Đinh Tứ liền phải kiên mà không lâu mau bệnh. Gần nhất hắn làm cho tâm sự nặng nề, nếu như tình huống lại chuyển biến xấu xuống dưới, chỉ sợ hắn chẳng những sinh không được hài tử, liền bình thường sinh hoạt đều qua không được. Lão bà bởi vì việc này cả ngày lôi kéo hắn đi làm ống nghiệm hài nhi, cặp vợ chồng vì chuyện này không ít cãi nhau. Có người cho Đinh Tứ đề cử Hồi Xuân Đường, Đinh Tứ nghe xong Hồi Xuân Đường liền tự nhiên liên tưởng đến Hứa Thuần Lương, lúc đầu do dự có phải hay không đi, không nghĩ tới đêm nay vừa vặn gặp. Hứa Thuần Lương để Đinh Tứ ngày thứ 2-3 giờ chiều đến Hồi Xuân Đường, lựa chọn thời gian này, là bởi vì bình thường thời gian này ra ra đi công viên đánh cờ, hiện tại lão gia tử buổi chiều cơ bản không ngồi xem bệnh, bảo dưỡng tuổi thọ hưởng thụ nhân sinh là một mặt, tuổi già tinh lực không tốt mới là nguyên nhân chính. Lần này hai cái nữ nhi trở về khuyên hắn không cần khổ cực như vậy công việc, Thuần Lương cũng có công việc, mà lại làm được còn sinh động, để lão gia tử nghỉ ngơi nhiều, hảo hảo bảo trọng thân thể, Hứa Trường Thiện lần này thế mà nghe lọt được, thế là quyết định mỗi ngày chỉ buổi sáng ngồi xem bệnh, mà lại chủ nhật toàn bộ ngày nghỉ ngơi. Đinh Tứ cũng không phải tay không tới, mang đến hai đầu thuốc lá thơm, Hứa Thuần Lương thủ pháp điểm huyệt hắn là đích thân thể nghiệm qua, nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể để hắn mệt không thể hưng. Lại nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức để hắn trọng trấn hùng phong, nếu như không phải tự mình cảm thụ, hắn cho rằng những này đều chỉ tồn tại ở võ hiệp bên trong. Dựa theo Hứa Thuần Lương yêu cầu, trước khi đến, hắn còn đặc địa dùng tay tới một phát, chứa ở trong suốt bình thủy tinh bên trong dẫn tới Hồi Xuân Đường. Hứa Thuần Lương đeo lên thủ sáo tiếp nhận bình thủy tinh nhìn một chút, cái bình này là 500ml, chỉ có ngần ấy sản xuất lượng ngươi dùng như thế bình lớn tử. Đinh Tứ mặt mo đỏ bừng nói. Liền cái miệng này lớn một chút. Hắn hiện tại cũng ý thức được hơi cường điệu quá, như thế bình lớn tử vừa so sánh lộ ra lượng càng ít. Hứa Thuần Lương giơ lên cái bình lung lay, là thời gian quá lâu bốc hơi, vẫn là bình thường lượng cứ như vậy nhiều. Đinh Tứ thành thành thật thật gật đầu nói, 20 phút trước đó, ta bình thường cứ như vậy nhiều. Lượng quá ít, mỏng manh thanh lãnh, hoạt động suất thấp, hoạt động lực yếu hơn nữa, vợ ngươi nghĩ mang thai quá khó khăn. Đinh Tứ nói, ta đi qua phương diện này vẫn luôn còn có thể, liền năm nay đột nhiên hạ thấp, có thể là ta lớn tuổi, ta có phải hay không thời mãn kinh đến. Người bao lớn, 38. Không lớn a, người nói còn có thể, cụ thể là vài phút. Đinh Tứ làm tặc một dạng hướng chung quanh nhìn một chút, sau đó hạ giọng nói, 15 phút đâu. Mới 15 phút, người mệnh môn lửa suy, tinh vi hóa sinh chi nguyên, người tỷ thận hai hư, thận tinh thiếu thốn. Nhất định phải tư thận lấp tinh, bổ khí kiện tỳ. Đinh Tứ trừng lớn một đôi mắt, nghe giống như rất có đạo lý dáng vẻ, thận trọng nói, vậy ta còn có chị sao? Hứa Thuần Lương nói, ai bảo ngươi tìm tới ta nữa nha, như vậy đi, ta trước cho ngươi mở một bộ thập tử sinh tinh tán. Đinh Tứ liên tục gật đầu, ngài mở, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh của ta bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý hoa. Hứa Thuần Lương nói, hoa không có bao nhiêu, đây là chúng ta Hứa gia tổ truyền bí phương. Khái không truyền ra ngoài, xem ở ngươi tâm thành phân thượng ta giúp ngươi một lần, nhưng là ngươi đến hướng ta cam đoan không thể nói cho người khác biết. Yên tâm đi, ta thề, nếu như ta nếu là đem bí phương tiết lộ ra ngoài để cho ta đoạn tử tuyệt tôn. Cũng không cần thề. Đinh Tứ vẻ mặt cầu xin, ta đều phát xong thề ngươi mới nói, sớm biết ta liền không có tất phải dụng lực như vậy nguyền rủa mình, hắn suy nghĩ nếu là không mang thai không dục. Há không phải liền là đoạn tử tuyệt tôn, con hàng này thô bên trong có mảnh rất tinh minh. Hứa Thuần Lương viết xuống phương thuốc. Cầu kỳ tử 30A, ngũ vị tử 15A, phúc bồn tử 25A, trà ti tử 20A, sa tiền tử 10A, hoang úy tử 20 giờ, kim anh tử 25A, sao phi tử 15g, sa sàng tử 10 giờ, sao huyền tử 15g, nhục thung rong 25g, chế thủ ô 20 giờ, cứu hoàng kỳ 20 giờ. Ba kích thiên 15g, thượng nhục quế 10 giờ, trừ thực tử 15g, thốn mạch đông 15g, sơn du nhục 15g, hoài nghiêu tất 20 giờ. Những thuốc này đặt chung một chỗ mài thành mảnh mạt, dùng vật chứa bịt kín bảo tồn, mỗi ngày sáng trưa tối các phục 6 giờ, 30 ngày vì một cái đợt trị liệu, uống thuốc trong lúc đó, cai thuốc rượu, cấm chuyện phòng the, kỵ sinh lạnh, cấm ngâm nước nóng. Đinh Tứ như nhặt được chí bảo. Những này thuốc đông y không tính là gì chân quý dược vật, Hồi Xuân Đường liền tất cả đều có, Hứa Thuần Lương cũng không có tìm hắn nhiều đòi tiền,
giúp hắn nắm chắc thuốc, bàn giao cách dùng. Đinh Tứ đem tiền giao nộp, lại đem hai điếu thuốc buông xuống. Hứa Thuần Lương chuyện tốt làm đến cùng, thuận tiện lại dạy hắn hai tay xoa bóp trợ hứng phương pháp, căn cứ Đinh Tứ nói tới triệu chứng đến xem, người này thời gian ngắn chủ yếu là trên tâm lý xảy ra vấn đề. Đi qua tại lão bà trước mặt cường thế đã quen, đột nhiên cặp vợ chồng địa vị phát sinh nghịch chuyển, Đinh Tứ bởi vì thận hư cho nên đối lý, tại sinh sôi hậu đại phương diện không ngẩng đầu được lên, đầu to không nhấc lên nổi tạo thành đầu nhỏ không nhấc lên nổi, giữa hai cái này là tồn tại nhân quả quan hệ. Đinh Tứ người này mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng là hắn không mang thù, biết Hứa Thuần Lương tại Trường Hưng là cái hồng nhân, thừa cơ nghe ngóng Trường Hưng Tân Y Viện công trình sự tình, chủ yếu là hắn hiện tại chủ doanh nghiệp vụ chính là kiến trúc lắp đặt, công ty của hắn có được kiến trúc thi công một cấp tư chất, trước mắt tại Đông Châu có không ít công trường. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết mình không chịu trách nhiệm Trường Hưng xây dựng cơ bản công việc, theo hắn biết Trường Hưng mới bệnh viện kỳ hạn công trình còn không có định ra tới. Đinh Tứ nói đưa ra nghĩ mời cao viện trưởng ăn một bữa cơm, hy vọng Hứa Thuần Lương có thể giúp đỡ an bài một chút. Hứa Thuần Lương lúc này mới ý thức được Đinh Tứ không chỉ có riêng là vì xem bệnh, con hàng này cũng không phải cái đầu óc ngu si tứ chi phát triển mãng phu, từ tối hôm qua giúp mình tính tiền, cho tới hôm nay đến khám bệnh, cũng là vì cùng mình rút ngắn quan hệ, sau đó thông qua mình nhận biết Cao Tân Hoa, hiện tại Trường Hưng xây dựng cơ bản công việc chính là Cao Tân Hoa đang phụ trách. Đinh Tứ nhìn thấy Hứa Thuần Lương lộ ra vẻ không vui, tranh thủ thời gian giải thích nói, Hứa chủ nhiệm, ta không có miễn cưỡng ý của ngài, không, không tiện coi như xong kỳ thật ta có đường tắt có thể mời đến cao viện trưởng, đây không phải cảm thấy chúng ta quan hệ thêm gần nha. Hắn không có khoác lác, hắn tại Đông Châu quan hệ xã hội vẫn luôn là rất rộng. Hứa Thuần Lương nói, hiện tại công trình đều là công khai đấu thầu, quá trình công khai trong suốt, người tìm cao viện làm gì? Nghĩ làm không công bằng cạnh tranh. Vẫn là nghĩ mục nát lãnh đạo, ta cảnh cáo ngươi a, đừng làm bàng môn tà đạo người ta cao viện cũng không ăn bộ kia. Đinh Tứ thở dài nói, công khai đấu thầu chỉ là làm bộ dáng cho người ta nhìn, hiện tại công trình khó làm, ta sạp hàng trải đến quá lớn, công ty mấy trăm lỗ hổng người chờ lấy ăn cơm, cái này còn không bao gồm trên công trường làm việc nông dân công, chúng ta thế chân và kiến thiết cũng là Đông Châu minh tinh xí nghiệp, kiến trúc chất lượng phương diện tuyệt đối quá cứng, ngài không tin nhưng một đi hỏi một chút. Ta tuyệt đối không có khoác lác. Hứa Thuần Lương nói, người có phải hay không làm nhầm phương hướng, tìm cao viện vô dụng, người nên đi tìm triệu viện. Cao Tân Hoa mặc dù phụ trách xây dựng cơ bản, nhưng cuối cùng đánh nhịp định án người hay là Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương không lên tiếng, Cao Tân Hoa cũng không thể làm chủ. Đinh Tứ nói, ta nghe nói quan hệ của hai người bọn hắn là cái cân không rời đà đà không rời sưng, người nào không biết xây dựng cơ bản công trình cao viện đương ra. Hứa Thuần Lương nghe hắn nói như vậy, có chút thay Cao Tân Hoa lo lắng, vô luận hắn có tình nguyện hay không, đều bị Triệu Phi Dương buộc chặt ở cùng nhau, xây dựng cơ bản công trình bản thân phi thường mẫn cảm, nếu như xảy ra vấn đề, Cao Tân Hoa khẳng định phải nhận gánh trách nhiệm, khó trách Cao Tân Hoa ở trước mặt mình mấy chuyến bắt đầu sinh thoái ý. Cao Tân Hoa người này đối trước mắt công việc cùng sinh hoạt đã phi thường hài lòng, hắn cũng không muốn làm quá nhiều cải biến, Triệu Phi Dương cấp tiến để hắn bất an. Đinh Tứ lại nhả rãnh lên bọn hắn bệnh viện đang phụ trách thợ sửa chữa Trình Thiên Hải kiến thiết, mặc dù giống như bọn hắn tư chất, nhưng là thi công trình độ so với bọn hắn chênh lệch nhiều lắm. Lần trước hắn đi Trường Hưng, thuận tiện đi hiện trường chạy một vòng, thấy được rất nhiều không hợp cách địa phương, cái này còn không có nhìn kỹ, Đinh Tứ nói liền xem như cá nhân liên quan, cũng phải chú trọng thi công chất lượng, không phải về sau khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Hứa Thuần Lương không biết những tình huống này Cao Tân Hoa có biết hay không. Cho rằng có cần phải cùng Cao Tân Hoa câu thông một chút, từ một góc độ này tới nói, để Đinh Tứ cùng hắn gặp mặt một lần cũng không có gì không tốt, thế là gật đầu đáp ứng, để Đinh Tứ trở về chờ mình tin tức. Đinh Tứ thiên ân vạn tạ rời đi, lúc ra cửa gặp từ công viên trở về Hứa Trường Thiện, tranh thủ thời gian hướng Hứa lão gia tử cúi đầu, Hứa lão tiên sinh tốt. Hứa Trường Thiện không biết hắn, nhìn thấy trong tay hắn mang theo một chuỗi thuốc đông y, ngươi là. Đinh Tứ nói, lão tiên sinh. Ta là Hứa chủ nhiệm bằng hữu. Hứa Trường Thiện gật đầu cười, cháu trai sau khi vào sở, trên xã hội các mặt bằng hữu cũng là càng ngày càng nhiều. Đinh Tứ các loại lão gia tử sau khi vào cửa, mới lên xe rời đi. Hứa Trường Thiện trước tiên tìm tới Hứa Thuần Lương, hỏi hắn có phải hay không cho người ta kê đơn thuốc, Hứa Thuần Lương nói cho ra ra, bằng hữu gần nhất phát hỏa táo bón, hắn dựa theo Hứa gia tổ truyền đơn thuốc mở mấy phó thanh ruột trà, để hắn trở về uống.
Hứa Trường Thiện nhắc nhở hắn về sau khai căn trước đó phải tự mình xem qua, vạn nhất đem người ta uống ra cái nguy hiểm tính mạng luôn luôn không tốt. Hứa Thuần Lương tiện tay lại viết một bộ đơn thuốc cho hắn xem qua, Hứa Trường Thiện xem hết cho rằng không có vấn đề gì, cũng liền yên lòng, hắn nào biết được Hứa Thuần Lương cho người ta kê đơn thuốc chỉ phải là không mang thai không dục, bằng không nhất định điều cây chổi u cục hầu hạ. Hứa Trường Thiện lưu ý đến cháu trai mấy ngày nay buổi chiều cơ bản không có đi làm, hỏi hắn tình huống như thế nào. Hứa Thuần Lương một mực không có tướng trong công tác biến động nói cho lão gia tử đã hỏi hắn liền giải thích một chút, biểu thị trong nội viện cho hắn lên chức, hiện tại chủ yếu là phụ trách Nguy Sơn Hồ phân viện quyền tài sản biến động công việc, giờ làm việc tương đối tự do, bất quá phải được thường đi tới đi lui tại Nguy Sơn đảo cùng Đông Châu, không có cách nào mỗi ngày đều ở lại nhà. Hứa Trường Thiện hiện tại xem như nghĩ thông suốt rồi, tại bệnh viện lẫn vào phong sinh thủy khởi không nhất định đều phải y thuật hơn người, xử lý chữa bệnh quản lý không nhất định hiểu y. Cao Tân Hoa liền không hiểu y, còn không phải như vậy làm tới phó viện trưởng, đoán chừng cháu trai liền hướng cái phương hướng này phát triển, vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai nói cho hắn biết tốt nam nhi trí tại bốn phương, mình chắc chắn sẽ không kéo hắn lui lại. Hai người chính lúc nói chuyện, tới một vị khách quý ít gặp, lại là Trường Hưng Bệnh viện tiền nhiệm viện trưởng Cố Hậu Nghĩa. Hứa Thuần Lương đều không nghĩ tới hắn có thể đến nhà, vốn cho rằng là tìm mình, Cố Hậu Nghĩa lại nói, ta tìm đến Hứa lão tiên sinh nói chuyện trời đất. Hứa Thuần Lương nhanh lên đem hắn mời tiến đến, Hứa Trường Thiện mời Cố Hậu Nghĩa đi tiểu viện của hắn ngồi, lần trước hai người tại Trường Hưng hai kỳ công trường từng có một lần gặp nhau, Hứa Trường Thiện liền mời Cố Hậu Nghĩa có rảnh qua tới uống trà, Cố Hậu Nghĩa hôm nay cũng coi là phó ước mà tới. Hứa Thuần Lương cho bọn hắn pha ấm bạch mẫu đơn, hắn không có ý định quấy rầy hai người nói chuyện, chuẩn bị trở về tránh thời điểm, Cố Hậu Nghĩa gọi lại hắn, tiểu Hứa, tọa hạ cùng một chỗ tâm sự. Hứa Thuần Lương rời một cái băng tại Cố Hậu Nghĩa ngồi xuống bên người, Cố Hậu Nghĩa lần này là vô sự không đến nhà, người khác mặc dù đi khoa hiệp, nhưng là vẫn tâm hệ thống vệ sinh. Dựa theo tuổi của hắn, đi khoa hiệp chính là chờ đợi về hưu, mang ý nghĩa chức nghiệp kiếp sống triệt để kết thúc. Hắn công trạng cùng vinh quang cùng một chỗ bị quét vào bụi bặm lịch sử. Trên thực tế giống Cố Hậu Nghĩa loại này có quản lý kinh nghiệm có nhân mạch cán bộ hay là vô cùng quý hiếm, theo chữa bệnh dưỡng lão hưng khởi, rất nhiều tập đoàn cũng bắt đầu ở phương diện này tiến hành bố cục. Ở trong nước rất nổi danh khỏe mạnh tập đoàn, ngay tại khu vực mới chủ bị một cái chữa bệnh dưỡng lão hạng mục, bọn hắn tìm được Cố Hậu Nghĩa, hy vọng Cố Hậu Nghĩa sau khi về hưu có thể tới đảm nhiệm viện trưởng. Cố Hậu Nghĩa đang khảo sát thực lực của đối phương cùng danh tiếng về sau, cũng trên cơ bản quyết định chủ ý, hắn còn muốn phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Bởi vì khỏe mạnh tập đoàn chủ đánh cho là trung y dưỡng sinh, Cố Hậu Nghĩa càng nghĩ, Đông Châu phương diện này quyền uy chính là Hứa Trường Thiện, nếu như Hứa Trường Thiện chịu gia nhập, lấy tầm ảnh hưởng của hắn khẳng định sẽ hấp dẫn không ít khách hàng, như vậy tòa này kiểu mới hiện đại hóa dưỡng lão bệnh viện tương lai tiền đồ khẳng định xem trọng. Hứa Trường Thiện sau khi nghe xong phản ứng đầu tiên liền là không được, chính mình cũng hơn 70 tuổi, một cái hồi xuân đường đều đủ hắn cật lực, chớ nói chi là dưỡng lão bệnh viện. Cố Hậu Nghĩa cười nói, người trước chớ vội cự tuyệt. Hắn đem video mở ra đưa cho Hứa Trường Thiện. Hứa Trường Thiện đeo lên kính viễn thị, trong video khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện ở vào Trường Thanh ven hồ, hoàn cảnh ưu mỹ, chủ đánh cấp cao dưỡng lão, thuê thức cùng quyền tài sản thức kết hợp. Bệnh viện đồng thời quy hoạch 500 tấm giường ngủ, chữa bệnh ẩm thực rừng chân một thể hóa, bên trong còn sắp đặt lão niên đại học, vận động trung tâm, thư viện, tĩnh dưỡng trung tâm. Cố Hậu Nghĩa đặc địa cho hắn giới thiệu một chút trung y dưỡng sinh viện, nếu như Hứa Trường Thiện gia nhập, hắn chính là trung y dưỡng sinh viện viện trưởng. Dưỡng sinh viện vẫn là lấy hồi xuân đường mệnh danh, tất cả nhân viên y tế từ Hứa Trường Thiện phụ trách chiêu mộ huấn luyện, ngoại trừ một phần khả quan lương một năm bên ngoài. Bệnh viện sẽ tại nội bộ là Hứa Trường Thiện cung cấp một bộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách dưỡng lão nhà trọ quyền sử dụng. Đối diện như thế hậu đãi điều kiện, Hứa Trường Thiện thật có chút tâm động. Cố Hậu Nghĩa nói, Hứa lão tiên sinh, kỳ thật dưỡng lão là chúng ta sớm tối đều phải đối mặt vấn đề, cùng về sau cân nhắc, không bằng phòng ngừa chu đáo, ngài nếu như nguyện ý đến, chẳng những nuôi vấn đề cũng đạt được giải quyết, mà lại ngài còn có thể phát huy nhiệt lượng thừa, không nói những cái khác. Cái này 800 cái lão nhân liền là của ngài cố định hộ khách, ngài có thể cho mọi người phổ cập khoa học dưỡng sinh tri thức, mang theo mọi người khỏe mạnh sinh hoạt, cá nhân ta cảm thấy là kiện lưỡng toàn tề mỹ chuyện tốt. Hứa Trường Thiện đưa cho Cố Hậu Nghĩa một điếu thuốc, Hứa Thuần Lương giúp bọn hắn hai đốt, nhìn qua hai vị này thôn vân thổ vụ, Hứa Thuần Lương tâm nói các ngươi hai sinh hoạt đến giống như cũng không quá khỏe mạnh.
Hứa Trường Thiện nói, vậy ta đây hồi Xuân Đường làm sao bây giờ? Ta sợ tinh lực chiếu cố không tới. Cố Hậu Nghĩa cười nói, ta xin ngài là đảm nhiệm trung y dưỡng sinh viện viện trưởng, không phải muốn ngài mỗi ngày đều ngồi xem bệnh, bình thường ngài nên làm cái gì thì làm cái đó, thời khắc mấu chốt chỉ đạo một chút là được. Hứa Thuần Lương nói, cố viện là coi trọng ngài danh khí. Cố Hậu Nghĩa cười ha ha, người tiểu tử này chính là thông minh, đúng, ta chính là coi trọng Hứa lão danh khí, các ngươi cứ yên tâm đi, khỏe mạnh tập đoàn ta lặp đi lặp lại khảo sát qua, bọn hắn là Dân An Bảo Hiểm hợp tác đơn vị, mà lại Dân An Bảo Hiểm ở trong đó chiếm có cổ phần, danh tiếng cùng thực lực đều là không thể nghi ngờ. Lần này tới Đông Châu là lần đầu tiên đầu tư dưỡng lão hạng mục, bọn hắn cũng phi thường thận trọng, cho nên nhất định phải mời Đông Châu nhất có uy vọng y học Trung Quốc đại sư tọa trấn. Hứa Trường Thiện nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, Thuần Lương cảm thấy thế nào? Hứa Thuần Lương nói, cố viện ta tin được, bất quá vẫn là cần phải đi thực địa khảo sát một chút, hiện tại quá nhiều đều là PPT hạng mục, chăm nghe không bằng một thấy. Cố Hậu Nghĩa nói, kia là đương nhiên, khẳng định phải toàn diện hiểu rõ về sau mới có thể hạ quyết định, hạng mục gần nhất vẫn còn giả bộ tu, cho nên cũng không cần gấp quyết định, các ngươi có thể nhiều mặt tìm hiểu một chút, có ý nghĩ gì tùy thời cùng ta câu thông. Có điều kiện gì cũng chỉ quản sách, chỉ cần ta có thể làm được, liền nhất định toàn lực ứng phó. Hứa Trường Thiện rõ ràng cảm giác được Cố Hậu Nghĩa lần này cùng lần trước bọn hắn gặp gỡ bất ngờ thời điểm hoàn toàn khác biệt. Lần trước Cố Hậu Nghĩa là già nua cô đơn, hiện tại Cố Hậu Nghĩa hai mắt một lần nữa có quang mang, biểu lộ tràn đầy tự tin. Hứa Thuần Lương phát hiện qua đi cái kia Cố Hậu Nghĩa phảng phất lại trở về, sự nghiệp quả thật là nam nhân tốt nhất xuân dược. Cố Hậu Nghĩa rời đi thời điểm. Hứa Thuần Lương đem hắn đưa đi ra bên ngoài, Cố Hậu Nghĩa nói, tiểu Hứa, chuyện này tạm thời giúp ta giữ bí mật. Hứa Thuần Lương cười nói, minh bạch, Cố Hậu Nghĩa hiện tại dù sao còn người tại khoa hiệp, mặc dù là cái ngồi ăn rồi chờ chết địa phương, nhưng người khác nếu là biết ảnh hưởng chung quy không tốt. Cố Hậu Nghĩa nói, Nguy Sơn Đảo phân viện chuyện bên kia đã giải quyết sao? Hứa Thuần Lương đơn giản đem tình huống nói một lần. Lúc trước lực bài chúng nghị cầm xuống Nguy Sơn Hồ Bệnh viện người chính là Cố Hậu Nghĩa, hiện tại xem ra Cố Hậu Nghĩa lúc trước nước cờ này vẫn là đi đúng rồi. Cố Hậu Nghĩa cảm khái nói, lúc ấy ta cũng cố gắng qua, nhưng là Nguy Sơn huyện chính phủ chính là kiên trì 3 năm quan sát kỳ, người ta cũng là vì nơi đó lợi ích cân nhắc, chỉ là không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên phức tạp như vậy, ta làm sao đều không nghĩ tới Thạch Lương Trấn sẽ cùng Hoàn Hồ Trấn sát nhập, còn tốt ha, cuối cùng giải quyết. Hắn mặc dù rời đi Trường Hưng, nhưng là đối Trường Hưng tình cảm chưa biến, vẫn là hy vọng Trường Hưng hết thảy hướng tốt, đi đến tốt phát triển con đường. Đối Triệu Phi Dương cải cách đáy lòng của hắn không tán đồng, nhưng là không đánh giá. Hứa Thuần Lương nói, chúc cố viện sự nghiệp lại trèo cao phong. Cố Hậu Nghĩa cười lắc đầu nói, cao phong là không nghĩ, con người của ta không chịu ngồi yên, kỳ thật ta lúc đầu cầm xuống Nguy Sơn Hồ Bệnh viện chính là nghĩ làm chữa bệnh dưỡng lão hạng mục. Chỉ là các phương diện điều kiện đều không cho phép, trong lòng từ đầu đến cuối giữ lại một cái tiếc nuối, hiện tại vừa vặn có cơ hội này, coi như là đền bù một chút đi, ta còn chưa già, còn muốn làm chút chuyện. Hứa Thuần Lương nói, ngài hiện tại cũng phản lão hoàn đồng. Cố Hậu Nghĩa cười ha ha, tâm tình đã hồi lâu không có dạng này thoải mái, vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai nói, làm rất tốt đi, nếu là Trường Hưng làm được không như ý, về sau có thể tới ta bên này. Chữa bệnh thị trường rất lớn, mấy năm này sẽ có một cái trước nay chưa từng có dâng trào bộc phát kỳ. Hứa Thuần Lương phát hiện không biết lái xe đã trở thành hắn nhược điểm, hắn tìm Lục Kỳ hỗ trợ nhìn xem có thể hay không làm cái bằng lái. Lục Kỳ nói cho hắn biết lúc này không giống ngày xưa, mười mấy 20 năm trước, tương quan quy tắc đều không kiện toàn, chỉ cần ngươi chịu dùng tiền liền có thể mua được bằng lái. Hiện tại hết thảy huấn luyện khảo thí đều quy phạm hóa. Chương trình nhất định phải đi, hắn có thể giúp một tay cho Hứa Thuần Lương giới thiệu giá trường học. Hứa Thuần Lương trước báo danh học tập xe gắn máy, chủ muốn cân nhắc cầm chứng chu kỳ tương đối ngắn, con hàng này cũng không phải cái an phận thủ thường mặt hàng, bên này vừa báo danh ra, bên kia đi mua ngay chiếc xuyên kỳ Z400, vừa vặn đem bệnh viện cho hắn kia bút trích phần trăm xài hết. Hứa Trường Thiện đối với hắn mua xe gắn máy từ đáy lòng là phản đối, lão gia tử luôn cảm thấy cái đồ chơi này bánh bao sắt quá nguy hiểm. Đề nghị hắn mua chiếc xe hơi, nhưng Hứa Thuần Lương tiền trảm hậu tấu đều đem xe lái về nhà. Hắn cũng liền không tiện nói gì, để Hứa Thuần Lương lái xe cẩn thận, còn xuất ra 3 vạn khối tài trợ, Hứa Thuần Lương không muốn, hắn hiện tại mình trong túi có tiền, không muốn tổng làm cái ăn bám tộc. Con hàng này vừa mới bắt đầu là dự định cầm tới trứng về sau lại cưỡi,
nhưng xe mua về sau liền kìm nén không được đáy lòng xúc động, ngày thứ hai liền cưỡi đi Nguy Sơn đảo. Cưỡi xe gắn máy cảm giác so cưỡi ngựa thoải mái nhiều, chỉ dùng 40 phút đã đến Cổ Tuyền Trấn, từ Cổ Tuyền Trấn bến tàu thừa phà tiến về Nguy Sơn đảo không đến 20 phút, tổng cộng cộng lại cũng chính là 1 giờ, nếu như mỗi ngày đi đường này tuyến, có thể mỗi ngày về Đông Châu ở. Tại thị khu thời điểm hắn vốn đang lo lắng bị cảnh sát giao thông ngăn lại tra bằng lái, nhưng về sau phát hiện căn bản không ai chú ý hắn, ra Tam Hoàn liền tín mã do cương, một đường bão táp. Chờ đến Nguy Sơn đảo bên trên lại càng không có phương diện này lo lắng, ở trên đảo không bài không chứng xe gắn máy có nhiều lắm, căn bản không có người tra. Hứa Thuần Lương cưỡi xe gắn máy thẳng đến Nguy Sơn đảo phân viện, hơn 10 ngày không đến, ở trên đảo không ít địa phương đều tại sửa đường, mới dựng lên không ít biển quảng cáo. Bến cảng phụ cận, Đại Hồ hồi thu công ty ngay tại phá dỡ, làm cho bụi mù nổi lên bốn phía, Hứa Thuần Lương từ bên kia trải qua thời điểm, thấy được hiển hồng nông trường Land Rover Range Rover. Vương Kim Vũ mang theo nón bảo hộ đứng tại thi công hiện trường đang cùng thi công phương giao lưu, nghe phía sau xe gắn máy thanh âm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là Hứa Thuần Lương, thế là phất phất tay, hướng hắn đi tới. Hứa Thuần Lương lúc đầu không muốn chào hỏi hắn, hiện tại đành phải dừng xe lại, cười nói, Vương ca, trùng hợp như vậy à. Vương Kim Vũ thưởng thức một chút hắn xe gắn máy, vỗ vỗ chỗ ngồi nói, người xe này là công đường xe, không thích hợp chúng ta bên này, ở trên đảo đường xá quá kém, làm đài xe Việt dã còn tạm được. Hứa Thuần Lương nói, ta cảm thấy ngoại hình đẹp mắt. Vương Kim Vũ cười nói, người trẻ tuổi đều thích nhan trị, ta cũng thích xe gắn máy, đáng tiếc không có thời gian chơi. Hắn đi lên thử một chút, khen, mặt sau này nếu là cõng một mỹ nữ, cảm giác không nên quá thoải mái. Hứa Thuần Lương cũng cho rằng như vậy, hướng công nhìn thoáng qua nói, nơi này nguyên lai là rách dưới trận A. Vương Kim Vũ gật đầu nói, quá khứ là Đại Hồ hồi thu công ty, bên trong tất cả đều đống phải là rác rưởi, ảnh hưởng nghiêm trọng Nguy Sơn đảo hình tượng, chân chính phủ tướng mảnh đất này giao cho chúng ta phụ trách kiến thiết cảng khẩu thương nghiệp nguyên bộ. Hứa Thuần Lương đối mảnh đất này hết sức quen thuộc, lúc trước hai tên cùng môn ngự rắn người liền ẩn thân ở chỗ này. Đông Nghiễm Sinh ánh mắt đủ độc, mảnh đất này không tệ, kỳ thật Trường Hưng bệnh viện hẳn là suy tính một chút cùng hắn hợp tác, Đông Nghiễm Sinh là bản xứ người, cùng nơi đó chính phủ quan hệ tốt đẹp, nếu như xong mới có thể đạt thành hợp tác, làm rất nhiều chuyện đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Từ trước mắt hiểu rõ đến tình huống giống như rất không có khả năng, Triệu Phi Dương đã cùng Hoa Niên tập đoàn đạt thành chiến lược hợp tác hiệp nghị, phải chăng cùng Đông Nghiễm Sinh hợp tác, thậm chí liền Triệu Phi Dương nói cũng không tính là. Vương Kim Vũ nói cho Hứa Thuần Lương, gần nhất có bao nhiêu cái hạng mục đều muốn khởi công, Nguy Sơn đảo những năm gần đây là đừng nghĩ Thái Bình. Hứa Thuần Lương trở lại Nguy Sơn đảo phân viện, vừa tới đến văn phòng, Trương Hải Đào đã nghe tin tức chạy đến, một mặt nịnh nọt tiếu dung, Hứa viện trưởng, ngài tới cũng không nói trước một tiếng. Ta tốt lái xe đi bến tàu đón ngài. Hắn hiện tại tổng quản hậu cần, tất cả đều là bái Hứa Thuần Lương ban tặng, đối Hứa Thuần Lương cực điểm cung kính. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết mình cưỡi xe gắn máy tới, không muốn phiền phức hắn. Trương Hải Đào đóng cửa lại, trước hướng hắn báo cáo một chút hắn rời đi trong khoảng thời gian này bệnh viện tình huống, tổng thể vận chuyển bình thường, dù sao Trương Hải Tân đã đi, tiền lương cũng bình thường cấp cho, công nhân viên chức cũng liền không có oán khí. Hứa Thuần Lương lần trước thời điểm ra đi, an bài hắn nhìn chằm chằm những cái kia thương hộ dỡ bỏ vi phạm luật lệ làm trái xây, hiện tại đã cơ bản hoàn thành. Trương Hải Đào vẫn tưởng buổi trưa cho hắn đón tiếp, Hứa Thuần Lương khéo lời từ chối, loại này không có ý nghĩa rượu hắn không muốn uống, nói cho Trương Hải Đào, hắn hôm nay làm xong việc, buổi chiều liền rời đi. Kim Vĩnh Hạo cũng đến đây, Trương Hải Đào biết điều lựa chọn né tránh. Hứa Thuần Lương cười nói, Kim Việt, mau mời ngồi. Kim Vĩnh Hạo nói, ta chính nói sao, ngươi lại không đến ta liền phải điện thoại cho ngươi. Hứa Thuần Lương nói, có việc. Kim Vĩnh Hạo nói cho hắn biết mình nàng dâu cùng nhi tử náo lên cảm xúc, trong cơn tức giận chạy đến mụ nội náo nhà, lão bà tranh cãi để hắn trở về, nếu là hắn không quay về nhà đều muốn tản. Hứa Thuần Lương mặc dù cảm thấy hắn nói đến có chút khoa trương, nhưng là ai bày ra loại chuyện này đều phải nóng vội. Kim Vĩnh Hạo nhi tử đứng trước thi cấp 3. Tâm hắn nghĩ căn bản không trong công tác, hướng trong nội viện cũng xin mấy lần, nhưng là Triệu Phi Dương từ đầu đến cuối không có đáp ứng để hắn trở về. Kim Vĩnh Hạo có ý tứ là nơi này dù sao cũng phải có người tọa chấn, để Hứa Thuần Lương ở lâu một ngày, hắn về nhà xử lý một chút,
cân đối một chút mẹ con quan hệ, chậm nhất xế chiều ngày mai liền trở lại. Hứa Thuần Lương vốn là muốn làm trời giáng cái vừa đi vừa về, lần này đến ở một đêm, hắn để Kim Vĩnh Hạo an tâm rời đi, chuyện bên này một mực giao cho hắn. Kim Vĩnh Hạo căn dặn Hứa Thuần Lương muốn giúp hắn giữ bí mật, hành vi của hắn thuộc về đào ngũ, tận khả năng đừng để lãnh đạo biết. Hứa Thuần Lương liên hệ một chút Mai Như Tuyết, nói cho nàng mình đến Nguy Sơn Đảo, nghĩ thừa dịp cơ hội lần này đem phân viện quyền tài sản sự tình làm. Mai Như Tuyết hiện tại người tại trong huyện họp, nàng đến ngày mai mới trở về, để Hứa Thuần Lương trực tiếp đi tìm Trương Nhất Bản. Trương Nhất Bản hiện tại còn phụ trách trấn văn phòng chính phủ công việc, hắn đối với chuyện này hiểu rất rõ, cụ thể chương trình có thể hỏi hắn. Trương Nhất Bản trong khoảng thời gian này tinh thần ủ rũ không phấn chấn, tìm căn nguyên tố nguyên vẫn là lần trước cùng Hứa Thuần Lương gặp mặt sau rơi xuống bệnh căn. Hắn lúc đầu ôm điều tra Hứa Thuần Lương nội tình suy nghĩ, không nghĩ tới bị Hứa Thuần Lương đem lai lịch của mình lột sạch sành sanh, liền mình thích mở dùng tay xe tốc hành đều bị hắn cho đã nhìn ra. Từ ngày đó trở đi hắn quyết định bỏ hẳn thói quen, nhưng chỉ qua hai ngày liền không nhịn được, mà lại làm tầm trọng thêm, cái đồ chơi này một khi thành nghiện rất khó từ bỏ. Nghe nói Hứa Thuần Lương muốn đi qua bái phỏng, con hàng này đi trước chiếu chiếu tấm gương, phát hiện sắc mặt mình có chút tái nhợt, cuống quýt rửa mặt, lại rửa sạch sẽ hai tay, chải sửa lại một chút đầu hình, cả sửa lại một chút quần áo, coi như đi ra mắt hắn đều không có khẩn trương như vậy qua. Hứa Thuần Lương mắt quá độc, vạn nhất lại bị hắn nhìn ra điểm cái gì đến, chẳng phải là phiền phức. Hứa Thuần Lương lần này đến nhà nhưng không phải là vì cho hắn xem tướng tay, đặc địa cho Trương Nhất Bản mang theo hai tấm khách quý kiểm tra sức khỏe kẹt. Hai tấm thẻ này bên trong bao hàm 1188 kiểm tra sức khỏe phần món ăn, cũng là Trường Hưng Bệnh viện Ngoại Liên Bộ thường dùng giao tế thủ pháp. Hứa Thuần Lương đáy lòng là không chào đón Trương Nhất Bản, nhưng là hiện tại cần người ta hỗ trợ, liền không thể bày ra quá cao tư thái. Đổi thành Mai Như Tuyết, Hứa Thuần Lương chắc chắn sẽ không cho nàng tặng lễ, lấy Mai Như Tuyết tính cách cho nàng tặng lễ là vũ nhục nàng. Trương Nhất Bản liền không đồng dạng, cầm tới hai tấm kiểm tra sức khỏe kẹt ngầm hiểu. Lập tức kéo ra ngăn kéo bỏ vào, trên mặt cũng có tiếu dung, Hứa viện trưởng, mau mời ngồi. Hắn không có chủ động cùng Hứa Thuần Lương nắm tay, không có xem thường Hứa Thuần Lương ý tứ, chủ yếu là lo lắng bị Hứa Thuần Lương nhìn ra bí mật của hắn. Hứa Thuần Lương cũng không muốn cùng hắn nắm tay, nguyên nhân là chê hắn giơ tay. Trương Nhất Bản cho Hứa Thuần Lương cầm một bình quân dân suối bài nước khoáng. Hiện tại Nguy Sơn đảo bên trên cơ quan đơn vị trên cơ bản dùng đến đều là Hiển Hồng nông trường cung cấp nước suối, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra Đông Nghiễm Sinh ngay tại chỗ lực ảnh hưởng. Bởi vì Mai Như Tuyết sớm đánh qua chào hỏi, cho nên Trương Nhất Bản đối Hứa Thuần Lương ý đổ đến phi thường rõ ràng, hắn giới thiệu sơ lược một chút tình huống, tại trong trấn các vị lãnh đạo không ngừng cố gắng dưới, cái này lịch sử còn sót lại vấn đề cuối cùng đạt được thuận lợi giải quyết, bọn hắn xảy ra cỗ tương quan chứng minh. Phối hợp hoàn thành Nguy Sơn Hồ phân viện quyền tài sản sang tên. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, toàn bộ Hồ Sơn trấn chính phủ chỉ sợ chỉ có Mai Như Tuyết là thật tâm ủng hộ bọn hắn, bí thư Khổng Tường Sinh vẫn luôn là ủng hộ Đại Hằng tập đoàn, lần này nếu như không phải Đông Châu lãnh đạo thành phố ra mặt đốc thúc, quyền tài sản chuyển nhượng vấn đề đoán chừng cũng không có dễ dàng như vậy đạt được giải quyết, tiểu quỷ chạy chân gãy không bằng Diêm Vương động động miệng. Trương Nhất Bản mang theo Hứa Thuần Lương chạy mấy cái phòng. Bối rối Trường Hưng Bệnh viện dòng dã 3 năm lịch sử còn sót lại vấn đề, trên cơ bản tại một cái buổi chiều liền được giải quyết, còn lại đến chính là đi lội trong huyện lại đóng mấy cái chương, coi như hoàn thành toàn bộ thủ tục cộng lại cũng không dùng đến một tuần lễ. Hứa Thuần Lương thật không nghĩ tới sự tình đơn giản như vậy, điều này cũng làm cho hắn càng phát ra kết luận, Triệu Phi Dương an bài hắn đến theo vào quyền tài sản chuyển nhượng thủ tục, kỳ thật chính là để hắn tạm thời rời đi bản bộ. Có lẽ là ra ngoài bảo hộ ý nghĩ của hắn đi. Văn kiện cần bí thư Khổng Tường Sinh con dấu, Trương Nhất Bản để Hứa Thuần Lương mình đi qua, Hồ Sơn Trấn đều biết Khổng bí thư đối với chuyện này thái độ, Trương Nhất Bản cũng không muốn cùng lấy đi nhìn mặt hắn sắc. Trương Nhất Bản kỳ thật càng đề nghị Hứa Thuần Lương ngày mai lại đến một chuyến, Mai Như Tuyết ở đơn vị chuyện này càng dễ làm hơn. Hứa Thuần Lương cho rằng không cần phải vậy, Mai Như Tuyết đã cho hắn giúp như thế đại ân. Loại chuyện này không cần thiết để nàng tự mình ra mặt, mà lại lần này là trong thành phố quyết định điệu, Khổng Tường Sinh coi như trong lòng lại không cao hứng cũng không dám đuổi theo đầu đối nghịch. Hứa Thuần Lương trực tiếp đi bí thư văn phòng, Khổng Tường Sinh nghe nói hắn tới chơi, cũng không có làm khó hắn, để thư ký đem hắn mang vào. Hứa Thuần Lương trên mặt hiện ra cả người lẫn vật vô hại nhiệt tình thiếu dung, Khổng bí thư, ngài tốt. Tiểu Hứa A, ngồi.
Khổng Tường Sinh chào hỏi hắn ngồi xuống, để thư ký đi rót chén trà. Hứa Thuần Lương nói rõ mình ý đồ đến. Khổng Tường Sinh nghe hắn nói xong, gật đầu nói, chuyện này ta đã biết, người đem văn kiện lấy ra ta xem một chút. Hứa Thuần Lương đem văn kiện đưa cho thư ký chuyển giao cho Khổng Tường Sinh, Khổng Tường Sinh khoát tay áo, để thư ký ra ngoài, hắn từ đầu tới đuôi nhìn một lần, cảm thán nói, các ngươi Trường Hưng bệnh viện thật sự là nhặt được cái đại tiện nghi a. Hứa Thuần Lương cười nói, Khổng Bí Thư, không thể nói như thế, chúng ta Trường Hưng đến giúp đỡ thời điểm, Nguy Sơn Đảo còn không có được xếp vào thị trọng điểm phát triển kế hoạch, Trường Hưng tiếp quản Nguy Sơn Đảo bệnh viện thời gian hơn 3 năm, bệnh viện chúng ta đầu nhập vào rất nhiều nhân lực cùng tài lực, cho nơi đó chính phủ cũng giảm ít đi không ít chi tiêu, Khổng Bí Thư cũng phải nhìn đến chúng ta cống hiến a. Khổng Tường Sinh cười nói, người tiểu đồng chí này khẩu tài cao minh, ta nhưng không có phủ định các ngươi cống hiến. Lúc trước ta ủng hộ Đại Hằng tập đoàn cũng không phải đối với các ngươi Trường Hưng có ý kiến gì, làm quan một nhiệm kỳ tạo phúc một phương, ta đương nhiên muốn vì bản địa dân chúng cân nhắc. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi phế nhiều lời như vậy làm gì, tranh thủ thời gian ký tên con dấu. Khổng Tường Sinh không có chút nào sốt ruột, chậm rãi nói, tiểu Hứa a, ngươi biết mảnh đất kia hiện tại gặp bao nhiêu tiền không? Hứa Thuần Lương lắc đầu, hắn chỉ biết là Nguy Sơn Đảo bệnh viện tiếp giáp Nguyệt Nha Loan. Dựa núi gặp nước, chiếm cứ Nguy Sơn Đảo tốt nhất một khối phong thủy bảo địa, về phần cụ thể giá trị hắn nhưng không rõ ràng. Khổng Tường Sinh nói, chỉ ít 3 ức, bệnh viện các ngươi những năm này tổng đầu tư sẽ không vượt qua 2.000 vạn đi, thật sự là một vốn 4 lời mua bán a. Hứa Thuần Lương cũng không nghĩ tới mảnh đất này gặp nhiều như vậy, mặc dù Nguy Sơn Đảo phong quang không tệ, nhưng là dù sao không phải nội thành, Hứa Thuần Lương đoán chừng 300 triệu rất có thể là Đại Hằng báo giá. Khổng Tường Sinh nói, ngươi cùng ta thấu cái đáy, các ngươi Trường Hưng chữa bệnh dưỡng lão hạng mục lúc nào mới có thể chính thức rơi xuống đất. Hứa Thuần Lương nói, hẳn là rất nhanh đi, trước mắt chúng ta đã cùng Hoa Niên Tập đoàn đạt thành chiến lược hợp tác hiệp nghị. Khổng Tường Sinh nói, Hoa Niên Tập đoàn thực lực cũng không như Đại Hằng Tập đoàn nha. Hắn rốt cục cầm bút lên tới, một bên ký tên vừa nói, tiểu Hứa a, mặc dù bệnh viện quyền tài sản chuyển nhượng cho các ngươi, nhưng là thổ địa vẫn là quốc gia. Chúng ta nơi đó chính phủ là có quyền giám sát, chúng ta đem chuyện xấu nói trước, nếu như các ngươi hạng mục chậm chạp không thể khởi động, nếu như các ngươi đáp ứng đầu tư chậm chạp không thể đến vị, chúng ta cũng là có thể thu hồi khối này thổ địa. Chỉ từ câu nói này liền biết Khổng Tường Sinh đối với chuyện này vẫn không có cam lòng, hắn cũng không cho rằng Trường Hưng sẽ mang đến bao lớn cải biến. Hứa Thuần Lương đối mảnh đất này sự phát triển của tương lai cũng không thèm để ý, người yêu có thu hay không, dù sao nhiệm vụ của ta hoàn thành. Tương lai có thể hay không đem mảnh đất kia cho Quệ Tung là Triệu Phi Dương sự tình, ai thổi như bức ngươi tìm ai đi. Khổng Tường Sinh ngữ trọng tâm trường nói, nhất định phải thiện đãi những nhân viên y tế kia, tuyệt đối không nên lại phát sinh thiếu lương sự kiện, không phải chúng ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Khổng Bí Thư yên tâm đi, tại đãi ngộ bên trên phân viện công nhân viên chức cùng Trường Hưng bản bộ không có bất kỳ cái gì khác biệt, chúng ta không có khác nhau đối đãi, cũng sẽ không khác nhau đối đãi. Khổng Tường Sinh chậm rãi ký, gặp được có nghi ngờ điều khoản sẽ còn nhìn kỹ một lần, tại chỗ hỏi thăm Hứa Thuần Lương, để hắn làm ra giải thích cặn kẽ cùng nói rõ. Kỳ thật Hứa Thuần Lương chính mình cũng không chút nhìn qua, Trường Hưng phương diện văn kiện đều có người chuyên xử lý, từ một điểm này tới nói, Khổng Bí Thư người này vẫn là tương đối kính nghiệp phụ trách. Hứa Thuần Lương một ly trà đều uống xong, Khổng Tường Sinh còn không có ký xong, thế là hắn chỉ có thể kiên trì chờ lấy. Khổng Tường Sinh nói, tiểu Hứa, người cùng Mai Trấn Trưởng đã sớm quen biết. Hứa Thuần Lương sinh lòng cảnh giác, lão gia hỏa sẽ không muốn tại bọn hắn quan hệ bên trên làm văn chương a. Cẩn thận hồi đáp, đến Nguy Sơn Đảo sau mới quen. Khổng Tường Sinh dừng lại, ánh mắt xuyên thấu qua kính lão bên trên khung nhìn qua Hứa Thuần Lương, mang trên mặt đầy cõi lòng thâm ý thiếu dung, ta không tin. Hứa Thuần Lương thầm mắng cái này giả bát quái, người nhà muốn tin hay không? Ta cùng Mai Như Tuyết lúc nào nhận biết còn cần ngươi phê chuẩn. Đổi thành bình thường đã sớm vỗ mông đi, nhưng là lần này hắn nhịn được, dù sao chương còn không có đóng xong. Khổng Tường Sinh ánh mắt sốt cục một lần nữa về tới trên văn kiện, các ngươi Trường Hưng quy hoạch là không sai, nhưng là lúc nào chứng thực không có cho ra thời gian cụ thể, thành ý không đủ a. Ngoài miệng nói thành ý không đủ vẫn là ở phía trên ký tên, tiểu Hứa a, Mai Trấn Trưởng đối ngươi không tệ địa, ngươi nhất định phải trân quý a. Hứa Thuần Lương thật sự là im lặng, lão già này có phải hay không còn muốn làm yêu? Hắn cười nói, Mai Trấn Trưởng là vị tốt lãnh đạo a,
Khổng Bí Thư cũng thế, Hồ Sơn Trấn có hai vị, thật sự là dân chúng phúc khí. Khổng Tường Sinh cuối cùng bắt đầu con dấu, đại khái là bởi vì tuổi tác cao, động tác phi thường chậm chạp, Hứa Thuần Lương nhìn không được đứng dậy đi hỗ trợ, Khổng Tường Sinh đóng xong một tờ, hắn giúp đỡ hướng xuống lật, kỳ thật đi qua đây đều là thư ký sống. Khổng Tường Sinh phát hiện tiểu tử này vẫn là rất có nhãn lực kình, ta nghe nói Hiển Hồng tập đoàn nghĩ hợp tác với các ngươi, giống như bị các ngươi cự tuyệt. Hứa Thuần Lương nói, có sao? Chuyện này ta chưa nghe nói qua. Khổng Tường Sinh lại ngừng lại, nhìn hắn một cái nói, đoán chừng các ngươi lãnh đạo không có nói cho ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta chính là cái cụ thể làm việc, lãnh đạo chính sách quan trọng phương châm không có khả năng mọi chuyện đều để ta biết. Khổng Tường Sinh đóng xong cái cuối cùng chương, giống như là hoàn thành một chuyến marathon chạy cự ly dài, rút ra một chương rút giấy lau mồ hôi, lại cầm lấy trên bàn thuốc lá, Hứa Thuần Lương nể tình hắn ký tên đóng mộc phân thượng, giúp hắn đốt, cho đủ Khổng Bí Thư mặt mũi. Khổng Tường Sinh hít một hơi thuốc lá nói, Mai Trấn Trưởng cũng cần ký tên, toàn bộ làm xong thủ tục về sau, cần trở lại cho chúng ta một phần văn kiện tồn tại. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, tạ ơn Khổng Bí Thư. Khổng Tường Sinh cười tủm tỉm nói, không cần cảm ơn ta cũng không có cho các người hỗ trợ cái gì, người tạ Mai Trưởng Trấn là được rồi. Hứa Thuần Lương luôn cảm thấy lão gia hỏa này trong lời nói có hàm ý, bất quá nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, cũng không cần thiết cùng hắn so đo, sau khi cáo từ rời đi. Dọc đường Trương Nhất Bản văn phòng thời điểm lại nói với hắn một tiếng, Trương Nhất Bản nguyên lai tưởng rằng Khổng Bí Thư rất có thể sẽ làm khó dễ hắn, không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền đắp kín, chúc mừng một chút Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nhìn qua người này có chút hiện thanh hốc mắt, bản nghĩ nhắc nhở một chút hắn, nhưng nói đến bên môi lại nuốt trở vào, có mấy lời mặc dù là sự thật, nhưng người ta chưa hẳn thích nghe. Trương Nhất Bản con hàng này cũng không phải vật gì tốt, tự mình làm nghiệt, đương nhiên chính hắn tiếp nhận. Hứa Thuần Lương trở lại bệnh viện, nhìn thấy Hiển Hồng nông trường xe đậu ở chỗ đó, hỏi một chút mới biết được Đông Nghiễm Sinh tới, hắn gần nhất đau nhức gió lại phạm vào, còn phát khởi sốt cao. Lấy Đông Nghiễm Sinh tính tình chỉ cần còn có thể chịu được liền sẽ không đến bệnh viện, lần này là hoàn toàn chính xác không chịu nổi. Nghe nói Đông Nghiễm Sinh bệnh, về tình về lý đều hẳn là đi an ủi hỏi một chút, Hứa Thuần Lương mua cái quả rổ đi vào phòng bệnh, nhìn thấy ngay tại treo nước Đông Nghiễm Sinh, không khỏi lấy làm kinh hãi, lúc này mới mấy ngày không gặp, Đông Nghiễm Sinh làm sao sắc mặt trở nên khó coi như vậy. Đông Nghiễm Sinh sắc mặt héo hoàng phù phiếm, môi chỉ bạch như tê dại giấy, hai mắt vô thần. Che kín máu gân, rõ ràng là khí âm suy kiệt triệu chứng, ấn lý thuyết đau nhức gió triệu chứng không phải như thế. Hắn ngay tại hướng Vương Kim Vũ phát ra bực tức, Vương Kim Vũ cười theo, một bộ nghịch lai thuận thụ bộ dáng, lão Đông tính tình không tốt, Vương Kim Vũ có thể dưới tay hắn làm những năm này cũng có thể được đến trọng dụng, giỏi về nhẫn nại là bên trong một nguyên nhân trọng yếu. Đông Nghiễm Sinh gầm thét, ngươi làm sao dám sát, đem bến cảng khiến cho chướng khí mù mịt. Nửa cái Nguy Sơn đảo đều đang mắng chúng ta, trấn chính phủ nói chúng ta dã man thi công, không nhìn bảo vệ môi trường, ta thật vất vả mới đem mảnh đất kia lấy xuống, ngươi ngược lại tốt, khiến cho ta tại trước mặt lãnh đạo ném đại nhân, ta nếu là không có bệnh không phải đánh ngươi. Vương Kim Vũ nói liên tục xin lỗi, biểu thị lập tức chỉnh đốn và cải cách, Đông Nghiễm Sinh vốn còn muốn mắng, nhưng lúc này nhìn thấy Hứa Thuần Lương tiến đến, thế là buông tha Vương Kim Vũ. Vương Kim Vũ như chút được gánh nặng. Hướng Hứa Thuần Lương cười cười, Hứa viện trưởng tới, các ngươi trò chuyện. Thừa cơ chạy trốn, giống như sợ trốn chậm, thực sẽ bị đánh đồng dạng. Hứa Thuần Lương có thể lý giải Đông Nghiễm Sinh mắng Vương Kim Vũ nguyên nhân, hắn hôm nay vừa ra bến tàu liền thấy thu về công ty trên công trường bụi đất phi dương tràng diện, loại tình huống này nếu như tại Đông Châu, thi công đơn vị đã sớm nên ăn hóa đơn phạt. Công trường khoảng cách bến tàu gần như vậy, có thể nói đến đây Nguy Sơn đảo nhà đầu tư ra đi vào đều sẽ thấy. Trấn chính phủ chắc chắn sẽ không đối loại ảnh hưởng này chỉnh thể hình tượng tình trạng ngoảnh mặt làm ngơ. Đông Nghiễm Sinh nhìn thấy Hứa Thuần Lương, trên mặt cuối cùng có mỉm cười, tiểu Hứa A, ngồi. Hứa Thuần Lương quan sát một chút phòng bệnh hoàn cảnh, căn này phòng bệnh hẳn là tính phân viện điều kiện tốt nhất một gian, tướng quả rổ đặt ở trên tủ đầu giường, kéo ghế tại bên giường tọa hạ, đông thúc, đau lắm hả? Đông Nghiễm Sinh nói, hôm nay tốt hơn nhiều, ta chờ một lúc liền xuất viện. Đám gia hỏa này không có một cái có thể để cho ta bớt lo. Nhìn thoáng qua Hứa Thuần Lương mua đến quả rổ nói, ngươi còn mua đồ làm gì? Ta lại không ăn cái đồ chơi này. Hứa Thuần Lương nói, qua tới thăm cũng không thể tay không tới. Đông Nghiễm Sinh nở nụ cười, trẻ măng đừng dối trá như vậy, đúng,
ngươi cùng giường ngủ đại phu nói, ta nghĩ ra viện. Đến đều tới, liền chớ nóng vội xuất viện, thuận tiện làm toàn thân kiểm tra sức khỏe. Đông Nghiễm Sinh nói, thân thể ta không biết tốt bao nhiêu, ngoại trừ đau nhức gió không có khác mau bệnh, ta muốn xuất viện. Hứa Thuần Lương biết Đông Nghiễm Sinh tính tình quật cường, việc đã quyết định tình 10 đầu trâu đều kéo không trở lại, gật đầu đáp ứng, quay đầu cùng giường ngủ bác sĩ lên tiếng kêu gọi. Lúc này Đông Nghiễm Sinh tiếp vào một tin tức, hắn sau khi xem xong phi thường kích động, lại cải biến chủ ý, biểu thị mình không xuất viện, muốn tiếp tục ở vài ngày. Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái hắn vì sao chủ ý thay đổi được nhanh như vậy, Đông Nghiễm Sinh ức chế không nổi kích động trong lòng, nói cho Hứa Thuần Lương con của hắn muốn đi qua thăm viếng hắn. Hứa Thuần Lương biết Đông Nghiễm Sinh nhân sinh thung lũng thời điểm, lão bà mang theo hài tử cùng người ta chạy, biết hắn cũng có một đoạn thời gian, chưa từng gặp hắn chủ động nhắc tới qua nhi tử sự tình, nghe được tin tức này vẫn là rất cao hứng cho hắn, biết Đông Nghiễm Sinh hẳn là muốn lưu ở bệnh viện Bác Đồng tình. Hứa Thuần Lương cũng không có vạch trần, đừng nhìn Đông Nghiễm Sinh có tiền, vừa vặn bên cạnh một người thân đều không có, mặc dù nhưng thời đại này động một chút lại nói không có tiền không làm được sự tình, nhưng là tiền tài chung quy không phải vạn năng. Hứa Thuần Lương thậm chí cho rằng Đông Nghiễm Sinh như thế Tết Linh còn đối sự nghiệp ôm lấy lớn như vậy nhiệt tình, nguyên nhân căn bản là hắn muốn thông qua công việc đi phóng thích bên trong buồn bực trong lòng. Tiết trước hắn còn chuyên môn ủy thác Mai Như Tuyết cho Hứa Thuần Lương mang đến 3 phần quà tặng trong ngày lễ, một phần là Hứa Thuần Lương, mặt khác 2 phần cho Cao Tân Hoa cùng Triệu Phi Dương. Đông Nghiễm Sinh chủ động lấy lòng cũng không đạt được Triệu Phi Dương bất luận cái gì phản hồi, hắn cùng Cao Tân Hoa mặc dù là chiến hữu. Nhưng là hắn không có chủ động hỏi thăm Cao Tân Hoa tình huống, Cao Tân Hoa thái độ đã phi thường sáng tỏ, thân là chiến hữu cũ cũng không muốn để Cao Tân Hoa vì chuyện này mà xoắn xuýt. Hứa Thuần Lương trở lại văn phòng cho Triệu Phi Dương gọi điện thoại, nói cho Triệu Phi Dương Đông Nghiễm Sinh tại phân viện nằm viện sự tình, Triệu Phi Dương ngầm hiểu, biết Hứa Thuần Lương gọi điện thoại mục đích, hắn cũng phi thường thống khoái, lúc này biểu thị miễn trừ Đông Nghiễm Sinh tất cả tiền nằm bệnh viện dùng. Triệu Phi Dương cũng am hiểu sâu có qua có lại chi đạo. Hắn lần trước đi Nguy Sơn đảo thời điểm, Đông Nghiễm Sinh tiếp đãi nhưng tốn không ít tiền, người ta tiêu đến tiền của tư nhân đều như thế khẳng khái, mình khẳng công ra chi khái đương nhiên không có vấn đề gì, mua bán không thành nhân nghĩa tại, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, Trường Hưng về sau tại Nguy Sơn đảo phát triển không thiếu được cùng Đông Nghiễm Sinh phát sinh liên hệ. Đông Nghiễm Sinh cũng sẽ không để ý điểm ấy tiền nằm bệnh viện, người ta muốn được chính là cái mặt mũi. Triệu Phi Dương để Hứa Thuần Lương đại biểu mình đưa lên ân cần thăm hỏi, gần nhất đang vì mới bệnh viện sự tình bôn ba, cho nên không có cách nào đích thân tới phân viện đi thăm viếng Đông Nghiễm Sinh, cũng để Hứa Thuần Lương chuyển cáo, nếu như cần, Đông Nghiễm Sinh có thể tới bản bộ trị liệu, phí tổn phương diện không cần lo lắng. Hứa Thuần Lương cũng thuận tiện đem quyền tài sản chuyển nhượng sự tình báo cáo một chút, Triệu Phi Dương đối với cái này đã không có bất kỳ lo lắng nào, dù sao cũng là lãnh đạo thành phố ra mặt hỏi tới. Nơi đó chính phủ sẽ không lại tận lực chế tạo chướng ngại, hắn để Hứa Thuần Lương an tâm xử lý tốt chuyện này, cần kinh phí hoạt động một mực xin, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, hắn đều sẽ ký tên. Triệu Phi Dương đối Hứa Thuần Lương khẳng khái kỳ thật cũng là trình độ nhất định đền bù, lấy Hứa Thuần Lương thông minh sẽ không phát hiện được lần này an bài có tạm thời trục xuất hắn ý tứ, coi như hắn không phát hiện được, Cao Tân Hoa cũng không có thể sẽ không nhìn ra. Triệu Phi Dương lúc đầu lo lắng Hứa Thuần Lương đánh đau đường thiên nhất sự tình sẽ đưa tới không tốt ảnh hưởng, nhưng là chuyện đến tiếp sau cũng không tiếp tục lên men chuyển biến xấu, Đường Kinh Luân thậm chí không có chủ động hướng hắn nhắc lên chuyện này, đường thiên nhất mặc dù tại trường hợp công khai nói vài câu nói nhảm, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn xuất viện. Triệu Phi Dương phát hiện kỳ thật Hoa Niên tập đoàn đối lần này hợp tác muốn so Trường Hưng càng thêm bức thiết, bọn hắn nóng lòng thoát khỏi thị trường chứng khoán đê mê biểu hiện. Cần muốn tạo ra một cái mới lợi nhuận tăng trưởng điểm, lớn khỏe mạnh thành vì bọn họ trọng điểm bố cục lĩnh vực. Trường Hưng bệnh viện dù sao cũng là Đông Châu uy tín lâu năm tam giáp tổng hợp bệnh viện, mà lại hiện tại hắn tay cầm khu công nghệ cao chữa bệnh dùng cùng Nguy Sơn Hồ phân viện, phát triển tiền đồ vô hạn xem trọng. Nếu như hợp tác thành công, Hoa Niên tập đoàn liền có thể lợi dụng lớn khỏe mạnh khái niệm từ trên thị trường chứng khoán vòng một bút đầu tư, Trường Hưng có tiền cũng liền có thể thực hiện trước đó tất cả quy hoạch.